Ok, các chị mình đợi một xíu nha. Đúng 7 giờ 5 phút thì mình sẽ bắt đầu. Mình sẽ đợi một chút để cả nhà mình vô đọc đầy đủ hơn rồi chúng ta sẽ bắt đầu. Hôm nay là Zoom tuyển dụng nha các anh chị. Tối ngày hôm nay mình sẽ có hai Zoom đồng thời cùng một lúc, đó là Zoom bán hàng và Zoom tuyển dụng. Nếu anh chị nào mình muốn mà học về bán hàng á thì mọi người ghé qua Zoom về bán hàng nha các anh chị. Còn nếu như các anh chị nào hôm nay là mình Zoom phòng mình Zoom tối nay hôm nay mà My sẽ hỗ trợ các anh chị là nói về bài vấn đề là chúng ta sẽ tuyển dụng. Cả nhà nha, mọi người đừng đi nhầm phòng Zoom nha các anh chị. Hôm nay chúng ta sẽ ra về tuyển dụng nha. Tuyển dụng. Rồi, ok. Hello chị Phương nè. Hello anh Sáng. Hello chị Trang. Hello chị Thảo ở Thái Nguyên nè. Hello anh Dũng. Rồi, ok. Hello chị Liên. Rồi, mọi người, đúng 7 giờ 5 phút và bắt đầu cả nhà nhé. Mi ơi, cho chị hỏi Zoom bán hàng là có ID là gì hè? Ok. Mọi người ăn tối hết chưa cả nhà? Mọi người nhớ ăn tối đầy đủ nha, không là không có sức học đâu đó. Ok. Cả nhà mình hôm nay mình có một cái Zoom bán hàng nha các anh chị. Zoom bán hàng. Cho nên là mọi người lưu ý không mình đừng có đi vào cả là nhầm Zoom nha các anh chị. Hôm nay là mình sẽ học Zoom của My là mình hot á, là mình sẽ là về tuyển dụng. Rồi, chúng ta sẽ tối nay mình sẽ có những cái nội dung trao đổi để hỗ trợ cho những anh chị mới bắt đầu các anh chị. Mình hiểu được cái cách để chúng ta tuyển dụng. Hiện tại là chúng ta đang các anh chị mình đang bắt đầu quá trình là chúng ta hoàn thành mục tiêu của tiêu 100 độ C đúng không? Không biết là cả nhà mình nghe mình rõ không cả nhà? Mọi người nghe rõ mọi người comment số 1 đi các anh chị để mình chắc đường truyền với nhau ha. Mình chắc đường truyền với nhau một chút sau đó chúng ta sẽ bắt đầu buổi tối ngày hôm nay. Mi mới đi ở ngoài về mới về tới luôn. Cũng may là vừa kịp giờ. Chị Phương là chị Phương muốn học Zoom bán hàng đúng không? Zoom bán hàng thì ở đây là có cái Zoom bán hàng này. Zoom bán hàng đây. Zoom bán hàng, mọi người vào Zoom bán hàng nha. Zoom bán hàng ID là 692-200-6428 nha cả nhà. Rồi, Zoom bán hàng. Rồi, ok, các chị nghe rõ đúng không? Rất là vui ngày hôm nay là gặp lại các anh chị. Hôm nay chúng ta sẽ không có OBB đúng không các anh chị? Hẹn mọi người thứ 6 nha. Thứ 6 thì bây giờ là chúng ta sẽ mọi người chọn một cái chỗ yên tĩnh một xíu nha. Chọn một cái chỗ yên tĩnh một chút và các anh chị có thể là có một ly nước kế bên, có giấy bút đầy đủ các anh chị để mà chúng ta có thể ghi lại cái quy trình cũng như là các bước làm việc để mà các anh chị có thể nắm được cái nội dung mình nó ok nhất. Trời, ở đây thì là mọi người cùng nhau mình có giấy bút nha các anh chị. Mọi người nhớ là hôm nay á cả nhà mình có giấy bút nha để mình ghi lại các bước. Và hôm nay là mình sẽ cùng gọi là mình cùng học với nhau, mình sẽ cùng chia sẻ cái kinh nghiệm của mình để mà đã hỗ trợ rất là nhiều anh chị mình có thể hiểu được cái quy trình làm việc của mình cũng như là mình hiểu được cái cách nào bằng cái cách nào để mà các anh chị mình có thể mình ra kết quả một cách tốt nhất. Rồi, hiện tại là với á mình đợi một phút nữa nha cả nhà. Một phút nữa mình sẽ bắt đầu. Đúng 7 giờ 5 phút mình sẽ bắt đầu buổi tối ngày hôm nay. Ở đó có mưa không? Ở đó có mưa không My? Có chị. Ôi, hồi chiều giờ mưa lớn lắm. Hồi chiều đi qua quận 2. Hồi chiều là ở bên mới ký. Hồi chiều My đang ở văn phòng Bùi Đình Túy này các chị. Hồi chiều đây là qua văn phòng để mà ký hợp đồng với công ty. Kết đồng với công ty xong mấy anh em đi ăn qua quận 2 xong đi về mà kẹt xe rồi mưa quá trời mưa luôn, rất là vui luôn, là về kịp, rất là sợ luôn, rất là lo là sẽ về không kịp. Đây đang mưa lạnh quá rồi, ở dưới này vẫn đang mưa luôn. Hồi chiều mưa lớn hơn, bây giờ đỡ rồi. Rồi, ở nhà có mình lạnh quá. Rồi, nhà con mình đúng không? Chị Phương là chị Phương học Zoom bán hàng nha. Zoom bán hàng nha chị Phương. Ở đây là chị Phương muốn học về bán hàng đúng không? Cả nhà mình lưu ý nha. Rồi, để mình gọi lại cái Zoom cho mọi người. Chị My có hai bên, em biết chọn bên nào vậy chị My? Hả? Ok,
Ok, hôm nay là Zoom của mình. À ok, các anh chị mình tắt em không nghe vậy luôn á. Ok, mình check âm thanh của bên mình nha. Là mình check cái âm thanh, cái loa của mình ok chưa? Rồi, nghe được chưa ha? Mọi người nghe được ok đúng không? Rất là nhiều anh chị mình nghe tốt đó, cho nên anh chị nào mình nghe không được thì mình check lại cái âm thanh của bên mình nha. Nếu mà mình không nghe được thì mọi người có thể là nhờ những anh chị mà mình gần Zoom á, mình hỗ trợ. Rồi, chiều chủ nhật cho các anh chị ở đây, những anh chị nào mà mình đang mới bắt đầu á, chiều chủ nhật hàng tuần 2 giờ chiều thì mình sẽ có chương trình để mà hỗ trợ các chị mình cái thao tác về kỹ thuật nha, để mình có thể sử dụng rành cái phần mềm này để hỗ trợ cho mình tốt hơn. Rồi ok, rõ các anh chị. Bây giờ mình sẽ bắt đầu cả nhà. Mình bắt đầu luôn nha. Tối hôm nay thì mình sẽ hỗ trợ các anh chị cái nội dung là về về tuyển dụng cả nhà. Ở đây chúng ta tuyển dụng á, hiện tại là mình sẽ có 3 cách các anh chị. Ok không ạ? Chúng ta sẽ có 3 cách tuyển dụng nha. Cả nhà mình lưu ý. Cách thứ nhất là các anh chị mà sẽ tuyển dụng qua mạng xã hội. Có nghĩa là sao ạ? Chúng ta sẽ tận dụng những cái liên hệ, những cái liên kết của mình có thể kết nối được trên môi trường online. Ví dụ như các anh chị mình vào các group, các đội nhóm để mà mình đăng bài. Đăng bài một cái thông tin ví dụ như là siêu thị online với gần 200 sản phẩm, không nhập hàng, không tồn kho, không tự tìm kiếm khách hàng. Rồi ai muốn cho làm chủ cái sân hiệu này, người ta đổi lại comment và các anh chị mình hỗ trợ, đúng không ạ? Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai là các anh chị mình có thể lựa chọn là chúng ta giới thiệu cho những người quen của mình. Các anh chị mình sẽ có một cái mối quan hệ, đúng không ạ? Ví dụ như mình cứ đơn giản mình tổ chức cái đám cưới, đúng không ạ? Có bao nhiêu khách đến mời thì là những cái mối quan hệ mình quen biết. Rồi cách thứ ba các anh chị là hiện tại là ở Vsite của mình đang hỗ trợ cho các anh chị rất là tốt, đó chính là về data center cả nhà ha. Về data center thì ở đây thì hiện tại là các anh chị mình đang triển khai theo cách nào ạ? Ở đây thì cả nhà mình cách thứ nhất là mối quan hệ, cách thứ nhất là về mạng xã hội các anh chị, cách thứ hai là mối quan hệ, thứ ba là data center. Thì ở đây các anh chị mình có thể comment xuống giúp mình nha, mọi người comment xuống là hiện tại mọi người đang triển khai cách nào. Ok cả ba anh đại, cả ba trời, mọi người cùng comment xuống các anh chị. Thứ nhất là mạng xã hội, các group đội nhóm, thứ hai là mối quan hệ và thứ ba là data center. Rồi chị Kim Thanh là 1 2, chị Hải Dương là mối quan hệ thôi, Hải Dương Hồ Chí Minh là mối quan hệ nè. Rồi Lãm là 2 và 3, 2 và chuẩn bị 3, Linh là 100% data center, Vân Phùng, chị Vân là 2 3, rồi 2 3, chị Quý là 1 2 chưa dùng data center, Linh là 3. Rồi ok, mọi người tiếp tục comment xuống đi cả nhà, để mình có thể là mình nắm cái tinh thần một chút. Chuẩn bị 3, ok cả nhà mình chuẩn bị dùng data center đúng không? 1 2, anh Phương Minh Hữu là chưa dùng data center đúng không? Chị Ninh là cũng chưa dùng data center luôn. Rồi hiện tại ở cái Zoom của mình ngày hôm nay các anh chị thì mình sẽ hướng dẫn nhẹ một chút xíu về những cái phương pháp, tại vì những cái phương pháp mà ví dụ như là qua mối quan hệ này và qua mạng xã hội á, các anh chị mình tiếp tục comment xuống nha cả nhà. Chị Hạnh là 2 này, anh Hiếu Lê là 1 2. Rồi ok, mọi người tiếp tục comment xuống nha để mình nắm được cái tình hình của Zoom mình, tại vì các anh chị biết không ạ, Zoom của mình là để hỗ trợ cho các anh chị. Thật sự là mình có thể dành 3 tiếng đồng hồ, 2 đến 3 tiếng đồng hồ, nhưng mà mình hy vọng rằng là cái thời gian mà mình dành cho nhau các anh chị thật sự giúp cho các anh chị được nhiều nhất có thể. Mình không muốn trao đổi những cái thông tin hay không muốn trao đổi những cái điều mà nó không có giúp các anh chị được gì hết, đúng không ạ? Cho nên mình rất cần hiểu về các anh chị, rất cần biết được tình hình của các anh chị mình đang như thế nào. Các anh chị mình tiếp tục comment xuống nha, để mình có thể hiểu được cái Zoom của mình hiện tại là mọi người đang triển khai như thế nào. Tại vì Zoom của mình thì đang có rất là nhiều team đúng không các anh chị ha, rất là nhiều team đang tham gia. Rồi, chị Hạnh là 1 2 nè. Rồi ok, chị Liên là 1 2, anh Trần Quốc Buôn Ma Thuột đúng không? Rất là quen luôn. Anh Quốc Trần 1 3. Rồi ok, 1 3 qua data ngoài 100% đúng không? Không qua mối quan hệ. Rồi Hải Dương là 3. iPhone các anh chị mình chưa đổi tên nè. Các anh chị chưa đổi tên là biết ngay là chưa có biết sử dụng Zoom đúng không? Các anh chị nhớ tham gia buổi chiều chủ nhật nhận nha. Anh Nguyên là 1 3, chị Trâm là 1 2 3. Ok, chuẩn bị data center. Chuẩn bị data center. Rồi ok cả nhà. Tại vì chúng ta có 3 cách, mọi người nhớ nha, chúng ta có 3 cái phương thức để chúng ta có thể mở rộng và chúng ta có thể là kết nối thêm những người có nhu cầu và các hoạt động kinh doanh của mình, kinh doanh online. Thì với 2 cách, thứ nhất là về qua những cái mạng xã hội các anh chị, qua các đội nhóm, các group. Cái thứ hai là qua mối quan hệ. Thì cả nhà mình sẽ để ý rằng là đặc điểm của 2 cái nhóm này là gì ạ? 2 nhóm này chúng ta không có tốn chi phí đúng không ạ? Chúng ta chỉ có công sức thôi, đúng không cả nhà? Chúng ta không có tốn chi phí và chúng ta chỉ có tốn công thôi, đúng không ạ? Ok, anh Giang vào sau đúng không? Các anh chị mình vào sau, mình lưu ý nha. Các anh chị mình, rồi ok, 2 3. 3 cái phương thức để mà chúng ta tuyển dụng nha anh Giang. 1 là mạng xã hội, 2 là chúng ta tuyển dụng ở mối quan hệ, và 3 là tuyển dụng ở data center. Thì cả nhà mình sẽ để ý là 1 và 2 á, là 2 cách chúng ta sẽ không có tốn phí, chúng ta chỉ tốn công thôi, tốn công, tốn sức thôi. Còn với cách thứ 3 là data center thì chúng ta sẽ sao ạ? Chúng ta sẽ có được những cái dữ liệu khách hàng có quan tâm.
nhu cầu cao hơn hai cái nhóm kia, đúng không ạ? Tỷ lệ cao hơn, nhưng mà chúng ta có tốn đầu tư chi phí marketing. Vì vậy, cái cách đơn giản nhất để các anh chị mình có thể bắt đầu là gì ạ? Các anh chị lên một cái list danh sách khách hàng nha. Hiện tại là các anh chị mình đã có cái quy trình ở đây, mình nghĩ là tất cả các anh chị đều là đại lý hết rồi, đúng không ạ? Ở đây nha, mình nhấn lại một lần nữa là anh chị nào đang có nhu cầu mà mình phát triển về tuyển dụng thì mình hãy tham gia Zoom này nha các anh chị. Còn nếu như mình không có nhu cầu về tuyển dụng ấy, thì mọi người xem nghe mọi người không hiểu đâu, đúng không ạ? Thật mọi người có nghe thì mình cũng không có ứng dụng được, thì mọi người có thể xem qua cái Zoom mà bán hàng á, bán hàng hướng dẫn các anh chị bắt đầu bán hàng, ok không ạ? Rồi, như vậy thì các anh chị sẽ thấy rằng là việc đầu tiên để chúng ta bắt đầu tuyển dụng á, ngay cả bán hàng cũng vậy các anh chị, và ngay cả tuyển dụng chúng ta sẽ lập ra một cái danh sách các anh chị, một cái danh sách những người quen của mình để làm gì các anh chị? Mình phân loại ra, đúng không ạ? Phân loại ra ai là có nhu cầu về mua dùng sản phẩm về sức khỏe và làm đẹp, ai người ta sẽ có các nhu cầu về kinh doanh. Sau khi các anh chị có một list ra rồi thì các anh chị làm việc với cái đối tượng đó để chi ạ? Các anh chị có thể mình mà mình không cần phải tốn chi phí thời gian đầu tiên các anh chị, để các anh chị mình nhẹ nhàng hơn, đúng không ạ? Còn riêng với data center, tại vì đặc tính đó các anh chị, đặc tính của data center rằng là chúng ta sẽ làm việc với những người xa lạ, các anh chị nhớ nha, làm việc với những người xa lạ, họ hoàn toàn không biết mình trước đó. Cái điểm hay của mình, của data lạnh đó các anh chị, là họ có nhu cầu và chúng ta làm việc với họ rất là sòng phẳng, đúng không ạ? Gọi là chúng ta là gọi là tiền trao cháo múc, tức là chúng ta gọi là chúng ta trao họ cái gì, chúng ta trao đổi rất là sòng phẳng các anh chị, mang lại quyền lợi bình đẳng cho nhau, là đối tác của nhau, và chúng ta làm việc nó không có giống như là người quen. Nhưng mà cái chỗ này á, là chúng ta cần phải có những cái kỹ năng nhất định, tại vì chúng ta làm việc với người lạ các anh chị, họ không biết các anh chị là ai, chúng ta cần phải có kỹ năng thì cái đối tác người ta mới tin tưởng mình được các anh chị, đúng không ạ? Người ta mới quyết định, người ta đồng hành với mình, quyết định người ta tham gia kinh doanh này. Cho nên là tối hôm nay á, thì việc đầu tiên thì các anh chị mình hãy làm một cái list nha. Ở đây mình thấy có rất nhiều anh chị mình đang làm ở cái số thứ hai. Gần như mình thấy các anh chị đều có số thứ hai rất là nhiều. Đâu đó thì sẽ có các anh chị 1-3 đúng không ạ? Chưa có số 2 là chưa có mối quan hệ. Nhưng mà các anh chị mình hãy lập cho mình một cái danh sách nha cả nhà. Một cái danh sách, và các anh chị làm việc với danh sách đó trong thời gian ngắn nhất có thể, để các anh chị có hoàn thành cái mục tiêu của 100 độ xe tốt nhất và dễ dàng nhất. Rồi, ngày hôm nay thì thời lượng của mình thì có thể là mình sẽ dành rất là nhiều dành cho cái data center, là data đến từ môi trường online, và các anh chị chưa hề biết gì về cái đối tượng đó. Thì nội dung hôm nay mình trao đổi thì nó sẽ có khá là nhiều cái thông tin mà mục đích chính là để làm gì ạ? Để các anh chị có thể ra kết quả tốt nhất với data center, được không cả nhà? Cho nên là mọi người có thể cùng ghi chép, mọi người nói lại những cái thông tin, tại vì nó sẽ khá là nhiều. Và mọi người nhớ nha, nhớ tập trung cùng với mình để chúng ta cùng học một cách hiệu quả. Mọi người cùng comment tương tác cho nó sôi động nha các anh chị, mình cùng tham gia học nha. Mình không có gặp nhau được, mình không có tay bắt mặt mừng được, mình chỉ có ngồi xa nhau như thế này thôi. Cho nên là mọi người comment, cái comment của mọi người là giúp chúng ta kết nối với nhau nhiều hơn, giúp chúng ta xích lại gần với nhau hơn và truyền được năng lượng cho nhau nhiều hơn. Cả nhà ha, mọi người nhất trí với mình không ạ? Mình sẽ cùng học, tập trung với nhau, cùng kết nối với nhau để chúng ta có một cái buổi học hiệu quả nhất và vui vẻ nhất, và tinh thần của mình tốt nhất các anh chị. Năng lượng của mình luôn luôn tốt để mình có thể là học một cách hiệu quả, được không cả nhà? Rồi, bây giờ thì mình sẽ đi sâu vào cái phần mà data center nha. Nếu như các chị mà đang làm cái cách mà 1, 2, 3 thì 1, 2 á, các anh chị thì mình luôn luôn là mình cái cách thứ hai, đặc biệt là cách thứ hai là qua mối quan hệ của mình. Thì các anh chị lập ra một cái list danh sách nha, một cái list danh sách của những người mà các anh chị nghĩ là họ có nhu cầu. Thì bây giờ là các anh chị vẫn có thể áp dụng cái quy trình mà mình sẽ chia sẻ với các anh chị để mà mình áp dụng cho một cái người là người quen của mình luôn các anh chị, đúng không ạ? Cái lưu trình ngày hôm nay mình chia sẻ với các anh chị á, là dành cho cả những người quen, các chị vẫn có thể áp dụng được luôn. Nó chỉ khác cái đầu vào thôi các anh chị. Khác cái đầu vào là sao ạ? Đầu vào là người quen của mình hay là từ môi trường lạnh thôi. Còn khi mà để một cái người mà từ họ không biết gì về kinh doanh của mình, họ chỉ không biết gì hết các anh chị, họ mới bước chân tới cái kinh doanh của mình, họ nhìn thấy một vài cái điểm gì đó. Và để từ một cái người họ bước chân đến và họ đến cái lúc mà họ trở thành đại lý của mình á, thì trải qua một cái quá trình như nhau, được không cả nhà? Cần những thông tin như nhau và cần những cái yếu tố như nhau để họ có thể quyết định được kinh doanh, quyết định là các kinh doanh mới đi sai hay không. Ok không cả nhà? Rồi, cho nên là cái lưu trình ngày hôm nay, cái quy trình mà mình có thể là tuyển bảo trợ được một đại lý, hợp tác kinh doanh cùng với BCI, đồng hành kinh doanh cùng các anh chị, là nó sẽ khá là giống nhau, chỉ khác cái đầu vào thôi. Cho nên mọi người vẫn có thể ứng dụng với mối quan hệ của mình bình thường, ok không ạ? Rồi, bây giờ đầu tiên thì mình sẽ nói về cái data center một chút các anh chị. Mình sẽ nói về cái data center ha. Hiện tại á, mọi người sẽ có thể là bây giờ hiện tại là mọi người ở đây có rất nhiều anh chị mình đang bắt đầu chuẩn bị dùng data center, đúng không ạ? Hoặc những anh chị mình cũng đang sử dụng rồi. Ok, hello anh Linh, hello Trang, những anh chị mình vào sau đúng không ạ? Chắc là tới 7 giờ là mình sẽ đóng cái Zoom này các anh chị, hạn chế những anh chị mình vào sau mình sẽ không có hiện được á. Ok không ạ? Cho nên là nếu như anh chị nào mình có đội nhóm hay mình có team của mình á, thì mình nhanh chóng mình huy động các anh chị mình vào nha. Sau 7 giờ thì mình sẽ đóng cái Zoom mình lại để mà căn nhà mình không có, gọi là mình không có làm mất thời gian của những anh chị khác các anh chị. Nhiều anh chị vào sau thì mình không có hiện được.
cho nên là mình sẽ có những câu hỏi mà mình không thể nào trả lời, mình như vậy thì nó là ảnh hưởng cho cả nhà mình. Rồi, ok, đầu tiên thì mình sẽ chia sẻ với các anh chị về cái data center nghĩa là sao các anh chị. Các anh chị biết một cái lưu trình của một data center chưa ạ? Ở đây anh chị nào biết rồi mình comment đi các anh chị. Một cái data mà các anh chị nhận được thì nó trải qua quá trình nào? Thì hôm qua là ngày thứ ba đúng không ạ? Tối hôm qua, tối thứ ba, anh chị nào học lớp Kung Fu của BSI sẽ biết được cái hệ thống data center, hệ thống marketing của BSI làm việc như thế nào các anh chị, để mà có một data khách hàng cho các anh chị. Đúng không ạ? Cả nhà mình nào biết rồi mình comment số 1 đi các anh chị. Comment số 4 đi các anh chị. Nãy giờ 1, 2, 3 rồi. Bây giờ nếu anh chị nào hôm qua mình có học và mình rõ được một cái lưu trình, một cái hành trình để một cái người họ để lại thông tin ở bên mình á, mà các anh chị liên hệ và đổ về cái user của mình đó các anh chị, thì các anh chị comment số 4 đi ạ. Còn anh chị nào mình không biết thì các anh chị mình comment số 0. Đúng không ạ? Các anh chị nào chưa rõ về cái làm sao để mình có một cái data đó thì các anh chị comment số 0 nếu như các anh chị nào mình chưa rõ. Ok. Rồi, ok các anh Kim không anh Kim Đoàn này. Ok các anh chị. Anh Yến Linh đúng không? Chị Yến Linh. Mọi người nhớ nha, hiện tại Zoom của mình là Zoom để giúp các anh chị mình tuyển dụng nha cả nhà. Nhớ nha, nhỏ anh chị mà mới mình chưa có tuyển dụng á thì các anh chị mình tham gia cái buổi này nó sẽ không đóng thời gian của các anh chị. Khi nào mà các anh chị tuyển dụng á, mình bắt đầu học lớp này mình sẽ ứng dụng được. Rồi. Có khá là nhiều anh chị là mình chưa có biết được đúng không ạ? Thì mình sẽ nói lại một chút ha. Ở đây thì có thể là mọi người sẽ là khi mà các anh chị mình cái data đó các anh chị biết sao ạ? Mình có một cái bài quảng cáo các anh chị. Có một cái bài quảng cáo và khi mà cái khách hàng đó người ta thấy được cái mẫu quảng cáo của mình về kinh doanh online, kinh doanh online tại nhà 4.0, kinh doanh online không vốn, không tồn kho chẳng hạn, và họ đang nhìn thấy cái thông tin đó các anh chị và họ có một cái hành động là sao ạ? Họ click vào, họ chạm vào, họ click vào để họ vào họ coi thông tin nhiều hơn các anh chị. Và sau khi họ coi được những cái thông tin trong cái bài quảng cáo của mình á thì sao các anh chị, chuyện gì xảy ra? Họ nếu như họ thấy ok, họ thích thì bước tiếp theo của họ là họ để lại số điện thoại. Và cái số điện thoại mà các anh chị nhận được trong cái data center đó là gì ạ? Chính là người khách hàng họ để họ chủ động họ để lại các chị nha. Mọi người nhớ là khách hàng họ chủ động để lại số điện thoại để được tư vấn. Ok không cả nhà? Mọi người nhớ nha, khách hàng chủ động để lại để mà người ta được mình tư vấn. Cho nên á, ở đây á, là các anh chị mình lưu ý rằng là đó là cái data của một người họ có nhu cầu. Họ có nhu cầu nha. Rồi, ở đây á, thì chúng ta sẽ cả nhà mình đã chỗ này được chưa ạ? Cả nhà mình đã có chỗ này rồi á, thì mình hiểu nha, khi một cái người mà các anh chị gọi cho họ thì mình hiểu là họ để lại để được mình gọi các anh chị. Chứ mình sẽ không giống như những cái data mà giống như chúng ta gọi data rác các anh chị, data không phải là data rác mà data nguội á. Giống như mình lấy một cái list danh sách từ những cái nơi mà chúng ta mua data về chúng ta gọi và người ta không biết mình là ai và người ta hoàn toàn không có nhu cầu, khác hoàn toàn đúng các anh chị, rất là khác biệt luôn. Một cái data như vậy là người ta chủ động để lại. Nhưng mà ngày hôm nay á, mình sẽ cho các anh chị một cái bí mật của cái data này. Bí mật nha các anh chị, đây là nghiên cứu đàng hoàng. Cho nên các anh chị mình phải nắm được cái điều này thì các anh chị mới làm việc với data một cách hiệu quả. Đúng không ạ? Ok, cả nhà đợi mình xíu nha. Ok mọi người, cái data center ha. Bây giờ mọi người nắm cho mình một cái quy luật nha. Một cái quy luật mọi người cùng comment xuống là 3, 3, 3 và 1 các anh chị. Mọi người cùng comment xuống cái tỷ lệ này, sau đó mình sẽ giải thích nha. Cái tỷ lệ này nghĩa là sao các anh chị? 3, 3, 3 và 1. Tổng lại là bao nhiêu các anh chị? Cộng lại là 10 đúng không ạ? Cộng lại là 10, cái này là 100%. Mọi người cùng comment xuống cái tỷ lệ, mọi người nhớ nha. Mọi người nói xuống và mọi người luôn. Đây là một cái quy luật. Và đây gọi là một cái xác suất các anh chị. Thống kê và nghiên cứu rõ ràng, chứ đây không phải là mình nói xuống các anh chị nha. Và cái con số này là mình trực tiếp trải nghiệm qua 2 năm khi mà mình sử dụng data center của BSI. Tại vì có những cái ngày trước khi mà mình ngày trước là mình sẽ có cả hai cái data center về bán hàng các anh chị và data center về tuyển dụng, thì cả hai cái data này bản chất cái quy luật mà cái hành vi của khách hàng các anh chị là như nhau. Các nghĩa là các anh chị sẽ để ý một cái điều rằng là nếu như một cái người mà họ nhìn thấy một cái thông tin gì đó thu hút họ, họ để lại thông tin, thì cái mức độ nhu cầu của họ cũng không phải là ai cũng như nhau các anh chị. Trong cái tỷ lệ mà 3331 này có nghĩa là sao cả nhà? Một ở các anh chị là 10% á. Có nghĩa là trong 100% data các anh chị nhận được thì sao sẽ có 10% là gọi là xác suất là rủi ro các anh chị, là những cái xác suất mà nó đang là ví dụ như là sai số điện thoại này các anh chị, sai số điện thoại thì gọi không liên lạc được, nhầm số, không đúng, không liên quan gì tới hết, đó là 10% các anh chị nhớ nha, mình sẽ có những cái này. Cho nên nếu như các anh chị nhận được thì mình cũng đừng có bất ngờ, tại đó là những cái rủi ro xác suất bình thường. Rồi, 30% tiếp theo là con số 3 tiếp theo các anh chị, là 30% này là những người mà họ không có nhu cầu nhưng họ vẫn để lại thông tin các anh chị. Tại sao ạ?
Họ là những người mà họ là đối thủ cạnh tranh này các anh chị. Họ vô để họ coi mình làm cái gì. Họ thấy cái dự án của mình, họ cũng là người đi kinh doanh, họ cũng đang có dự án gì đó. Và họ muốn họ vô họ coi thử mình là như thế nào các anh chị. Họ muốn tìm hiểu thông tin, họ muốn họ tò mò các anh chị. Họ tò mò. Hoặc là một người họ đang học design đi, một người họ đang chạy landing page, hay là một người họ đang học marketing á. Họ nhìn thấy một cái bài quảng cáo và họ muốn họ vô họ coi thử mình làm cái gì. Đơn giản là cái người đó họ không có nhu cầu các anh chị. Cho nên khi các anh chị dù họ để lại thông tin, nhưng mà các anh chị đồng ý với mình không ạ? Nếu các anh chị đồng ý, mọi người đồng ý nha. Cái là mọi người thống nhất và mọi người hiểu được cái điều này, cho nên giúp mọi người xử lý cái data rất là nhẹ nhàng. Rồi, 30% đó gọi là 30% mà người ta không có nhu cầu, nhưng mà người ta tò mò, người ta hiếu kỳ, người ta là đối thủ cạnh tranh, các anh chị họ vô. Và họ cũng là người để lại thông tin luôn. Ok cả nhà nha. Rồi, đó là cái sách tự nhiên thôi. 30% tiếp theo các anh chị, cái là 60% còn lại là những người có nhu cầu thật sự. Mọi người nhớ nha, 60% còn lại là 33 các anh chị, là 60% những người họ là người có nhu cầu, bản thân họ muốn tìm kiếm công việc thật. Nhưng mà trong 60% này nó sẽ chia ra 30% là những cái người mà sao, họ có nhu cầu đó, nhưng mà họ sẽ không có quyết định ngay bây giờ các anh chị. Giống như các anh chị mình hình dung nè, giống như sắp tới vài tháng nữa các anh chị sẽ chuyển sang nhà mới. Và khi mà sang nhà mới thì các anh chị cần mua những cái gì? Và chắc chắn là các anh chị sẽ mua nó, các anh chị có nhu cầu đó, nhưng mà các anh chị không, cái là nhu cầu không có cấp thiết các anh chị. Ok cả nhà, nhu cầu không có cấp thiết, cho nên là các anh chị mình chỉ coi thôi, và các anh chị ok mình xem thôi, nhưng mà không bắt buộc là các anh chị sẽ đưa ra quyết định ngay bây giờ. Giống như một người họ có nhu cầu họ kiếm tiền đúng không ạ? Ai cũng có nhu cầu kiếm tiền hết các anh chị. Nhưng mà bây giờ nếu như có người họ đang gặp khó khăn á, thì họ cần một công việc ngay lập tức. Nếu họ đang có một cái điều gì đó họ muốn làm á, thì họ sẽ có cái tính là cái nhu cầu của họ cao hơn. Còn có những người họ cũng muốn đó, nhưng mà được cũng được mà không được cũng không sao, cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Các anh chị hiểu cái nhóm này không ạ? Nhưng mà họ là cũng là người có nhu cầu đó, nhưng mà bây giờ chưa có phải là đó là đúng thời điểm các anh chị, đúng người và đúng thời điểm đúng không ạ? Cái người này có thể là đúng người rồi đó, nhưng chưa đúng thời điểm, và tới một thời điểm khác người ta sẽ bắt đầu. Ok các anh chị, đó là cái nhóm thứ ba, 30% tiếp theo. Ok mọi người đồng ý, mọi người comment đồng ý nha, để mà mọi người có thể là mình hiểu được, là mình biết được rằng là mọi người ok hiểu cái ý này. Cái comment của mọi người là mình sẽ biết rằng là mọi người có hiểu hay không nha. Để mà mình có thể yên tâm mình chuyển sang cái phần tiếp theo. Tại vì các anh chị, nếu mà các anh chị làm việc lâu với mình thì mình có một cái tật, mình có một cái tật này các anh chị, mình vẫn đang cố gắng sửa. Đó là nếu mà các anh chị không có phản hồi giờ mình cứ nói hoài thôi, cho mình cứ ý cho mình nói hoài luôn, tại vì mình sợ các anh chị không hiểu á. Khi các anh chị không có tương tác với mình là mình cứ nghĩ là mình phải cố gắng nói kiểu gì nữa cho mọi người hiểu đây, sao mọi người vẫn chưa tương tác á. Cho nên cái đó là cái một cái điểm nè, nên là các anh chị mình tương tác với mình nha, để mình nói cái ý nó gọn lại, các anh chị mình sẽ dễ hiểu hơn á. Rồi, cái đó là cái nhóm thứ ba các anh chị, một cái nhóm là 33 và 3% cuối cùng các anh chị. 30% cuối cùng là cái con số 3 cuối cùng là 3331 của mình á. Thì 30% này là những người họ có nhu cầu và ngay bây giờ họ có thể ra quyết định các anh chị. Họ là cái người có thể ra quyết định ngay bây giờ. Có nghĩa là các anh chị có thể giúp họ đưa ra quyết định ngay trong 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày hoặc trong 1 tuần. 1 tuần trong thời gian rất ngắn, hiện tại luôn họ sẽ đưa ra quyết định, tại vì họ đang có nhu cầu ngay bây giờ. Được không cả nhà? Giống như một cái người họ đi mua một cái bộ mỹ phẩm đi, thì họ đang hết mỹ phẩm và họ phải mua liền. Được không cả nhà? Hoặc là mới một người mà nếu cái nhóm thứ hai mà 3% nhóm thứ hai là họ đang chuẩn bị mua trong vài tháng tới, chứ họ không cần phải mua. Ok không ạ? Cho nên chúng ta sẽ hiểu được cái quy luật này nha các anh chị. Mọi người hiểu được cái quy luật này nha. Như vậy thì mọi người hình dung rằng là trong 10 data các anh chị nhận về là sẽ có tới 4 data là những người mà họ là những người không phải là cái người mà các anh chị cần dành thời gian. Những người đó là như mình nói đúng không ạ? Chỉ có 60% ở trong đó là những người họ có nhu cầu thôi. Và 60% trong đó thì lại có bao nhiêu ạ? Lại có 3 người là họ, cái thái độ của họ là sao? Họ ẩm ừ các anh chị. Họ ẩm ừ, họ được cũng được mà không được cũng được, và tham gia cũng được mà không tham gia cũng được. Họ không có rõ ràng và cái mong muốn của họ không cao. Cho nên khi các anh chị tiếp xúc với 10 data thì các anh chị hình dung là sao? Chỉ có 3 người là họ sẽ rất tích cực, 3 người họ sẽ rất là hào hứng, 3 người họ sẽ rất là cần các anh chị hỗ trợ. Còn tới 7 người còn lại là các anh chị biết rằng họ sẽ là những người họ chưa có thực sự quan tâm về cái kinh doanh của mình. Ok mà. Tính ra là cả 4 người là họ không liên quan gì luôn, họ không phải là người mà các anh chị nên dành thời gian luôn. Và cả 3 người là sao? Họ lương ương này, họ chùm trừ này, họ không có quyết đoán. Ok mọi người nha. Hoặc là các anh chị mình mời tham gia OBB, họ sẽ không có mặt trong OBB. Ok mọi người nha. Ở đây mà mọi người mà anh nhà mình đang triển khai cái tuyển dụng á, mọi người có thể thấy ok mọi người, ok. Tại vì sao? Trong cái data của mình mọi người sẽ thấy rằng là mọi người sẽ mời bao nhiêu ạ? Mọi người mời được 10 người đồng ý tham gia OBB, nhưng mà có mặt trong OBB á thì cái tỷ lệ đó không phải là 10 người là chắc chắn. Rất ít khi mà chúng ta có thể là mời 100% người đồng ý là người ta có mặt trong OBB các anh chị. Những người mà không có mặt trong OBB, một là họ bận thực sự các anh chị, hai là cái khả năng là họ là cái người mà họ không phải là một người có đang đi tìm cơ hội, họ tham gia cũng được mà không tham gia cũng được, cái việc đó không quá quan trọng với họ, cho nên họ đồng ý rồi họ không tham gia. Ok mọi người. Như vậy thì mọi người nhớ rằng là trong 10 data các anh chị tiếp xúc
thì sẽ có tới 7 người là những người mà họ hiện tại họ sẽ không đưa ra quyết định. Mọi người nhớ nha, đó là cái xác suất, đó là cái hành vi khách hàng các anh chị. Thật ra data center của mình á, người ta chỉ dừng lại tới cái điểm là gì ạ? Họ chỉ dừng lại ở cái mức là một người đó họ đọc và họ để lại thông tin thôi. Còn cái mức mà cái người đó để lại thông tin, cái mức độ nhu cầu của họ ra sao á, thì data center không kiểm soát được các anh chị, tại vì đó là hành vi phụ thuộc vào khách hàng rồi. Thì theo cái thống kê hồi đó, giờ khi mà dùng data center mà làm 2 năm, khi mà mình thuê nhân viên là các anh chị một ngày có thể lấy tới vài trăm data, đúng không ạ? Vài trăm data để mình xử lý thì mình thấy được đó là cái quy luật và đó là cái xác suất các anh chị. Và cái việc của các anh chị á, nếu như các anh chị muốn tuyển dụng hiệu quả thì các anh chị phải biết sàng lọc và mình tập trung vào đúng người để mình dành thời gian cho đúng người thì các anh chị sẽ ra kết quả. Còn nếu như các anh chị thấy không ạ, trong 10 data mà có tới 7 người là người không phải là người các anh chị dành thời gian, và nếu như các anh chị dành thời gian cho sai người á, thì chắc chắn các anh chị sẽ không ra kết quả. Mọi người đồng ý không ạ? 10 data có tới 7 người là không phải là người mà họ sẽ đưa ra kết quả cho mình. Cho nên nếu như các anh chị dành thời gian cho sai người, các anh chị dành năng lượng cho sai người thì chắc chắn là các anh chị sẽ không có kết quả. Và mình sẽ thấy là tại sao mình không có kết quả, nhưng mà tại vì các anh chị đã không chọn đúng người để mà nhận kết quả. Và đó là cái quy luật nha các anh chị. Mọi người nhớ nha, quy luật nha, quy luật 3, 3, 3 và 1. Và mọi người nhớ chi tiết là trong đó có 60% là ok, thì có 30% là họ sẽ thời gian sau nữa, các anh chị cứ để họ follow. Còn 30% là những người các anh chị sẽ dành thời gian. Như vậy thì cái câu chốt lại của cái phần cái quy luật này, mình chỉ cần các anh chị nhớ một điều thôi. Và cái tỷ lệ đó, các anh chị, khi các anh chị lấy cái mẫu số nó càng lớn thì nó sẽ càng chính xác nha. Ví dụ như khi các anh chị lấy 10 data đầu tiên, đôi khi 10 data đó các anh chị xử lý không tới 60% là có nhu cầu đâu, hoặc là không chưa có 3 người người ta sẽ đồng ý, 3 người tiềm năng. Cái mẫu của nó càng lớn thì cái tỷ lệ này sẽ càng chính xác. Ví dụ như các anh chị lấy 1.000 data thì chắc chắn cái tỷ lệ này rất là chính xác. Các anh chị lấy 100 data thì cái tỷ lệ nó có thể xê dịch. Cái nghĩa là cái mẫu này càng lớn thì cái tỷ lệ này nó sẽ càng chính xác. Đó là cái quy luật của xác suất các anh chị. Ok không ạ? Mọi người đồng ý nha, mọi người nhớ. Cho nên nếu như giả sử mọi người lấy 10 data đầu tiên, mọi người thấy ai cũng tào lao hết á, là không sao hết, cứ bình tĩnh đúng không ạ? Thứ nhất, một là do kỹ năng của mình, hai có thể là do data tốt chưa về. Và ví dụ như các anh chị lấy 100 data nha, mọi người nhớ nha, mọi người lấy 100 data thì có tới 30 data là những chỉ có 30 data thôi. Chỉ có 30 data là những người họ sẽ là những người cần các anh chị hỗ trợ thôi. Thì có thể là các anh chị lấy tới data thứ 50 rồi. Các anh chị lấy tới 50 data đầu tiên rồi, nhưng mà cái tỷ lệ này nó cũng không phải là 30%. Các anh chị có thể tìm được đâu, có vài người tiềm năng thôi. Thì cái data cũng rất bình thường các anh chị, nó chưa có phải là gì gây gớm ha. Tại vì cái đó là xác suất. Và rất có thể là các anh chị lấy tiếp 50 data tiếp theo thì kết quả nó ùa về các anh chị. Kết quả nó ùa về, cái là một cách như vậy đó. Nói chung là mình không nói trước được là cái người đã lấy của mình người ta sẽ nằm ở thứ data bao nhiêu, được không cả nhà? Mình sao biết được là cái data của mình nằm ở cái thứ bao nhiêu? Việc của mình là mình phải có kỹ năng để mình sàng lọc, mình đánh giá được đâu là cái đối tác tiềm năng. Ok không cả nhà? Mọi người nhớ nha. Như vậy thì cái tâm thái của mình khi các anh chị xử lý data đúng không ạ? 10 data đổ về, cứ một người ta từ chối mình, một người người ta không nghe máy mình, một người người ta rất là hờ hững với mình, thì các anh chị hiểu đơn giản đó là người ta thuộc trong top 7 người, không cần các anh chị hỗ trợ quá nhiều. Và cứ một người, ví dụ các anh chị lấy 10 data ngày hôm nay đúng không ạ, cứ một người từ chối thì các anh chị biết rằng là mình đang tiến gần hơn với những người có nhu cầu. Tại vì sao? Các anh chị phải vượt qua 7 người không có nhu cầu thì có một người là người rất có nhu cầu, được không cả nhà? Và theo cái chiến lược, theo cái cách mà chúng ta triển khai bây giờ, cứ 10 data các anh chị ra một cung phu thôi thì các anh chị đã què vốn cái tuyển dụng của mình rồi. Mọi người nhớ ha, 10 data các anh chị hiểu là nếu như anh chị nào mình chưa bao giờ làm việc với data center, mọi người thấy là mình tuồn, tại vì mình thấy một cái số điện thoại như vậy mình gọi nhưng mà sao người ta kỳ quá vậy. Nhưng mà các anh chị làm việc nhiều nên mình sẽ hiểu đây là cái việc rất là bình thường ha. Và mục tiêu của mình là sao ạ? 10 data, 10 người để lại thông tin, các anh chị chỉ cần một người họ đồng ý, họ đăng ký cung phu thôi thì các anh chị sẽ què cái vốn của mình. Tại vì sao chúng ta có chương trình tuyển dụng không đồng đúng không ạ? Rồi, mình gọi là tuyển dụng không đồng. Và 10 data các anh chị chỉ đặt mục tiêu là một cung phu thôi, một người nghiêm túc thôi thì các anh chị đã què vốn rồi và mình đã thành công rồi. Nếu như các anh chị làm xuất sắc thì trong 10 data đó các anh chị có thể chốt được 3 cung phu là điều mà chắc chắn các anh chị có thể làm được, nếu như các anh chị làm thật sự là xuất sắc. Khẳng định với các anh chị ha. Nếu như các anh chị làm xuất sắc thì trong 100 data các anh chị có thể chốt được 30 cung phu, là tỷ lệ 30% là theo cái nghiên cứu đàng hoàng. Hoặc nếu các anh chị lấy một cái mẫu lớn hơn, ví dụ các anh chị lấy 200 data, mà nếu như các anh chị làm một cách tuyệt xuất sắc, đầy đủ kỹ năng và các anh chị gọi là chuyên nghiệp luôn á, thì các anh chị có thể chốt được 3 cung phu. Nhưng mà mấy người là các anh chị mình là hoàn toàn là những anh chị mới đúng không ạ? Hoàn toàn là những anh chị mới, hoàn toàn là những anh chị có thể là công việc trước đây là mình không có chuyên về sale, mình không có chuyên về telesale, thì mình sẽ khó có thể làm được điều này trong ngày 1, ngày 2. Cho nên mục tiêu của mình là gì các anh chị? Mục tiêu của mình là các anh chị có thể là 10 data, các anh chị tìm được một người thôi. Như vậy là các anh chị thấy gì không ạ? Là trong 10 cái data đổ về, các anh chị chỉ cần tìm một người thôi là các anh chị thành công rồi. Cho nên các anh chị phải biết được rằng là ai là cái người mà các anh chị chọn, và cái người mà các anh chị được chọn á, là cái người đó người ta phải có những tiêu chí gì.
đúng không mọi người? Chứ không, bây giờ chúng ta không biết là chúng ta chọn ai và ai chúng ta cũng hỗ trợ hết, là chúng ta sẽ rất mất nhiều thời gian và chúng ta sẽ không có tập trung đúng người, đúng không ạ? Cho nên buổi tối ngày hôm nay, kết thúc buổi tối ngày hôm nay, cái điều mà mình mong muốn nhất là các anh chị sẽ nắm được cái cách làm việc để mình có thể chọn được đúng người và mình hỗ trợ. Chỉ cần các anh chị dành thời gian cho đúng người thì nó sẽ kết quả. Ok mọi người. Rồi, đó cái kỹ năng sàng lọc là một trong những cái kỹ năng quan trọng nhất của tuyển dụng, và các anh chị phải có tâm thái của cái người sàng lọc các anh chị ha. Rồi, ok, tiếp tục mọi người nhớ nha, buổi tối đầu tiên ngày hôm nay, có nội dung đầu tiên ngày hôm nay là sao? Chúng ta có ba cái cách thức để các anh chị tuyển dụng đúng không ạ? 1, 2 và 3, mạng xã hội, mối quan hệ và data center. Với data center thì các anh chị nhớ cái quy luật là 3, 3, 3 và 1. Và như vậy mình hiểu rằng là trong 10 data chỉ có 3 người là người ta thực sự là những người mà người ta sẽ có cần các anh chị hỗ trợ thôi. Ok mà còn 7 người còn lại rất là nguy hiểm, rất đông đảo và rất nguy hiểm. Cho nên các chị sẽ rất là dễ tụt tinh thần này, rất là dễ đau tinh thần, dễ đau mút và rất mất tinh thần khi mà mình gặp những người mà không có nhu cầu này các anh chị. Họ sẽ rất là này kia với mình á. Nhưng mà các chị hiểu nha, các chị nhớ rõ cái điều này và mình biết rằng là cứ một người từ chối, một người người ta ví dụ là mình nói là từ là tào lao đi ha, một cái người người ta tào lao dưới đi thì các chị lại tiến gần hơn với những người có nhu cầu. Và các chị phải vượt qua 7 người không có nhu cầu thì các chị mới gặp được 3 người có nhu cầu. Nhu cầu thật sự nha, mọi người nhớ cái điều này không ạ? Mọi người nhớ cái điều này nha, đó là cái quy luật và cái xác suất mà các chị phải hiểu rõ điều này thì nó giúp cho cái công việc của các chị làm nhẹ nhàng lắm. Mình nếu mà ai mà một cái người mà họ kêu là em ơi chị không có nhu cầu đâu, là mình kêu rồi ok trời, thêm một người nữa rồi, giải quyết xong một người nữa rồi, chuẩn bị mình sẽ gặp một cái người tiềm năng, đúng không ạ? Tại vì mình phải, mục tiêu của mình là, mục tiêu của mình không phải là tìm ai tiềm năng, mà mục tiêu của mình là pass qua những người không tiềm năng các chị để mình đi tìm người tiềm năng, và trước sau thì các chị xử lý đủ số lượng thì nó cũng ra kết quả. Ok cả nhà. Nhưng mà mọi người nhớ rằng là mình đừng có để những cái người không có nhu cầu tiêm nhiễm mình nè, giết chết mình trước khi mình gặp người có nhu cầu nha các anh chị. Lỡ như mình gặp một cái người nhu cầu á, nhưng mà cái giọng của mình rất là buồn, mình rất là tiêu cực, mình rất là xuống năng lượng luôn, thì mình sẽ không thể nào có thể làm việc tốt với cái người có nhu cầu được. Và đôi khi chính vì mình không có năng lượng đúng, mình không có một cái thái độ đúng, cho nên chính vì cái người có nhu cầu các anh chị cũng làm cho họ thành không có nhu cầu luôn, đúng không ạ? Cho nên là chúng ta phải luôn giữ vững tinh thần của mình và mình hiểu được cái cách làm của mình thì mình sẽ rất là nhẹ nhàng với data center. Ok cả nhà, mọi người chốt ý nó đầu tiên nha, cái điều này rất rất là quan trọng. Có thể nói là điều này rất là quan trọng, cái tâm lý của các anh chị, cái tâm thái của mình, cái năng lượng của mình, cái sự tích cực của mình khi mình làm việc với một người lạ nó rất là quan trọng các anh chị. Các anh chị thử hỏi là nếu như mình nghe một cái người nào đó gọi tới mình mà cái giọng là alo chị ơi, bây giờ rất là xìu đúng không ạ, rất là kém năng lượng, rất là buồn luôn, thì các anh chị sẽ không muốn nghe điện thoại của họ. Và đôi khi họ có nhu cầu đó nhưng họ không muốn làm việc với các anh chị, đúng không ạ? Cho nên chúng ta phải hết sức tỉnh táo, hết sức minh mẫn, chúng ta hiểu được cái quy luật và cái tỷ lệ này thì các chị sẽ chiến thắng với data center là điều chắc chắn luôn. Và chúng ta sẽ bắt đầu tiếp theo về cái một cái phần là một cái bài toán kinh doanh các chị, để mà mọi người có thể hiểu được cái chỗ này nha. Rồi ok mọi người, ok cái chỗ này không ạ? Rồi mọi người nắm cái tỷ lực tỷ lệ này nha, cái quy luật này còn như là trong quá trình mình làm việc cái này nó rất là đúng, và chỉ cần chúng ta nắm được cái điều này thôi là mình sẽ có một cái tâm thái đúng và mình có một cái cách, mình có một cái nhìn nhận đúng là cái việc mình đang làm với các anh chị thì nó sẽ ok cho mình. Ok. Rồi, ok, mình phải hiểu rõ nha các anh chị. Đôi khi á, mình gặp một cái người đó bị tào lao, mình nghĩ là chết rồi, mình làm không tốt hả ta? Trời ơi, sao mình làm tệ vậy ta? Cái đó là nó giết chết các anh chị luôn á. Không phải nha các anh chị, không phải là tại mình, chưa hẳn là tại mình, mà tại cái người đó là như vậy. Cho nên lúc nào mình cũng phải là cái người năng lượng nhất, mình phải tự tin nhất. Không biết là mình đang tốt hay xấu, nhưng mình phải là tự tin nhất các anh chị, tự tin nhất với cái khả năng hiện tại của mình, đúng không ạ? Mình đừng để cái người đó giết chết mình nha các anh chị, đừng để người ta đầu độc mình nha, cái đó rất nguy hiểm. Rồi ok, tiếp theo đó là cái tỷ lệ của mình, mọi người nắm nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có một cái bài toán các anh chị, một cái bài toán để các anh chị hình dung được rằng là với data center các anh chị sẽ có một cái cơ hội như thế nào mọi người. Cái bài toán của mình thì lúc nãy em mới có chia sẻ với các anh chị nhẹ một xíu rồi đó. Mọi người nhớ cái nội dung thứ hai của rất quan trọng là cái tỷ lệ này nha, mọi người nhớ, mọi người note lại nha. Khi nào các chị bị đa tinh thần, mọi người lật lại, mọi người coi, mọi người sẽ hiểu được cái đó là cái sự thật mà chúng ta không có thể nào giải quyết được các anh chị. Mình không phải là thần thánh đúng không ạ? Đó là cái quy luật của những cái người đó, họ là như vậy rồi. Rồi bây giờ tiếp theo là mình sẽ hình dung một cái bài toán các anh chị, giống như lúc nãy mình có nói qua một chút đó. Đó là sao ạ? Hiện tại chúng ta đang có cái chương trình tuyển dụng không đồng các anh chị. Tuyển dụng không đồng có nghĩa là sao ạ? Chúng ta đặt mục tiêu rằng là với mỗi cái công phu như vậy thì trong cái người họ đăng ký công phu á, công ty đã tài trợ cho mình một cái khóa học công phu rồi các anh chị. Nếu như mà cái công phu này là công ty đứng ra đào tạo, những anh chị leader có kinh nghiệm sẽ đứng ra đào tạo thay cho các anh chị và cho giá trị thay cho các anh chị và bù lại một cái ngân sách tuyển dụng để các anh chị có cái khoản để mình chạy marketing. Cho nên mình nghĩ rằng nếu như anh chị nào mà tự tin á, nếu như anh chị nào mình nghĩ là mình xác định đó các anh chị, gọi là mình xác định tinh thần, và đặc biệt là những anh chị tham gia 100 đội xe, hiện tại là trong Zoom của mình có khoảng 90 anh chị đúng không ạ? 90 anh chị chúng ta đang có mặt trong chương trình 100 đội xe thì mình nghĩ rằng các anh chị mình đã xác định tinh thần rồi. Là một khi các anh chị xác định tinh thần rồi thì các anh chị phải nhớ rằng là
các chị sẽ nhanh chóng hoàn thiện cái kỹ năng, nhanh chóng hoàn thiện cái năng lực, và chúng ta sẽ làm việc với data lạnh một cách rất là chuyên nghiệp các anh chị. Có nghĩa là đến một thời điểm các anh chị mình sẽ biết được rằng là chỉ cần 15 data các anh chị ra một đại lý, 15 data các anh chị ra một đại lý, và cái năng lực của anh chị nó ổn định và các anh chị biết cách làm việc rồi thì các anh chị sẽ không bao giờ ngán cái data center. Và với cái năng lực này, ví dụ là cứ 10 data, mình chưa nói đại lý nha, mình nói công phu thôi, cứ 10 data các anh chị ra một công phu là các anh chị sẽ không bao giờ ngán data center. Tại vì sao? Các anh chị đâu có tốn tiền đâu ạ. Cứ 10 data các anh chị có một công phu là sao? Các anh chị về luôn cái tiền mà mình bỏ ra mình tuyển dụng. Nếu như các anh chị tốt hơn á, các anh chị mà tốt hơn mình nghĩ là các anh chị còn kiếm lời được trên cái việc mà các anh chị chốt công phu luôn á. Nếu như các anh chị làm việc hết sức tập trung. Như vậy thì thời gian đầu tiên á, nhiều anh chị mình sẽ hơi ngán một xíu, tức là các anh chị sẽ thấy rằng là mình hơi sợ. Nhưng mà cái giai đoạn này là các anh chị mình nhớ rằng là mình cần phải vượt qua các anh chị. Có thể là các anh chị sẽ đầu tư 50 data đầu tiên, 100 data đầu tiên để các anh chị làm gì ạ? Nếu như mình chưa bao giờ được telesale, chưa bao giờ mình giới thiệu cơ hội kinh doanh này cho người khác, thì các anh chị đặt mục tiêu là sao? Các anh chị cần vượt qua và các anh chị phải sở hữu được cái năng lực chúng ta làm việc với một data lạnh. Năng lực là chúng ta có thể giúp một người nào đó họ chưa biết gì về kinh doanh của mình, họ quyết định đăng ký công phu. Sau khi quyết định đăng ký công phu thôi là chúng ta thành công bước 1 rồi, quyết định đăng ký đại lý. Cho nên là nếu như các anh chị nào mình xác định được rằng là mình xác định cho các anh chị mình kinh doanh lâu dài và thành công với BSI, thì cái số đại lý các anh chị tuyển không phải là 2 các anh chị. Mục tiêu của 100 đội xe, 2 đại lý đó là dành cho những anh chị mình rất là cơ bản và rất là gọi là thấp nhất luôn các anh chị. Chẳng lẽ mình kêu tuyển một đại lý thì nó quá bèo đúng không ạ? Một đại lý thì còn cả tháng trời 30 ngày chúng ta tuyển một đại lý thì chúng ta quá tệ đúng không ạ? Cho nên chúng ta hai đại lý này không phải là mục tiêu một tháng các anh chị, là mục tiêu dành cho những anh chị đại lý mới tháng đầu tiên bắt đầu. Và dù mình không có kỹ năng gì, mình không có thời gian nhiều, đặc biệt các anh chị làm thêm đúng không ạ, mình có công việc hàng ngày rồi, mình vẫn có thể hoàn thành được cái mục tiêu này. Cho nên các anh chị nhớ rằng là chúng ta không chỉ là tuyển hai đại lý với kinh doanh của BSI, mà cái mục tiêu của các anh chị là gì ạ? Mình sẽ nhanh chóng sở hữu được cái kỹ năng mà chúng ta tuyển dụng để gì ạ? Nếu như một tháng á, tháng đầu tiên các anh chị tuyển 2 đúng không ạ? Tháng thứ 2 các anh chị muốn tuyển 4 thì các anh chị tuyển 4, các anh chị muốn tuyển 6 thì các anh chị tuyển 6, các anh chị muốn tuyển 8 thì các anh chị tuyển 8, và các anh chị muốn tuyển 20 đại lý thì các anh chị tuyển 20 đại lý. Cho nên là các anh chị phải sở hữu được cái công thức làm sao để chúng ta có thể giúp một người họ hiểu được kinh doanh của mình, họ quyết định kinh doanh cùng với mình, thì các anh chị sẽ thành công. Ok không cả nhà? Ví dụ như mọi người đang có một cái quỹ thời gian nhất định và mọi người biết rằng cứ 15 data các anh chị sẽ có năng lực ra một đại lý, thì ví dụ như cứ 15 data một ngày các anh chị xử lý ra 15 data thì các anh chị sẽ có một đại lý. Nếu như các anh chị muốn ra 2 đại lý thì sao? Các anh chị phải sắp xếp làm sao một ngày các anh chị xử lý 30 data. Ok không cả nhà? 30 data thì hơi nhiều nếu các anh chị làm part time, làm có một thời gian quá ít. Nhưng mà các anh chị hiểu được không ạ? Hiểu được cái bài toán của mình ha. Cái là mục tiêu đầu tiên của các anh chị là mình, cái trọng tâm của mình không phải là bao nhiêu đại lý và đầu tư bao nhiêu tiền, mà cái đích đến của cái việc các anh chị sử dụng data là sao? Đó là một cái công cụ đúng không ạ? Cái công cụ mà thời gian đầu tiên các anh chị sẽ sở hữu được cái năng lực và cái khả năng mình có thể làm việc một cách chuyên nghiệp, và mình cứ làm thì mình có kết quả, cứ làm thì mình ra kết quả, tại mình quá biết rồi đúng không ạ? Giống như mình làm bánh á, đầu tiên mình không biết làm đúng không, nhưng sau đó khi mình có công thức rồi thì cứ mình vô thì mình làm nó ra bánh thôi, làm nó ra bánh thôi đúng không ạ? Ok không cả nhà? Cho nên chúng chị cần thời gian đầu mình sẽ phải hiểu được rằng là chúng ta làm vì điều gì các anh chị. Mình không phải là ví dụ các chị lấy 20 data xong, các chị gọi xong, các chị thấy là mình đau tinh thần, mình không ra kết quả gì hết, nhưng mà tại vì chúng ta chưa có biết cách làm thôi. Giả sử như nếu các chị biết cách làm rồi thì sao? Sau này cứ 10 data các chị ra một công phu, 10 data các chị ra một công phu, như vậy là các chị lo lắng gì nữa không ạ? Quan trọng là cái năng lực của mình. Cho nên các chị nhớ nha, mình phải tập trung vào cái năng lực của mình, và chúng ta tập trung vào cái cách làm, và tới khi nào các chị sở hữu cái năng lực đó rồi, các chị vi vu luôn, các chị muốn tuyển bao nhiêu đại lý cũng được hết. Điều này rất tuyệt vời không ạ? Tuyệt vời không ạ? Các chị muốn tốc độ kinh doanh của mình bao nhiêu là các chị quyết định, không còn quyết định được cái gì khác nữa. Nên thời gian đầu các chị hết sức tập trung, đặc biệt là những anh chị mới đúng không ạ? Đặc biệt những anh chị mới, và các chị, cái đó là cái mình quyết định được. Các chị, cái việc mà các chị mình cố gắng học tập và mình rèn luyện, mình hoàn thiện kỹ năng của mình là các chị sẽ quyết định được. Còn BSI đã hỗ trợ cho mình data center, là những người mà đôi khi các chị biết không, có những việc mình không thể làm được luôn á. Mình nói là cái việc chạy quảng cáo các chị làm được không ạ? Các chị muốn làm nhưng mà các chị có làm liền được không ạ? Nếu như ngày hôm nay các chị không biết chạy quảng cáo, các chị mất bao lâu để mình có một cái data quảng cáo được? Các chị mất bao lâu ạ? Nhưng ngày hôm nay chúng ta bước tới BSI, mình nói thật sự là BSI rất tuyệt vời luôn. Ngay ngày hôm nay các chị đăng ký đúng không ạ? Nếu như các chị nhìn thấy được cái bài toán kinh doanh của BSI, các chị không ngủ được luôn đó các anh chị. Tại vì sao? Ngay ngày hôm nay các chị đăng ký, ngày mai là các chị có data luôn. Đó là cái việc mà các chị không thể làm được, nhưng BSI làm thay cho mình rồi. Còn cái việc mình có thể làm được là gì các anh chị? Mình sẽ rèn luyện kỹ năng của mình để có thể làm việc với cái data đó một cách tốt nhất. Cho nên mọi người sẽ biết rằng là nếu như các chị sở hữu được rồi thì data center các chị muốn đăng ký bao nhiêu đăng ký đúng không ạ? Mình cứ đăng ký thôi, có data cứ đăng ký ra, các chị muốn có bao nhiêu data đại lý, các chị muốn có bao nhiêu đại lý trong tháng này, các chị cứ đăng ký và mình sở hữu. Ok không ạ? Và các anh chị phải tận dụng ha, trong thời gian sắp tới đó, cái data center của mình sẽ không có phải muốn đăng ký bao nhiêu là đăng ký nữa, tại vì nó sẽ có một cái số lượng giới hạn thôi. Ok không ạ? Rồi, mình xác định tinh thần như vậy nha các anh chị.
cả nhà nha, mình xác định tinh thần nha. Thời gian đầu tiên là mình sẽ là trọng tâm của mình là hoàn thiện kỹ năng và mình biết được cách làm việc, và mình sẽ không hề bị giới hạn gì về gọi là mối quan hệ. Mối quan hệ thì mình có hạn, mạng xã hội thì mình làm thì cái hiệu quả thì nó lúc có lúc không, cái là nó cái nhu cầu của nó cũng có, nhưng mà theo như mình thấy hiện tại là cái data center vẫn là hiệu quả nhất. Ok không ạ? Rồi ok, tiếp tục mọi người. Cái ý thứ hai trong buổi tối ngày hôm nay mọi người nhớ nha, mọi người nhớ rằng là cái trọng tâm hiện tại của những anh chị mới là gì ạ? Chúng ta tập trung hoàn thiện kỹ năng và cái năng lực làm việc với data lạnh của mình, đúng không ạ? Nếu như người lạ các chị làm được thì ai các chị cũng làm được hết. Ok, cả nhà đồng ý không ạ? Nếu người lạ mà chúng ta còn người lạ không quen biết mình, không hề tin tưởng mình, không hề biết gì về mình mà các chị còn có thể làm việc được thì một cái người quen các chị làm vô tư. Ok không ạ? Rồi mình sẽ tập trung vào cái năng lực của mình nha. Cho nên những cái data đầu tiên đó, các chị mình hãy xem đó là một cái khoản đầu tư để các chị sở hữu cái năng lực của mình. Rồi. Ok, rồi bây giờ thì mình sẽ đi vào một cái nội dung nữa mà nó sẽ rất là quan trọng với các anh chị luôn. Đó là cái công thức các anh chị. Ở đây có, khi mà các anh chị bước vào hoạt động, mình chốt một cái ý tiếp theo nha các anh chị nha. Mọi người nhớ cái tinh thần của mình một xíu. Rồi, cái nội dung tiếp theo mà mình sẽ trao đổi với các anh chị là gì ạ? Ở đây khi mà các anh chị, một anh chị mới, tháng đầu tiên mình bước vào hoạt động kinh doanh của BSI, bắt đầu các anh chị sẽ có rất nhiều câu hỏi, rất là nhiều cái điều các anh chị chưa biết, rất là nhiều điều các anh chị mình sẽ không rõ, đúng không cả nhà? Anh chị nào mình có trường hợp này mọi người comment xuống đi cả nhà. Thời gian đầu tiên mình cảm giác là mình tự ti với các anh chị. Rất là nhiều anh chị nói với mình rằng mình không biết gì hết, thôi từ từ để mình chuẩn bị thêm. Nhưng mà không phải các anh chị. Bởi vì sao các anh chị không cần chuẩn bị gì hết. Mình nói thật với các anh chị rằng các anh chị không cần chuẩn bị một cái gì cả. Tại vì sao ạ? Ở đây ha, mình sẽ có một cái nội dung như này để các anh chị mình hiểu là chúng ta sẽ có một cái công cụ mà rất tuyệt vời và các anh chị không cần phải chuẩn bị. Một anh chị là ngày đầu tiên làm tại BSI hay một anh chị là 5 năm tại BSI rồi, mình khẳng định với các anh chị là công thức làm việc không khác nhau. Ok mà. Cho nên là cái tốc độ, nếu như một đại lý mơ cũ hạ tuyển 10 đại lý, các anh chị đại lý mới các chị vẫn có thể tuyển được 10 đại lý bình thường. Nhưng tại vì cái cách các chị suy nghĩ về cái việc mình tuyển dụng nó không đúng, cho nên mình ra kết quả không đúng thôi. Rồi ha, nếu như các anh chị nắm được cái công thức này nữa thì các anh chị sẽ có lẽ là mình tuyển dụng Vivo và mình không có cái trở ngại các anh chị. Mình không có cái rào cản về sự tự ti rằng là mình mới, mình chưa biết nhiều, mình chưa có kinh nghiệm làm việc, mình chưa có kết quả các anh chị. Cái đó không đúng. Ok không ạ? Cái đó không đúng nha cả nhà. Bây giờ là tại sao là mình không đúng nè. Bây giờ là các anh chị sẽ biết được là một cái lưu trình của một cái người, đúng không ạ? Một cái lưu trình của một cái người mà làm sao đó, một cái người họ hoàn toàn không biết gì về BSI. Và họ chỉ có một điều duy nhất thôi, họ có nhu cầu về kinh doanh, họ muốn tìm kiếm thêm thu nhập, họ muốn có một cái công việc làm thêm. Thì đến BSI, họ làm gì các anh chị? Làm gì với họ để họ có thể trở thành một cái đại lý với BSI? Họ có thể làm việc, họ có thể bán hàng, họ có thể mang lại, họ có thể cải thiện cái thu nhập. Đúng không ạ? Các anh chị sẽ làm gì với họ? Đó là cái câu hỏi các anh chị đặt ra, đúng không ạ? Thì bây giờ mình sẽ cho các anh chị câu trả lời vô cùng đơn giản. Các anh chị không cần làm gì hết luôn á. Không cần, thật sự là không cần phải làm gì nhiều luôn á. Nên là ở đây thì mình sẽ những cái bước như này các anh chị mình có thể ghi xuống nha. Ngày hôm nay là mình không có slide, hôm nay là mình không có làm slide, tại vì mình thấy là cái nội dung nó cũng đơn giản. Cái slide mình trao đổi với các anh chị những cái ý mình chốt lại như vậy là mọi người lưu lại nha, mọi người nói lại. Ở đây thì mình có thể share cái sườn cho mọi người cũng được. Mình nói lại về cái lưu trình nha. Micro rồi. Nắm cái nội dung tiếp theo. Micro rồi. Lên. Rồi ok, mình sẽ nói về cái lưu trình của một người đại lý mà họ từ không biết gì đến mà họ là action luôn nha các anh chị. Đầu tiên. Ok Linh ha. Bây giờ các anh chị, đầu tiên là để mà họ, mình sẽ có một cái giai đoạn là gì các anh chị, là kết nối, đúng không ạ? Một cái người nào đó họ chưa hề biết gì mình hết á. Chúng ta phải có một cái hoạt động là chúng ta kết nối cái người đó các anh chị. Gọi là chúng ta mình cũng như là chúng ta mình phải có một cái sự liên kết gì đó, là cái là mình biết họ là cái người có nhu cầu các anh chị. Giống như các anh chị post bài lên Facebook, đúng không ạ? Post bài lên một cái group và chúng ta nói một cái thông tin gì đó và bắt đầu họ tiếp cận mình, họ tìm đến mình vì họ có cái nhu cầu đó các anh chị. Đó cái bước đầu tiên ha. Bước đầu tiên. Và cái cách đó, cái bước một, cái bước kết nối á, thì chúng ta có nhiều cái phương thức. Lúc nãy chúng ta có ba cách, đúng không ạ? Mọi người còn nhớ ba cái cách mà chúng ta sẽ tuyển dụng không? Ba cái cách, ba cái phương thức mà chúng ta sẽ mở rộng cái hệ thống đại lý của mình là sao ạ? Một là gì cả nhà? Một là mạng xã hội, đúng không ạ? Chúng ta kết nối với họ qua mạng xã hội. Hai là sao ạ? Chúng ta kết nối qua những người quen của mình kết nối với họ với công việc của mình. Thứ ba là data center. Thì cái bước mà kết nối á, thì các chị có thể là có nhiều cách khác nhau, đúng không ạ? Nhưng mà sau khi các anh chị kết nối rồi, để một người họ không biết gì về BSI hết, cái việc đơn giản nhất mà các anh chị làm là các anh chị hãy đưa họ vào chương trình OBB các anh chị. Chương trình OBB nha. OBB là cái chương trình mà chúng ta sẽ giới thiệu cái mô hình, giới thiệu dự án, giới thiệu công việc. Và một cái người mới á,
họ sẽ có rất nhiều câu hỏi các anh chị. Nếu như mà các anh chị mà một cái người mới mà giả sử là các anh chị đúng không ạ, mình vừa mới tham gia, mình cũng chưa biết gì hết, đúng không ạ? Và một cái người mới họ hỏi mình á, thì các chị sẽ không biết trả lời. Các cái biết, các cái không biết, cả nhà mình đồng ý không ạ? Các cái thì các anh chị biết, các cái thì các anh chị không biết. Cho nên á, cái cách thông minh nhất là sao ạ? Các anh chị họ đưa họ vào chương trình OBB. Trong chương trình OBB chưa chắc cái người đó họ sẽ đồng ý các anh chị. Tại vì chương trình OBB không phải là thần thánh mọi người. Chương trình OBB nó chỉ là một cái nơi mà có nhiều thông tin nhất, và là những thông tin mà thường người ta hỏi nhất các anh chị. Thường là người ta sẽ quan tâm, thường là người ta sẽ muốn biết, và thường là người ta hỏi nhiều nhất. Thì trong chương trình OBB sẽ trả lời cho cái người đó. Ví dụ câu hỏi các bạn đa cấp hay không, chiết khấu bao nhiêu, vận hành bao nhiêu nào, đóng gói sao, sản phẩm gì, kinh doanh sao, quyền lợi sao, điều kiện hợp tác sao. Đó là những câu hỏi mà sao rất nhiều người mà ai cũng hỏi, và chúng ta đưa họ vào OBB. Và trong OBB đó không phải là mình nói các anh chị, mà là những người có kinh nghiệm các anh chị, những người hiểu rõ về mô hình, có trải nghiệm, và người ta sẽ giúp một cái người mới, họ sẽ hiểu về cái kinh doanh này nhiều hơn là các anh chị. Như vậy thì công việc của chị đơn giản không ạ? Các chị không cần phải làm gì cả, đưa người ta vô chương trình, và trong chương trình sẽ là nơi mà giúp họ biết hết những cái họ còn biết. Ok em các anh chị, là chương trình OBB ha, là những cái cơ bản nhất. Sau khi họ biết về cái dự án của mình, họ rõ rồi đúng không ạ? Thì sao ạ? Một cái người nào đó họ muốn tiếp tục đăng ký với VBSign, họ muốn tiếp tục tìm hiểu nhiều hơn, thì các anh chị biết gì không ạ? Mình có chương trình gì cả nhà? Sau khi tham gia OBB thì mình có chương trình gì cả nhà? Mọi người cùng comment xuống đi, mình sẽ cùng hoạt động các anh chị. Các chị mà nhớ hoạt động nha, mình nhớ hoạt động. Nếu như mà não của mình á, chút xíu thì một chút xíu mình sẽ nghĩ là giải lao một chút xíu, tại vì mình học liên tục thì các anh chị sẽ khá là mệt. Mình sẽ có nghĩ một chút, nhưng mà trong quá trình học mọi người nhớ linh hoạt ha, mọi người nhớ liên tưởng tượng một xíu để đầu óc mình nó hoạt động nha, chứ không là nó sẽ rơi vào cái trạng thái là nó ngủ đông các anh chị. Đúng rồi, não của mình sẽ ngủ đông á. À ok, chính xác rồi các anh chị, là cung phu. Đúng rồi. Sau khi một cái người ở các anh chị họ thấy cái mô hình của mình, à ok cũng được đó, bỏ ra 500.000 thì cũng không đáng gì, học cung phu. Một cái người họ qua học qua OB rồi, họ chưa chắc hiểu về kinh doanh của mình các anh chị, đúng không ạ? Một người họ tham gia OB họ sẽ còn rất nhiều điều họ chưa biết về kinh doanh của mình, các anh chị đồng ý không ạ? Rất nhiều người họ tham gia OB họ cũng không đăng ký, tại vì họ không hiểu về cái kinh doanh của mình. Và sao ạ? Có những người họ học xong OB họ thấy thích và họ, nhưng họ vẫn chưa hiểu về mình là gì hết á. Thì các anh chị biết điều gì không ạ? Mình sẽ có thêm một lớp cung phu kinh doanh online, là có tới 6 buổi lần các anh chị. 6 buổi, 6 chuyên đề, và mỗi buổi là 3 tiếng đồng hồ. Thì các anh chị nghĩ là họ học xong 6 buổi này họ còn hỏi các chị gì nữa không ạ? Họ không còn hỏi các anh chị gì nữa luôn á, tại vì mọi thứ đều có hết rồi. Đúng không ạ? Hỏi kinh doanh của mình, tất cả những cái điều mà họ cần biết về hoạt động kinh doanh của mình, các anh chị đưa họ vào cung phu. Cung phu sẽ là nơi giúp họ biết, và các chị sẽ không cần phải trả lời cho họ luôn. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Quá đơn giản. Và sau khi một người họ, nếu mà họ đăng ký, họ không cần thiết phải học hết cái lớp cung phu, họ mới đăng ký đại lý các anh chị. Các là ngay cái buổi OBB họ đăng ký đại lý luôn, hoặc sau 1-2 buổi họ học cung phu, họ thấy thích quá, họ muốn đăng ký luôn. Thì sao các anh chị? Họ đăng ký học. Và một đại lý, điều kiện của mình tiên quyết là sao? Họ luôn luôn cần phải học hoàn thành cái lớp cung phu. Đó là cái điều cơ bản nhất, là basic nhất mà họ cần phải hoàn thành. Được rồi nha. Như vậy là chúng ta sẽ có lớp cung phu để giúp một cái người họ hiểu được hết cái nền tảng kinh doanh của mình, những cái chiến lược kinh doanh của mình, cái sự khác biệt của kinh doanh của mình, và những cái nó sâu sắc hơn, nó sâu hơn, chứ nó không chỉ là một cái nó ở trên bề mặt, đúng không cả nhà? Rồi, một cái người đó họ có đầy đủ kiến thức, họ có đầy đủ cái tầm nhìn và cái dự án của mình rồi, họ bắt đầu làm việc. Thì nếu một người họ bắt đầu làm việc, các anh chị biết không ạ? Đó là cái tới mà các anh chị tới đại lý rồi đó. À, ngoài cái chỗ mà cái cung phu các anh chị còn có chương trình rất là lợi hại nữa để mà các anh chị có thể chốt được một đại lý. Ngày hôm nay thì mình sẽ không có bàn tới cái việc là một cái người họ action làm việc như thế nào, đúng không cả nhà? Mình sẽ bàn tới cái lúc các anh chị chốt được đại lý thôi. Đó là cái mục tiêu của 100 độ C và mục tiêu của tuyển dụng. Còn cái mục tiêu mà sau này khi mà follow thì có thể có một cái chuyên đề nhiều hơn để có thể giúp các anh chị một cách nó sát sao hơn ha. Hôm nay mình sẽ hỗ trợ các anh chị tới cái chỗ mà chốt đại lý thôi. Sau khi một người họ đăng ký cung phu của các anh chị biết còn chương trình gì nữa không ạ? Một người họ đăng ký cung phu rồi. À đúng rồi. À đúng ạ. Một cái người họ đã đăng ký công phu thì các anh chị biết một cái chương trình mà vô cùng lợi hại để các anh chị chốt đại lý. Để một cái người ở các anh chị, cái lớp công phu là một cái lớp học đúng không cả nhà? Một cái lớp học, cái là giống như cái lớp mà chúng ta tới học ta về các anh chị. Mình tới đó mình nghe xong mình về các anh chị. Lớp học nó khác. Còn chương trình 5 giờ sáng, một cái người nào đó họ đăng ký công phu với các anh chị biết không ạ? Họ là một người có nhu cầu. Một người có nhu cầu đúng không ạ? Các chị hãy đưa họ vào chương trình 5 giờ sáng. Đối với mình á, đại lý thực sự nghiêm túc chỉ khi họ có mặt trong 5 giờ sáng. Còn những ai họ không có mặt trong 5 giờ sáng thì mình sẽ không dành quá nhiều thời gian cho họ. Và mình mặc định luôn là người này họ chưa phải là đại lý của mình. Họ chưa phải là một người sẵn sàng hành động các anh chị. Họ chưa phải là một người sẵn sàng hành động, đúng không ạ nha? Cho nên nếu một người đại lý họ mới tham gia và họ sẽ có rất nhiều câu hỏi các anh chị, họ có thể thấy rằng mô hình của mình rất là hay,
nhưng họ không có một cái môi trường các anh chị. Họ không biết rằng khi họ kinh doanh họ sẽ làm cái gì, không biết khi kinh doanh họ sẽ ra sao mọi người. Và cái chương trình 5 giờ sáng là một cái chương trình trên cả tuyệt vời để mà họ có thể hiểu được rằng là khi tham gia BBC họ được hỗ trợ như thế nào mọi người. Các công ty nào mà 5 giờ sáng mỗi ngày đều thức dậy, đều training cho đại lý, đều hỗ trợ đại lý về kiến thức, về tư duy, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức với nhau không mọi người? Mọi người có thấy cái công ty nào như vậy không ạ? 5 giờ sáng mỗi ngày. Và cứ mỗi ngày khi họ bước ra họ làm việc, họ có bất kỳ khó khăn gì, họ quay về sẽ có chương trình 5 giờ sáng hỗ trợ cho họ. Đúng không ạ? Đó là một cái điều rất tuyệt vời. Và một người đại lý khi mà họ mơ hồ rằng đó, là kinh doanh này họ làm được hay không? Họ có phù hợp được hay không? Thì các chị hãy nói với họ rằng các chị đăng ký đại lý đi. Các chị đăng ký để làm đi, rồi mình hỗ trợ rồi mình mới biết là có làm được hay không. Một người đại lý họ sẽ rất là có nhiều câu hỏi như các chị nói, các chị đăng ký đi, rồi xong vô chương trình đó. Các chị like gì nữa ạ? Mình đều có chương trình hỗ trợ mình, các chị cứ like gì không ạ? Đó, đây là môi trường của mình nè. 5 giờ sáng mỗi ngày cùng nhau dạy cho tập thể dục đúng không ạ? Cùng nhau rèn luyện sức khỏe, cùng nhau rèn luyện ý chí với nhau, cùng nhau lên mục tiêu, lên kế hoạch. Chúng ta cùng trao đổi với nhau về ước mơ, về kế hoạch, về những cái điều mà chúng ta sẽ thực hiện để chúng ta mang lại hạnh phúc trong cuộc sống, chứ không phải là chúng ta đi làm hàng ngày mọi người. Và làm cái môi trường mà nó thực sự mang lại rất nhiều giá trị. Và một cái người đại lý khi mà họ đi qua lớp OBB, đi qua công phu, đi qua 5 giờ sáng, họ sẽ biết được rằng là họ có làm được hay không các anh chị, và họ có đăng ký đại lý được hay không. Và công việc của các anh chị là gì ạ? Các anh chị thấy không ạ? Tất cả những cái điều cần để một người họ quyết định họ đăng ký tham gia đại lý á, đều có các chương trình hết rồi. Và công việc của các anh chị đơn giản, mình dừng lại là gì ạ? Mình là người kết nối các anh chị. Mọi người hãy nhớ đây, mọi người cùng comment đi các anh chị. Mọi người cùng comment xuống. Công việc của các anh chị chính xác, mình là người kết nối. Kết nối họ đến đúng chương trình, kết nối họ vào chương trình công phu, kết nối họ vào chương trình 5 giờ sáng. Và các anh chị làm công việc kết nối để các người đó họ vào chương trình đó và họ sẽ nhận được đầy đủ những thông tin, đầy đủ những điều họ cần để họ quyết định họ kinh doanh cùng với BBC. Và công việc của các anh chị vô cùng đơn giản, mình phải nói là các anh chị vô. Nếu như anh chị nào hiểu được điều này á, là các anh chị mình sẽ làm như vũ bão luôn, kết quả ào ào luôn, các chị sẽ không có một cái trở ngại gì hết. Nếu các chị thứ nhất hiểu đúng cái tỷ lệ, có kỹ năng sàng lọc tốt và kết nối, các chị không cần phải là một người có kinh nghiệm, các chị không cần là người có kết quả hay sao? Chương trình đã có những người có kinh nghiệm, chương trình có những người có kết quả sẽ giúp cho một cái người họ hiểu kinh doanh của mình là như thế nào. Mọi người hiểu được cái cách làm của mình chưa? Mọi người hiểu được cách làm của mình chưa cả nhà? Mình chỉ đơn giản là mình người là dẫn họ đi thôi các chị. Giống như bây giờ họ là người mới bước tới, mình đã đi trước họ một vòng rồi. Ví dụ vô một cái công viên đúng không các chị? Đôi khi các chị không cần phải hiểu được là trong cái sở thú đó, cái con voi này nó là bao nhiêu năm tuổi, cái con gà này là nó là giống gì, nó xuất phát từ nước nào, nó có mặt trong cái công viên này bao lâu. Các anh chị không cần phải là cái người mà chuyên gia như vậy. Các anh chị chỉ cần đơn giản là một người là sao, mình đã đi qua cái công viên đó một vòng, mình đã được chở trong một cái xe đi một vòng mà thấy chỗ này hay nè, chỗ kia hay nè, cái chỗ này ok nè, cái chỗ này hay nè. Và khi một cái người mới họ đến, họ chưa bao giờ đến cái công viên đó, các anh chị chỉ là người gì ạ? Đi qua đi theo mình nè, mình đi qua một vòng rồi mình sẽ dẫn bạn đi đúng không? Mình biết chỗ này hay nè, mình dẫn bạn qua đây, mình chỗ này kia nè, mình dẫn bạn qua kia. Và cái người đó, mình chỉ đơn giản là mình là cái người kết nối, người đi cùng họ, đi học cùng họ các chị. Tại vì các chị cũng là người mới, nhưng mà các chị không cần phải đợi mình là người thành công rồi mình mới làm các chị. Không cần cái điều đó, chúng ta chỉ là cái người đi học và chúng ta dẫn cái người đó họ đi học cùng mình. Các chị có thể trao đổi trực tiếp họ rằng là, cái chỗ này tôi cũng không biết nữa, tôi mới tham gia có một tháng rồi, nhưng mà cái này hay lắm, chắc chắn là nó hay lắm. Thì chúng ta sẽ là bạn của họ các chị. Ở đây chúng ta đối tác của mình á, không có gì ghê gớm cả. Các chị đừng có quá coi họ là một cái gì đó xá bời, đừng có coi họ là một cái gì đó nó là khách hàng, là thượng đế vậy các chị. Họ là đối tác của mình, họ là bạn bè của mình, họ là những người sẽ cùng chiến đấu với mình các chị. Khi nào mà các chị có cái cảm giác này với một người đối tác á, thì các chị nói chuyện với họ, các chị sẽ không còn sợ với họ, không còn rụt rè với họ, không còn gọi là gì ta, các chị không còn cung phụng họ. Mình thấy là nhiều anh chị đại lý mới á, mình rất là sợ, kiểu như là cái này không phải là lỗi của mình các chị, mà kiểu như là các chị mình sợ. Cái gì sợ? Tại vì cái chuyện này các chị chưa bao giờ làm hết, cái này mình rất là hiểu. Tại vì ngày xưa khi mình mới bắt đầu làm mình cũng như vậy luôn mọi người. Nhưng mà ngày hôm nay nếu như anh chị nào mình có thể vượt qua cái điều này càng sớm thì cái kết quả của mình nó sẽ càng cải thiện rất là nhanh. Ok mọi người, chúng ta là bạn của họ, mọi người nhớ nha. Công việc của chúng ta là người kết nối các anh chị, và chúng ta với họ là bạn, đi cùng nhau, học cùng nhau, bổ sung kiến thức cùng nhau và cùng nhau đi làm các chị, chứ không cứ phải là mình phải là thần thánh. Công việc này là công việc mình với họ là đối tác, mình giải quyết vấn đề của mình, họ giải quyết vấn đề của họ. BSI có một cái nền tảng và tất cả chúng ta đều phải tự lập trên cái kinh doanh của mình, chứ mình không có trách nhiệm gì với cái kinh doanh của họ hết các chị. Mình chỉ là người tra họ thông tin thôi, mọi người nhớ nha, các chị nhớ cái chỗ này nha. Chúng ta chỉ là người tra họ thông tin, còn họ làm như thế nào, họ có muốn làm hay không thì mình là đi cùng họ thôi, chứ không hẳn là mình phải giải quyết vấn đề của họ. Mình không phải là cái người phải chỉ cho họ tất cả mọi người, đúng không ạ? Cho nên mọi người nhớ cái tâm thái này đúng là được. Chúng ta không phải là giống như là người đó là
Chúng ta chỉ đơn giản là gì ạ? Là người kết nối. Các chị nhớ cái điều này nha, người kết nối. Và cái công việc của nhau các chị sẽ vô cùng đơn giản, vô cùng nhẹ nhàng. Các chị cần đưa họ vào chương trình. Và bây giờ mình sẽ quay lại cái vấn đề xíu các anh chị. Mình quay lại cái chỗ cái chuỗi này xíu nha. Cả nhà mình nắm được cái lưu trình của mình chưa cả nhà? Để một cái người họ ra đã lấy các chị cho nên vô OBB. Đưa vô OBB, đúng không ạ? Đưa vào chương trình công phu, một cái người hãy giúp họ đưa vào cả học lớp công phu. Sau khi học lớp công phu, các anh chị hãy giúp họ hiểu được chương trình 5 giờ sáng và có mặt trong chương trình 5 giờ sáng. Chắc chắn rằng nếu họ tham gia chương trình 5 giờ sáng, họ sẽ đăng ký đại lý. Cả nhà mình đồng ý không ạ? Đây các bạn như anh chị đồng ý với My rằng một người họ có mặt trong chương trình 5 giờ sáng, họ sẽ đăng ký đại lý. Nếu như mà họ tham gia một cách nghiêm túc một tuần, họ sẽ tham gia cho nên họ sẽ đăng ký đại lý một tuần các anh chị. Chương trình 5 giờ sáng quá ý nghĩa, quá hay. Và nếu như ở đây cho tất cả chúng ta là đại lý á, thì mình sẽ có đề xuất như này các anh chị. Chúng ta sẽ cùng xây dựng cái chương trình 5 giờ sáng nó càng ngày càng tốt hơn nữa không ạ? Tại vì đó là cái môi trường của mình các anh chị. Các anh chị biết không ạ? Đó là cái môi trường chung của mình và đó là cái kết quả kinh doanh của mình các anh chị. Nếu như các anh chị đưa một người đại lý mới vào cái môi trường của mình, các anh chị muốn cái môi trường đó là như thế nào các anh chị? Mình đề nghị là từ ngày mai các anh chị tham gia từ 5 tới 6 giờ các anh chị bật hết camera lên. Các anh chị, hãy, nếu như các anh chị có một cái vấn đề gì đó các anh chị hãy cố gắng giải quyết nó. Đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta sẽ cùng bảo vệ cái môi trường của mình. Tại vì các anh chị biết không ạ? Nếu như các anh chị tham gia 5 giờ sáng mà các anh chị là người không nghiêm túc, các anh chị có biết là các anh chị đang hủy hoại cái kinh doanh của những anh chị khác không ạ? Vậy thì đó là cái môi trường chung, đó là nơi mà chúng ta sẽ đưa một người đại lý mới họ vào, họ coi rằng là à môi trường của mình có cái gì, có cái gì hay, mọi người làm việc với nhau thế nào, mọi người có giúp đỡ nhau hay không, mọi người có soi nổi hay không, mọi người có tích cực hay không. Và các anh chị biết rằng là đó là cái môi trường mà chúng ta sẽ cùng có trách nhiệm với cái môi trường đó, chúng ta cùng xây dựng nó. Được không mọi người? Cho nên là chúng ta cùng nhau là xây dựng cái chương trình 5 giờ sáng thật tốt nha. Tại vì đó chính là cái kết quả kinh doanh và quyết định cái tốc độ kinh doanh của mình luôn. Ok mọi người. Rồi, đó là cái điều mà mình muốn nhắn gửi. Và với cái lưu trình này thì mình sẽ có những cái nốt nhỏ hơn để các anh chị mình lưu ý ha. Với mọi bước như vậy thì các anh chị cần làm gì? Đúng rồi nha. Như vậy thì cả nhà mình chốt lại với mình này. Chúng ta sẽ biết được là cái lưu trình của một cái người mà các anh chị không cần phải làm gì ghê gớm, các chị không cần phải suy nghĩ thêm cái gì hết các anh chị. Đúng không ạ? Đôi khi mình có rất nhiều ý tưởng, mình có rất là nhiều cái câu hỏi, mình có rất nhiều cái điều mà các chị muốn làm. Nhưng mà các chị biết không ạ, với kinh nghiệm mà My tuyển dụng 2 năm rồi á, vậy là My đã hướng dẫn rất là nhiều các chị đại lý thì sao? Các chị cho đưa người ta đúng qua cái lưu trình này thôi là người ta sẽ thành đại lý thôi. Các chị không cần phải làm gì nữa hết á. Đúng không ạ? Các chị không cần phải làm cái người quá xuất sắc hết, các chị cần đưa họ vào đúng chương trình, đưa vào chương trình thì chắc chắn họ sẽ đồng ý đại lý. Ok và nhà một công thức vô cùng đơn giản và các chị không cần phải nghĩ thêm, không cần phải suy nghĩ thêm, không cần phải làm cái gì xa xôi và cao siêu hết á mọi người, không cần cái gì cao siêu hết. Và tất cả những cái chương trình này là để dành cho các chị, giúp cho một đại lý mới họ hiểu được cái kinh doanh của mình và hiểu được môi trường của mình. Ok mọi người hiểu được cái lưu trình này mọi người comment đi ạ. Mọi người hãy comment số đó, mọi người hiểu được rằng cái quy trình, cái hệ thống chương trình của mình là để giúp cho một người đại lý họ hiểu được kinh doanh của mình và họ có thể quyết định kinh doanh của Vinsay. Cho nên các chị không cần phải làm cái gì thêm nữa hết ạ. Thật ra anh Sơn là một người mình nghĩ là rất là hay luôn các anh chị. Anh Sơn rất là hay và rất là nhiều cái chương trình mà anh Sơn tổ chức là anh đã suy nghĩ rất là nhiều rồi các anh chị, đã suy nghĩ rất là nhiều và có rất nhiều chất xám ở trong đó luôn, cho nên các anh chị yên tâm hoàn toàn luôn á. Là mình đưa qua lưu trình đó thì mình thấy là cứ đại lý qua cái lưu trình đó là mình sẽ làm việc. Ở đây có rất nhiều anh chị đại lý đã làm việc cùng với mình thì ngay bản thân mình cũng vậy các anh chị. Mình nghĩ là 90 anh chị trong Zoom của mình á, mình cũng tham gia BSI vì những cái chương trình đó, đúng không ạ? Mình cũng đi qua những cái chương trình đó và mình tham gia. Ở đây có rất nhiều anh chị đại lý thì mình không bao giờ nói chuyện trước khi mà anh chị là đại lý luôn. Các chị chỉ đi qua cái chương trình đó thôi các anh chị. Một cái minh chứng luôn ạ. Tháng 5, tháng 6 thì mình có một vài bạn nhân viên xử lý data cho mình các anh chị. Mình không có thời gian cho mình không xử lý. Và những cái bạn nhân viên này bạn không có làm việc gì ngoài cái việc là mình yêu cầu các bạn là mời cái người đó vào chương trình OBB. Data đổ về đúng không ạ? Alo, mời vào OBB. Ví dụ như Tím này đúng không? Khánh Tím này là một cái bạn ở từ Nha Trang đúng không ạ? Bạn cũng có từ data center và những cái bạn của nhân viên của mình gọi cho Khánh Tím. Mời bạn vào OB, Khánh Tiếp đăng ký công phu, Khánh Tiếp đọc học công phu xong, Khánh đăng ký đại lý. Và toàn bộ rất nhiều anh chị đại lý khác nữa trong team của mình thì gần như mình không có làm việc trước khi mà các anh chị đã trở thành đại lý luôn. Đúng không ạ? Mình chỉ hướng dẫn họ là đăng ký công phu, học công phu đầy đủ, tham gia chương trình 5 giờ sáng, như vậy thôi các anh chị. Ok mà, cho nên chúng ta biết rằng là mình cũng làm như vậy thôi, cho nên mọi người đừng nghĩ là mình làm cái gì xa xôi, những anh chị leader mình làm cái gì. Mình chỉ là đúng những cái chương trình đó thôi, cho nên mọi người nhớ rằng nếu như mọi người làm đúng cái này, cái kết quả, cái tốc độ tuyển dụng của mọi người nó là vũ bão luôn á. Vũ bão luôn, nó không phải là mình cần cái gì hết các chị. Và làm đúng kỹ năng ha. Rồi, mọi người nắm cái lưu trình của một người mới. Họ chỉ cần gì ạ? Các chị kết nối họ, đưa vào BB, đăng ký công phu, 25 giờ sáng, kết thúc. Như vậy thì cái mục tiêu hai đại lý của anh chị á, nó sẽ không còn là chúng ta đi cái gì xa xôi mà các chị đặt mục tiêu là bao nhiêu anh chị sẽ có mặt trong BB, bao nhiêu anh chị sẽ đăng ký công phu và bao nhiêu anh chị sẽ có mặt trong 5 giờ sáng. Đó là cái mục tiêu của mình một cách cụ thể hơn. Ok không ạ?
Đó là cái cách mà các anh chị sẽ đạt được cái mục tiêu của mình một cách đơn giản và nhẹ nhàng hơn. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đi chi tiết hơn rằng trong mỗi cái khâu đó thì các anh chị cần làm điều gì để nó sẽ hiệu quả, đúng không ạ? Ví dụ như là cái kết nối á, thì các anh chị làm gì? Được mọi người, bây giờ mình sẽ đi chi tiết hơn nha. À, và cái trước khi mình đi qua cái phần mới á, thì mình có một cái ý này nữa. Một cái ý này của mình. Có một cái ý này nữa để các anh chị hiểu ha. Về cái hệ thống huấn luyện của mình là sao ạ? Cái hệ thống, cái chuỗi đào tạo này của mình á, đó là một cái công cụ các anh chị. Thứ nhất, công cụ này sẽ giúp các anh chị hỗ trợ cho một người nào đó họ có nhu cầu và họ sẽ đăng ký đại lý. Nhưng đó cũng là một cái công cụ để các anh chị sàng lọc ra được ai là người không có phù hợp và ai là người không thực sự có nhu cầu. Mọi người nhớ nha. Các anh chị ơi, mình nhớ giai đoạn này nha. Nếu như một người nào đó khi họ đăng ký Kung Fu và họ không tham gia chương trình Kung Fu một cách đều đặn nghiêm túc, thì các anh chị biết là người đó có mức độ nhu cầu họ không có cao, đúng không mọi người? Nếu như một người đại lý nào đó họ đăng ký Kung Fu và học đều đặn đúng giờ, nghiêm túc, comment tích cực, thì các anh chị biết rằng đó là một người đại lý mà các chị cần dành thời gian. Cho nên cái hệ thống huấn luyện của mình là một cái công cụ rất tuyệt vời, có thể giúp một cái người họ có nhu cầu, họ muốn học, họ sẽ có thể học và họ có thông tin mà họ sẽ giúp họ hiểu được cái kinh doanh của mình. Nhưng nó cũng sẽ là cái công cụ mà giúp các chị sàng lọc ra bất người nào họ không có nhu cầu và các chị không cần phải dành thời gian cho họ quá nhiều, đúng không ạ? Ở bên Linh là nói lớn ạ, mình nói rất là lớn luôn các anh chị. Mình nói là muốn nhổ cái phòng này luôn. Mình nói rất là lớn luôn rồi đó. Ở đây là mình nói hết công suất luôn rồi đó. À, rồi, thì chúng ta sẽ ok mọi người. À, ok không ạ? Cho nên á là chúng ta sẽ biết rằng lại cái hệ thống đó là sẽ là sàng lọc. Cho nên các chị nhớ ra là nếu như có 10 người họ tham gia Kung Fu thì chắc chắn điều này sẽ không phải 10 người họ sẽ học một cách nghiêm túc. Đúng không ạ? Rồi ok, nghe rõ lắm. Rồi ok, cảm ơn anh Giang. À, bây giờ cho các chị nhớ nha, đó là cái công cụ để các anh chị sàng lọc. Và công việc của mình là các anh chị, chúng ta không phải là thần thánh, mọi người nhớ nha. Khi đi qua cái hệ thống này, ai có nhu cầu người ta sẽ thể hiện cho các anh chị biết người đó là người có nhu cầu. Nếu như các anh chị mời vào OBB 10 người, nếu các chị mời người đã vào OBB nhưng người đã có mặt trong OBB một cách đúng giờ, nghiêm túc, thì các anh chị biết, à đây là một cái người tiềm năng, đây là một người có nhu cầu này. Đó là cái công cụ để các anh chị nhận diện được ai là người có nhu cầu thật sự để các anh chị hỗ trợ, mọi người nhớ nha. Chứ chúng ta không có khả năng rằng là một người họ không có nhu cầu, các anh chị thuyết phục, các anh chị cố gắng, các anh chị làm họ thay đổi, các anh chị, chúng ta không thể làm họ thay đổi được, và chúng ta chỉ có nhận diện được ai là người có nhu cầu thật sự thôi, mọi người nhớ nha. Nếu như một người các anh chị mời họ tham gia, họ không tham gia thì đơn giản họ chưa có nhu cầu, chưa cao. Và đó là một cái hệ thống để các anh chị nhận diện và các anh chị biết được ai là người mà các anh chị có thể dành thời gian. Ok mọi người, cho nên mọi người nhớ cái chỗ này. Bây giờ mọi người cùng comment xuống hệ thống huấn luyện là một cái công cụ để các anh chị sàng lọc, mọi người nhớ nha. À, đúng không ạ? Hệ thống huấn luyện của BSI, cái chuỗi chương trình đó chính là cái công cụ để các chị sàng lọc. Bên cạnh các chị có thể giúp một người họ biết được cái kinh doanh của mình, họ hiểu rõ về cái kinh doanh của mình, thì đó là cái công cụ sàng lọc. Mọi người cùng comment xuống đi các anh chị, ý này rất là quan trọng, mọi người nhớ nha. Đó là cái công cụ để các chị nhận diện được ai là người nghiêm túc, ai là người có nhu cầu tốt, có nhu cầu cao để các chị hỗ trợ. Còn ai thông qua cái hệ thống huấn luyện này, họ thể hiện cho các anh thấy rằng họ không có, họ hờ hững là các anh chị, họ buổi học buổi không học này, họ bận này bận kia thì không sao cả, họ, các chị cứ để họ ở đó, cứ để họ ở đó, họ muốn làm gì làm, đúng không ạ? Nhưng mà nếu như các chị phát hiện được một ai họ làm việc rất nghiêm túc, họ rất tích cực, họ rất là chỉnh chu luôn, thì các chị hãy dành nhiều thời gian hơn cho họ và hỗ trợ họ nhiều hơn để họ có thể có kết quả nhanh hơn, được không mọi người? Công cụ ha, công cụ để chúng ta có thể là mình, à mọi người cùng comment nha các chị, mọi người cùng comment đi ạ. À, cái sự comment, cái comment của các chị sẽ truyền thêm năng lượng cho mình đó các chị. À, các chị có biết rằng đó là cái nguồn động viên rất là lớn. Không biết rằng có bao nhiêu anh chị trong dân của mình vẫn đang học say sưa, vẫn đang nghe và đang tập trung mọi người. À, đúng không ạ? À, rồi, ok. Hệ thống huấn luyện của mình là một cái công cụ để các anh chị sàng lọc, mọi người nhớ nha. Và chúng ta sẽ không có cái tâm thái là gì các anh chị. Mình sẽ không có tâm thái rằng là chúng ta sẽ... một cái người nào đó họ không có nhu cầu thì chỉ đơn giản là họ không có nhu cầu, các anh chị cũng không cần phải buồn về điều đó các anh chị. Nếu một người á, mà các anh chị mời họ tham gia OB và họ đã đồng ý tham gia và họ không tham gia thì thường thường mình sẽ buồn, đúng không ạ? Thường thường mình sẽ thấy là trời ơi, sao mình mời không ai tham gia hết chị ta. Một là do cái kỹ năng của mình chưa tốt, chắc chắn là kỹ năng của mình chưa tốt. Nếu mà không ai tham gia đâu là không tốt thiệt rồi đó. Nếu mà mời 10 người nhưng mà không có ai tham gia đâu là không tốt thiệt mọi người. Nhưng mà giả sử như mà người ta, một cái người nào đó, mình cứ giả sử đi, mình cứ giả sử là một người đó họ đã đồng ý với mình rồi nhưng họ không tham gia các anh chị, là sao ạ? Họ bản thân họ cũng chưa có nhu cầu, cho nên mình sẽ không bị buồn bởi cái việc là một cái người nào đó họ học công phu rồi nhưng mà họ không đăng ký đại lý, được không mọi người? Họ học, họ đăng ký công phu nhưng mà họ không có đều đặn, họ học giống như là mình thấy là mình mong như vậy mà mình không được như vậy, cái mình bị buồn. Nhưng mà mình không phải buồn với các anh chị, đúng không ạ? Đó là các công cụ để các anh chị sàng lọc và mình nhận diện cái người đó, mà mình làm việc theo tỷ lệ các anh chị, mình làm việc theo tỷ lệ, mình làm việc theo xác suất,
Cho nên mọi người nhớ nha, chúng ta sẽ không bị buồn những cái đó. Mọi người nhớ đây là cái công cụ để các anh chị sàng lọc. Và cái kỹ năng mình nói là cái kỹ năng quan trọng nhất của tuyển dụng là cần là kỹ năng thứ nhất là thiết lập mối quan hệ. Thì bây giờ mình sẽ chuyển sang cái phần tiếp theo. Rồi, ok, như mình hứa thì hiện tại là mình mọi người nhớ rằng cái hệ thống huấn luyện nó có vai trò như mình như nào. Một cái người đại lý, nếu các anh chị muốn rằng một cái người họ chưa biết gì, để mà đầu này là chưa biết gì các anh chị và đầu này là họ đăng ký làm đại lý, thì các anh chị chỉ cần đưa họ qua cái chuỗi chương trình của mình là xong rồi đó. Các anh chị hãy cứ đưa họ vào chương trình, đưa họ vào chương trình, đưa họ vào chương trình là xong. Công việc của mình tới nói thôi các anh chị. Và mình đưa được bao nhiêu người vào chương trình, đó là cái mình thành công. Ngày hôm nay cái mục tiêu của các chị tuyển bao nhiêu đại lý, nó sẽ quay về đơn giản hơn là ngày hôm nay các anh chị tiếp xúc được bao nhiêu người, bao nhiêu anh chị đồng ý các mặt trong OPP. Đó là cái mục tiêu của mình đó. Các chị đưa càng nhiều anh chị vào có mặt trong OPP thì cái tỷ lệ qua công khu sẽ cao hơn, cái tỷ lệ ra đại lý cao hơn. Ok, cả nhà đồng ý không ạ? Cho nên cái công thức để mình có một đại lý các chị mình rõ chưa? Rồi, các anh chị nào mình rõ về cái cách để một người nào đó họ trở thành đại lý rồi, mọi người comment rõ đi các anh chị, để mình có thể là mình, các anh chị nào chưa rõ thì mình có thể là mình kêu là mình chưa rõ nha. Nhưng mà cái công việc mình nó đơn giản như vậy thôi, không có gì phức tạp hết, đúng không ạ? Nếu như mọi người rõ cái lưu trình, rõ cái công thức các anh chị, cái bí quyết làm sao để, rất là nhiều anh chị hỏi là làm sao để thuyết phục một người nào đó, làm sao để một người đó họ họ có thể là mình họ họ hiểu cái này, họ hiểu cái kia, nhưng mà các chị không cần làm gì, các chị đưa họ vào chương trình. Nếu một người họ có nhu cầu họ sẽ thành thời gian để học, còn nếu một người họ còn không dành thời gian để tìm hiểu nữa thì họ không phải là người có nhu cầu đâu các anh chị. Các chị đừng có giúp họ giải quyết những cái vấn đề của họ, cái nhu cầu của họ không có như vậy thôi. Nếu họ chưa dành thời gian thì đơn giản là họ nhu cầu của họ chưa cao hoặc họ chưa sắp xếp được. Ok không cả nhà? Cho nên chúng ta cứ đưa họ vào chương trình, đưa họ vào chương trình. Rồi ok, mình đã công thức rồi nha. Chỉ cần đưa họ vào chương trình được các anh chị, đưa họ vào chương trình. Rồi ok, rõ mọi người ha, mọi người rõ cái này nha, mọi người nhớ rất đơn giản. Và các chị thấy đơn giản không ạ? Một anh chị mới, mình nghĩ là nếu như một ngày đầu tiên các chị kinh doanh với Bisa, các chị có thể làm được điều này không ạ? Các chị đưa họ vào chương trình và mời họ vào chương trình thôi, các chị làm được không ạ? Các chị tự tin là mình làm được điều này không ạ? Mọi người tự tin, mọi người comment xuống tự tin đi các anh chị. Mình chỉ là cái người kết nối họ và người đưa họ vào cái, những cái chương trình này thôi. Còn lại những cái việc khác thì có hệ thống lo, có những các anh chị leader mình đã có thu nhập tốt với BSI, mình sẽ lo, mình sẽ dành thời gian để nghiên cứu và đào tạo có những cái nội dung mà giúp một người đã họ hiểu cái nội dung của mình, các chị để những người đó lo trước khi các anh chị trở thành tổng đại lý, trước khi các anh chị có một cái nguồn thu nhập thật tốt với BSI. Các anh chị chỉ là làm part time thôi, mình làm part time thôi các anh chị, và các anh chị tận dụng cái công cụ, các anh chị mượn sức của những người khác và các anh chị làm cách đơn giản nhẹ nhàng, tới khi nào các anh chị có thu nhập thì các anh chị dành nhiều thời gian hơn. Ok không ạ? Rồi, tự tin nha, mình chỉ là người kết nối thôi, chúng ta không có gì phải lo lắng cả, là người kết nối. Chúng ta không cần phải là ra cái nói đâu, đúng không ạ? Rồi ok các anh chị, bây giờ thì mình sẽ chốt lại cái chỗ đó mọi người nha. Mọi người nắm được cái công thức rồi thì chúng ta sẽ rất dễ dàng, các anh chị tự tin rồi đúng không ạ? Tự tin như vậy chúng ta tuyển dụng ào ào thôi, ngay cả người quen các chị cũng làm điều đó thôi, ngay cả một người quen các chị cũng không cần phải nói gì hết, chúng ta không cần nói gì hết các anh chị, chúng ta chỉ cần ok không, có nhu cầu đúng không, đi vào chương trình học đi, đi vào đó học đi, không cần nói cái gì hết các anh chị. Nếu một người họ có nhu cầu họ học, còn họ không có nhu cầu thì họ không học thôi, và nếu họ không học thì đơn giản là họ không có nhu cầu. Và chúng ta cũng không cần phải thuyết phục họ các anh chị, đúng không ạ? Họ cần thì họ làm thôi. Khi nào họ hỏi thì mình nói. Vậy thôi các anh chị, mình làm một cách rất là đơn giản, rất lạnh lùng luôn, nhưng mà rất là hiệu quả. Mọi người càng nói nhiều thì nó càng không hiệu quả, đúng không ạ? Càng nói nhiều thì người ta lại càng nghi ngờ. Mình nói ít thôi thì người ta lại tò mò, nói ít thôi thì người ta lại là đi theo mình để hỏi là cái gì, tại sao mình không nói. Mình càng không nói người ta lại càng muốn biết. Mọi người nhớ nha, cái quy luật như vậy á. Mọi người càng nói người ta lại càng đề phòng. Cho nên là với người quen gì đó chúng ta cứ vô chương trình, đúng không ạ? Cứ vô chương trình là chúng ta có hết tất cả trong đó, muốn biết gì vô chương trình biết, đúng không ạ? Rồi, ok, mình chốt cái này. Ngay cả người quen hay bất kỳ ai thì nó chỉ khác ở cái khâu kết nối đầu vào là cái lúc đầu đó các anh chị, còn lại là toàn bộ là giống như nhau, là toàn bộ cái hệ thống huấn luyện của BSI là trang bị để các anh chị làm điều đó, và trang bị để một anh chị là mới bắt đầu, dù mình không có kinh nghiệm, mình không có kỹ năng sale, mình không có cái gì hết các anh chị, mình dù mình đang làm công việc gì, mình đang ở tầng lớp nào, mình đang ở tri thức nào thì mình đều có thể làm với BSI. Tại vì sao? Hệ thống chỉ có một. Dù các anh chị là bác sĩ, là tiến sĩ hay kỹ sư gì đó thì các anh chị cũng dùng hệ thống đó. Mà dù các anh chị là công nhân, các anh chị làm một cái công việc tay chân hay các anh chị, mình không có phân biệt công việc các anh chị ha, nhưng mà thường thường các anh chị sẽ tự ti rằng mình không có kỹ năng, mình chưa có làm hết. Nhưng mà các anh chị nhớ một điều rằng tất cả chúng ta đều làm công việc giúp nhau và chúng ta kết nối thôi. Mọi người nhớ nha, nhưng mà sẽ không có cái rào cản đó, tất cả các anh chị đều có thể làm được. Và BSI là gì ạ? Là kinh doanh dành cho tất cả mọi người các anh chị, dành cho tất cả mọi người, nhớ nha. Nên là mình thấy là đây là một cái điều rất là tuyệt vời. Nếu các anh chị nào hiểu được cái điều này thì mình sẽ kinh doanh rất nhẹ nhàng, rất đơn giản và không có gì khó hết, và bất kỳ ai cũng có thể thành công với BSI, cũng có thể có một đội nhóm rất là lớn nhờ cái hệ thống huấn luyện tại BSI. Ok không ạ? Rồi chúng ta chốt ý này nha các anh chị, chúng ta sẽ chuyển sang ý tiếp theo. Thì buổi tối ngày hôm nay có một cái điều nữa là trong cái lưu trình này thì mình sẽ nói chi tiết hơn rằng là với mỗi khâu như vậy các anh chị, cứ mỗi cái khâu như vậy rằng chúng ta sẽ làm cái gì với từng khâu để nó mang lại hiệu quả. Ví dụ như các anh chị làm sao để đưa một người vô OPP. Làm sao để một người họ tham gia OPP rồi họ sẽ đăng ký lớp học công phu, đúng không ạ?
làm sao để một người đăng ký công phu rồi họ sẽ đăng ký đại lý với mình, thì các anh chị quan tâm điều này không ạ? Các anh chị quan tâm không ạ? À, mình sẽ đi chi tiết hơn để các anh chị có thể là có cái công thức để mình làm và mình hiểu đúng. Tại vì mỗi khâu nó sẽ còn có một cái việc các anh chị làm khác nhau các anh chị. À, công việc chính thì chúng ta đều là người kết nối, nhưng mỗi cái khâu như vậy là cái điều mà cái người đối tác của mình cần á, nó sẽ khác nhau. Cho nên các anh chị chỉ cần lưu tâm một xí thôi, mình trao đúng cái điều cái người đó họ đang cần thì các anh chị sẽ giải quyết được và mình sẽ hỗ trợ để đưa vào cái chương trình tiếp theo. Ok nha các anh chị. Ok. Rồi ok, mình sẽ nói kỹ hơn về cái lưu trình. Mọi người nhớ cái giấy bút nha. Mọi người có giấy bút, mọi người ghi chép và mọi người nhớ nói lại để mình có thể là mình, tại vì hôm nay mình không có slide, tại vì mình thấy cái slide thì nó cũng không có gì hết. À, cho nên là mình cũng nói trao đổi với các anh chị, mình comment xuống nhau mình học như vậy là ok rồi. Cái bây giờ mỗi khâu nha các anh chị. Bây giờ này từ cái khâu mà kết nối á, đưa vào BB á, mọi người biết mình còn làm gì không ạ? Đố các anh chị biết là trong cái khâu mà làm sao nè, từ cái lúc mà các anh chị tiếp xúc với họ, có thể tiếp xúc từ những cái Facebook, những cái mạng xã hội, từ những cái fanpage, từ những cái trên mạng xã hội, hoặc là tiếp xúc mối quan hệ, tiếp xúc qua data center, thì cái yếu tố nào là cái yếu tố mà các anh chị đưa họ vào OBB được? Mọi người comment đi các anh chị. Ok, các anh chị đã đoán đúng cái này chắc cá thưởng quá. ok, cái này các anh chị đoán đúng cái này mình cá thưởng quá. Ok. Ok, mọi người. Ok, mọi người cùng comment xuống ha. Có nhu cầu, người có nhu cầu, khi họ có nhu cầu thực sự. Có nhu cầu. Rồi, ok. Người có nhu cầu đúng không? Kinh doanh 4.0. Rồi, ok. Bây giờ nha, mình sẽ có một cái, đây là kinh nghiệm xương máu luôn á. Các chị chỉ cần thay đổi cái điều này thôi á, là mình nói là cái tỷ lệ mà các chị vô á là 100%. Chút nữa thì mình sẽ có một cái phần nó chi tiết hơn chỗ cái phần này, tại vì cái phần này đây là cái phần mà quan trọng nhất, là then chốt nhất luôn. Nếu một người đã học OBB á thì các anh chị sẽ có một cái công cụ đúng không ạ, là chương trình OBB, là những người có kinh nghiệm, ví dụ như anh Ấn là buổi thứ hai và thứ sáu là sẽ có mình để mình hỗ trợ các anh chị. Thì sao ạ? Chỉ cần họ có mặt trong OBB thôi là ok, mình nhẹ việc rồi. Ít nhất là họ sẽ có một cái chương trình mà có nhiều thông tin hơn để giúp họ hiểu về cái công việc của mình, đúng không cả nhà? Thì mình đã có một cái khả năng mà họ tham gia OBB rồi thì mình sẽ dễ làm việc với họ hơn, dễ trao đổi với họ hơn, có nhiều cái chuyện để nói với họ hơn. Nhưng mà cái cách từ đưa OBB ấy, hiện tại cái tỷ lệ rất là thấp. Thì mọi người có biết cái lý do, cái điều mà then chốt nhất và quan trọng nhất với một cái người để họ có thể bước vào cái chương trình OBB, và dù cho cái lần đó, ví dụ như mình các chị mời họ vào tối thứ sáu tuần này đúng không, họ không tham gia được, nhưng mà họ vẫn sẽ tham gia một cái chương trình vào thứ hai, hoặc là thứ sáu tuần sau, hoặc thứ hai tuần sau nữa, họ vẫn sẽ tham gia OBB các anh chị. Chứ không phải là họ không tham gia là các anh chị bùm luôn, các anh chị không làm việc được với họ, đúng không mọi người? Cái điều đó nó không phải là cái nếu như mà họ, các anh chị chỉ mời được họ một lần, sau đó họ không tham gia nữa thì thôi á, thì là chính là cái tỷ lệ của chị nó không thể nào cao được. Thì bây giờ mình sẽ nói luôn cả nhà ha, thì đây là cái kinh nghiệm xương máu luôn, mà nói là một cái yếu tố then chốt luôn á. Đó là cái mối quan hệ các anh chị. Cái mối quan hệ của các anh chị với cái người đối tác đó đang ở đâu, nó sẽ quyết định được rằng cái tỷ lệ họ tham gia vào OBB của mình là ở đâu các anh chị. Nếu như họ chỉ coi các anh chị là một cái người nhân viên á, một cái bạn nhân viên mà gọi để thông báo lớp học á, thì họ thích thì họ vô, họ không thích thì họ hứng thì họ vô, họ có thể không vô họ cũng thấy bình thường các anh chị. Hoặc là nếu những người mà họ phải có nhu cầu cao lắm kìa, họ phải là người có nhu cầu cao lắm luôn á, thì họ sẽ chủ động họ đi tìm cơ hội. Và cái này thấp lên các anh chị, vì phải nói là trong 100 người chỉ có 5 người như vậy thôi, mọi người nhớ nha. Trong 100 người chỉ có 5 người là họ là cái người họ tự chủ động, là người leader các anh chị, là cái người mà họ là người mà họ tự tìm kiếm cơ hội, họ tự này kia luôn á, họ chủ động luôn, họ không, họ là người đi tìm á, thì nó ít lắm các anh chị, chỉ có 5% thôi. Giống như nếu mà xem mỹ phẩm á, là nói báo giá cái trần nguyên mua đơn á các anh chị, một cái người mà telesale mà mình báo giá xong ok gửi cho chị đi và nhận hàng á, là đó 5% thôi. Và nếu như trên online mà các chị làm mà bình thường á, các chị gọi chị anh ơi, tối nay có một anh đang làm công việc gì, ok, anh tối nay có một chương trình OBB, anh vào tìm hiểu nha, ok anh tìm hiểu, và tối anh có mặt là tỷ lệ cái 5% rồi các chị, rất là ít. Nhưng mà một cái kỹ năng mà để các chị có thể là giúp họ đưa vào OBB á, đó là cái mối quan hệ các chị. Cái mối quan hệ của các chị với cái người đó nó sẽ quyết định cái việc họ có giữ cam kết với cái lời họ nói với các chị hay không. Mọi người hình dung không ạ? Nếu như mọi người hiểu được cái điều này, mọi người sẽ lại ví dụ như cái chất lượng cái cuộc gọi và cái chất lượng mối quan hệ của mình với họ, nếu như họ càng tôn trọng mình đó các anh chị, thì
họ kêu họ tham gia thì họ sẽ có xu hướng là họ sẽ giữ lời hứa với các anh chị, và họ càng tôn trọng các anh chị bấy nhiêu á thì họ sẽ càng cố gắng giữ lời hứa bấy nhiêu. Mọi người thấy đó đúng không ạ? Nếu như một cái người mà một người bạn mà các anh chị tôn trọng họ nhiều, ví dụ các anh chị đi đi gặp một cái người bạn mà rất uy tín với các anh chị luôn, thì các anh chị sẽ không bao giờ trễ hẹn, hay các anh chị sẽ có một cái tâm thái khác hoàn toàn với một cái đứa bạn tào lao các anh chị. Nếu mà các anh chị có hẹn một cái đứa bạn tào lao thì các anh chị có thể đi hay không đi, còn chả sao thì nó là tào lao mà, đúng không mọi người? Nếu như các anh chị có hẹn với một cái người bạn tào lao, một cái bạn nhậu mà tào lao, thì các anh chị thích thì đi, không thích thì cũng không sao, tại mình đâu có tôn trọng cái người đó đâu. Nhưng nếu như các anh chị có hẹn với một cái bạn của mình đang làm giáo viên, và mình có hẹn với các bạn là trưởng phòng, rất đàng hoàng, rất đỉnh đạt, lâu lâu mới gặp nhau, rất nói chuyện với nhau rất là nhiều giá trị, thì các anh chị sẽ không bao giờ đánh mất cái mối quan hệ đó, đúng không mọi người? Mọi người hiểu được cái chỗ này thì nó không phải nằm ở là các anh chị nói gì với họ. Các anh chị, cái này là các anh chị sẽ đặt ra cái vấn đề là mình sẽ nói như thế nào, mình nói hay, kỹ năng ra sao. Nhưng mà mình nghĩ là cái điều quan trọng nhất các anh chị thiết lập với họ là thiết lập một cái mối quan hệ, và các anh chị bắt đầu một cái mối quan hệ mà các anh chị có thể đồng hành với họ vài chục năm, chứ không phải là chúng ta bắt đầu với họ bằng một cái buổi OPP các anh chị. Nếu như mà các anh chị chỉ nghĩ rằng là cái người này các anh chị chỉ làm việc với họ là tới cái buổi OPP thôi á, thì cái mối quan hệ của anh chị rất là bình thường. Cái cách các anh chị nói chuyện với họ chỉ là một người qua đường thôi các anh chị. Cái cách nói chuyện của các, cái cách mình giao tiếp này, cái từ ngữ mình dùng, cái tâm thái của mình với cái người đó, thì các anh chị chỉ coi họ như một người qua đường, và chúng ta xoẹt vào nhau, chúng ta đi ngang qua nhau luôn các anh chị. Nhưng mà nếu như cái cuộc gọi đó các anh chị á, mà các anh chị định hình rằng á, cái người đó sẽ là cái đối tác của mình, làm ăn với mình lâu dài, cùng đồng hành với mình, và mình định vị rằng cái người đó họ sẽ tìm hiểu một cách cặn kẽ, một cách chi tiết và cần thời gian, chứ không phải là trong một ngày một cái hai, cũng không phải là chỉ qua một cái chương trình OPP là họ có thể hiểu được. Thì cái cách các anh chị trao đổi này, cái từ ngữ mình dùng này, và cái mình thiết lập cái mối quan hệ với họ, thì nó sẽ có một cái chiều sâu hơn, mình sẽ đi xa hơn các anh chị. Mọi người hiểu được cái chỗ này không ta? Nếu mọi người ok chỗ này, mọi người comment cho đi các anh chị. Tại vì cái chỗ này nó hơi trừu tượng một xíu, thật sự là nó hơi trừu tượng, mọi người không biết là mọi người có ứng dụng được hay không. Ok không ạ? Cái ví dụ mà bạn nhậu của các anh chị, mình lấy cái ví dụ này giúp các anh chị hiểu rất là dễ. Tại sao? Nếu như mình có hẹn một cái bạn nhậu mà tào lao á, bạn nhậu mà cả không có công việc này, không có trách nhiệm với gia đình, suốt ngày la cà, rượu chè, nhậu nhẹt, mình không có tôn trọng cái mối quan hệ đó, thì vui thì mình đi, còn không vui thì mình ở nhà các anh chị. Mình không có tha thiết gì hết. Nhưng nếu như các anh chị đồng ý rằng mình đến cái cuộc hẹn với một người, người ta rất là nghiêm túc, rất chỉnh chu, rất đàng hoàng, rất là mang lại rất là nhiều giá trị cho mình một cách nghiêm túc, người ta tôn trọng mình, thì các anh chị cũng một cách đơn giản là các anh chị sẽ tôn trọng cái cuộc hẹn đó. Và nếu như một cái cuộc hội hẹn OBB á, nếu như các anh chị mới sẽ hỏi là em ơi, hiện tại nha, anh đang rất là quan tâm đến kinh doanh đúng không? Anh rất là quan tâm phải không? Và bây giờ hiện tại là anh đang gặp khó khăn gì? Cái cách các anh chị trao đổi với họ sẽ là một cái người đồng hành, một cái người mà định vị rằng là chắc chắn anh em sẽ làm, chắc chắn là anh em sẽ làm cái công việc B-Side, tại vì chắc chắn là B-Side sẽ giải quyết vấn đề này. Và mình trao đổi với họ không phải là anh chỉ cần tham gia OB đâu, mà sao? Ở đây á, mình gặp nhau là một cái duyên đúng không ạ? Mình có thể đồng hành với nhau, mình quen biết nhau, có thể anh không cần làm B-Side luôn cũng được, nhưng chúng ta bắt đầu một cái mối quan hệ các anh chị. Chúng ta bắt đầu hiểu về nhau, chúng ta bắt đầu anh em đang làm một cái công việc đó đúng không? Ok, rất là biết vui gặp anh, công việc của anh như thế nào, mình biết hơn về một cái mối quan hệ, mình mở rộng mối quan hệ. Các chị phải định vị cái mối quan hệ là như vậy, chứ không chỉ là chúng ta may tóc lại và cái mục tiêu của mình chỉ là đua OPP. Thì mọi người thấy không ạ? Cái cuộc gọi nó rất là cạn luôn, và họ có thể tham gia không tham gia, tại vì cái họ chỉ là OPP thôi các anh chị. Nhưng họ định vị mình là một cái người bạn mới quen, một cái người mà hết sức là lịch sự, hết sức là quan tâm tới cái vấn đề của các anh chị, và một người đi trước và sẽ giúp các anh chị và cho các anh chị rất nhiều thông tin. Nếu như các anh chị là một người đang cần kinh doanh, thì các anh chị nghĩ là các anh chị có tham gia vô OPP không ạ? Đúng ạ. Nếu như các anh chị hiểu được không ạ, thì chắc chắn một điều rằng chúng ta sẽ có một cái mối quan hệ chất lượng, và chắc chắn là cái tỷ lệ mà tham gia OPP của mình là 100% các anh chị, 100% tham gia OPP nha. Cho nên á, cái khúc đầu á, để mà người đưa vào OPP tỷ lệ cao, thì các anh chị mình sẽ nhớ rằng đó là phụ thuộc vào cái mối quan hệ của mình. Và các anh chị mình sẽ chút xíu nữa mình sẽ hướng dẫn các chị về grip nha, cái phần đấy chúng ta grip rồi. Như vậy thì mình sẽ nói lướt qua cái phần thứ hai và thứ ba để mọi người có thể được note lại một cái ý chính trước ha, sau đó mình sẽ đi chi tiết sau. Cái bước tiếp theo khi mà họ có tham gia trong OPP các anh chị, thì các anh chị biết gì không ạ? Sau cái chương trình OPP đó không hẳn là họ sẽ đăng ký công phu đâu các anh chị, có rất nhiều người họ sẽ không đăng ký công phu, mọi người nhớ nha. Nếu như chương trình thứ sáu này những cái anh chị mà diễn giả sẽ luôn luôn nỗ lực, luôn luôn tìm cách, luôn luôn thay đổi nội dung, luôn luôn tìm cái phương án mới để có thể là chỉnh cái nội dung của mình, chỉnh cái cách thức và có thể là giúp một cái người họ đưa ra quyết định tốt hơn. Nhưng mà cái buổi đó không phải là bất kỳ, không phải ai họ cũng sẽ đăng ký. Và nếu như họ không đăng ký với các anh chị là họ đang có một cái khúc mắc nào đó. Cho nên cái việc của mình đưa họ vào OB rồi, nhưng mà thường thường các anh chị sẽ có tâm thái rằng là vô OB chốt được thì ok mừng quá, còn ai không chốt được là mình rồi xong, mình không, mình thấy là ok họ không tiềm năng các anh chị. Nhưng mà không phải,
những người họ không họ tham gia OB nhưng họ không có đăng ký khóa học á, là thường là họ đang có một cái khúc mắc gì đó. Và nhiệm vụ của mình là gì các anh chị? Nhiệm vụ của mình là sẽ đi tìm hiểu rằng là họ đang bị vướng chỗ nào các anh chị. Những cái người hỏi tham gia OB các chị gọi lại hỏi hỏi là hôm qua mình tham gia tới đâu, mình tham gia lúc mấy giờ, mình bận mình ra trước phải không, nhưng mà mình còn quan tâm hay không, rồi nếu còn quan tâm thì vào chương trình lần sau, nhưng mà chị phải hết sức cam kết nha, lần này phải xung xếp thời gian tham gia đầy đủ nha. Mình nói cho họ những cái điều kiện như vậy để họ biết. Nhưng mà sao ạ? Mình sẽ gọi lại mình hỏi những cái khúc mắc của họ các anh chị, đúng không ạ? Mình tìm hiểu cái khó khăn, tìm hiểu những cái điều mà họ chưa rõ để chúng ta giải đáp thêm, chúng ta giải đáp thêm, chúng ta giúp họ hiểu hơn, chúng ta có những cái địa chỉ để giúp họ hiểu đúng hơn cái vấn đề các anh chị. Và ok, nếu ok thì các anh chị đăng ký công phu để mình biết chính xác hơn, hiểu rõ hơn, đúng vậy nha. Cho nên đôi khi mình không phải đưa vô vì là họ đăng ký cái chương trình họ chốt đâu các anh chị. Đôi khi có nhiều người họ đăng ký đó họ cũng không có đăng ký các anh chị, họ đăng ký họ để lại số điện thoại đó nhưng họ không có đăng ký, họ không tham gia lớp học, đúng không ạ? Có rất nhiều người họ cũng đăng ký trong cái chương trình OBB nhưng họ đâu có học lớp học đâu, họ xù luôn hơn cái gì, họ bơm hàng, cái họ bơm hàng đúng không ạ? Họ đăng ký xong nhưng họ không có thao tác gì hết. Và các chị thiếu một cái bước rất quan trọng là các anh chị sẽ gọi lại các chị tìm hiểu cái người đã rõ ràng hơn rồi chị bị vấn đề gì, đúng không ạ? Chị bị vấn đề gì, tại sao chị tại vì các chị nhớ một điều rằng là nếu như một người họ đã dành thời gian để họ tham gia 1 tiếng rưỡi đồng hồ là họ có lý do để họ dành thời gian các chị, và họ có một cái điều họ đang mong muốn thật sự, thì một chúng ta gọi là chúng ta hỏi là cái điều họ mong muốn là gì và BSI có phù hợp hay không, chúng ta sẽ giúp họ có câu trả lời, tại vì chúng ta là người đã hiểu rồi, hiểu trước rồi. Thì một phù hợp thì đi tiếp, còn không phù hợp thì ok chị không phù hợp. Có những người họ tào lao lắm các anh chị, có những người họ tào lao lắm, cho nên là mình không phải ai mình cũng sẽ là ai mình cũng sẽ giải đáp và họ cũng sẽ đăng ký đâu, nhưng mà chúng ta sẽ gọi là chúng ta hiểu được những cái người nếu như ai cần mình giúp đỡ, ai cần mình hỗ trợ và ai đang hiểu sai thì mình giúp hiểu đúng. Còn những người nào tào lao á, họ không thực sự là nhu cầu mình dùng thì ok mình pass qua luôn. Ok mọi người, đó là cái bước mà chúng ta sẽ chốt từ OPP sang Kung Fu, mọi người nhớ nha. Ngoài ra chúng ta sẽ có những group, có những group để giúp họ có thêm thông tin các anh chị. Một người họ chưa ra được quyết định, đơn giản trong tất cả các nguyên tắc luôn là một người họ đang không có đầy đủ thông tin, họ không có đầy đủ thông tin, cho nên nhiệm vụ là giúp họ có thêm thông tin, họ hiểu hơn nhiều hơn thì họ sẽ đăng ký. Khi bây giờ hiện tại là mình thấy là cái liệu trình này mọi người chưa có làm, cho nên là bây giờ mình sẽ chuyển sang cái phần rất là quan trọng mà cái thần rất là nhiều các anh chị đang cần là gì ạ? Một cái script đúng không ạ? Nếu như các anh chị đang gọi đang đang dùng data center thì chúng ta sẽ cần script, một cái cuộc nói chuyện, một cái cuộc nói chuyện mà có thể giúp các anh chị có thể giúp họ đưa vào chương trình, cũng như là cái cuộc script để giúp các anh chị thiết lập mối quan hệ với họ, đúng không ạ? Đúng cả nhà. Bây giờ chúng ta đã nói với nhau rằng là cái quyết định của mình IOP tỷ lệ của mình đó chính là cái mối quan hệ. Như vậy thì cái cuộc nói chuyện của cái, tại vì mình nhận data center đúng không ạ? Mình gọi cho họ bấm lên và mình chỉ có một cuộc gọi là mình thiết lập mối quan hệ với họ, đó là mình kết bạn Zalo, mình kết bạn Facebook, đưa vào cái group cộng đồng của mình. Thì sao ạ? Chúng ta sẽ cần có một group đủ sắc sảo, đủ để chúng ta thiết lập mối quan hệ với họ. Và cái phần mà mình nghĩ cho các chị đang quan tâm trong buổi tối ngày hôm nay đó chính là cái group này. Và tất cả những anh chị nào mình đang bắt đầu với data center thì các chị cần phải có một cái vũ khí, đó chính là group sale. Và chúng ta sẽ nói gì về group sale ở đây? Thì bây giờ cái phần tiếp theo cả gì ha? Rồi, bây giờ trước khi mình chuyển sang phần tiếp theo á thì mọi người ở đây là mọi người mình sẽ dành khoảng tầm 3 phút đi các anh chị, để mọi người có thể là mình xem lại chút xíu ha, mình relax một tí các anh chị, để mọi người có thể là mình không có bị mệt đó. Ok không ạ? Ở đây là mọi người, mình sẽ đi vào cái group sale nha. Hôm nay là những cái nội dung rất là đơn giản thôi, mọi người chỉ cần hiểu đúng thôi mọi người sẽ làm được, hiểu đúng thôi, một cách đơn giản nhẹ nhàng mọi người làm rất là hiệu quả luôn, đúng không ạ? Mình sẽ không có nói gì cao siêu đâu, mọi người có thể là ứng dụng liền. Rồi, cho nên là chúng ta sẽ, cái phần tiếp theo là cái phần mà chúng ta thiết lập cái mối quan hệ, và cái phần quan trọng nhất của tất cả các chị hiện tại là cái tỷ lệ đưa vào OBB, đúng không ạ? Đưa vào OBB là một cái mà giúp cho chị mình đã rất là ok rồi. Và tiếp theo có thể là những cái chương trình lần sau thì mình sẽ tiếp tục nói về cái gì ạ? Tỷ lệ, cái cách để các chị có thể chốt công phu này, cách để các chị chốt đại lý, thì chúng ta sẽ có chương trình 5 giờ sáng nữa các anh chị, đúng không ạ? Mình sẽ có chương trình 5 giờ sáng bên cạnh chương trình này của mình hỗ trợ cho các anh chị. Tại vì buổi tối này chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn, buổi sáng thì đâu đó chúng ta sẽ có khoảng 1 tiếng đồng hồ thôi. Và thứ ba, thứ năm và thứ bảy chương trình 5 giờ sáng mình sẽ có một cái buổi mà giao lưu hỗ trợ những cái thắc mắc, những cái khó khăn của các anh chị. Thì 1 giờ đồng hồ mình có nhiều thắc mắc á, những cái câu hỏi nhỏ thôi, chương trình 5 giờ sáng câu hỏi nhỏ, bất cứ những cái thắc mắc gì các anh chị mình đưa lên đó ha. Và tối thứ tư là một cái thời gian mà chúng ta có khoảng 2 đến 3 tiếng đồng hồ, đúng không ạ? Chúng ta có 2-3 tiếng đồng hồ để chúng ta cùng nhau mình trao đổi nó sâu hơn, nó rõ hơn và có nhiều thời gian hơn để các anh chị hiểu, đúng không ạ? Cho nên là bây giờ tiếp theo là một cái phần tiếp theo thì mình sẽ 5 phút chuyển tiếp. Ok, 5 phút chuyển tiếp đúng không ạ? Chúng ta sẽ có cái phần tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn các chị về cái grip nha. Một cái grip như thế nào để các anh chị có thể bắt đầu với data center, bắt đầu với data lạnh,
một cách vô cùng thuyết phục, một cách rất là chuyên nghiệp nha các anh chị, gọi là chuyên nghiệp nha các anh chị. Đây là một cái hệ thống mà không phải là mình nghĩ ra các anh chị. Đây là nếu các anh chị nghiên cứu, các chị hãy nghiên cứu về hệ thống bán hàng đường thẳng của tác giả là Jordan Belfort các anh chị. Jordan Belfort là một cái người vẫn cần sống các anh chị, là một nhân chứng sống về cái việc là telesale nha mọi người. Cái người này họ có khả năng họ giúp bất kỳ ai chỉ cần có nhu cầu thôi sẽ đưa ra quyết định ngay trên cuộc gọi, ngay lần đầu tiên gặp, là một người xa lạ luôn cả nhà. Và đây là một cái hệ thống vô cùng lợi hại. Và cái người này không chỉ là bản thân cái người này là người làm được các anh chị, mà họ cái anh này, cái chú này là chú đã hướng dẫn và chú đã thành lập công ty ngày xưa là từng vào tù các anh chị, từng vào tù vì sao ạ? Vì huấn luyện cho những cái nhân viên của mình là bán những cái cổ phiếu rác các anh chị, những cái cổ phiếu mà không có giá trị mà có thể bán cái giá nó tới gấp 10 lần, gấp 100 lần cái giá trị thật của nó. Cho nên mọi người thấy ghê không ạ? Từ một cái tài sản, ví dụ mình nói là cái này nó có giá là 1.000 thôi, mà mình có thể bán cái 10.000 mà người ta vẫn đồng ý mua luôn các anh chị. Các anh chị thấy ghê không? Cho nên là cái hệ thống này các anh chị có thể bán bất kỳ món hàng nào, bất kỳ sản phẩm nào luôn. Các anh chị nhớ nha, cho nên đây là một cái hệ thống telesale, khả năng thuyết phục khách hàng trên môi trường online nó rất mạnh mẽ. Và đây là một cái hệ thống luôn các anh chị. Nên là mình sẽ có một cái chuỗi 10 video, và trong cái giáo trình của B-Side của mình á, thì gọi là không phải là giáo trình mà là trong những cái, tại vì mình xuất phát là mình bán mỹ phẩm các anh chị. Đúng không? Ngày xưa mình bắt đầu kinh doanh tại B-Side là mình bán mỹ phẩm, mình telesale và mình dùng data center là khách hàng trên môi trường online 100%. Và mình có thể chốt sale được một cái khách hàng lần đầu tiên để lại thông tin với data nóng, một cái đơn hàng vài triệu, 4-5 triệu là chuyện rất bình thường, và có thể hướng dẫn. Và với cái hệ thống này không chỉ là các chị có thể làm được và các chị sẽ huấn luyện, mà mình chuyển giao lại cho một người khác họ vẫn có thể làm được bình thường. Cụ thể là mình sẽ chuyển giao được rất là nhiều nhân viên. Hiện tại ở văn phòng, mình đang ở văn phòng Bùi Đình Tý này các anh chị, đúng không ạ? Hôm nay thì đi qua công ty có việc và đi ăn xong rồi về đây luôn, và đang ở văn phòng của mình. Thì văn phòng của mình hiện tại quy mô là 250 nhân viên. Tại vì sao? Chúng ta sử dụng data center của B-Side để mà có khách hàng rồi, chúng ta chỉ còn thuê nhân viên về để sale thôi. Các anh chị thấy không ạ? Không chỉ là các anh chị theo vậy, cá nhân mà bây giờ hiện tại là những anh chị mà mê cùng, những anh chị mà làm từ đầu các anh chị, mình còn thuê nhân viên về đầu tư data marketing với data center để bán cho những khách hàng, trả lương nhân viên, trả tiền mặt bằng xong vẫn còn lời, là các anh chị biết rồi đó. Nên cái data center là một công cụ vô cùng lợi hại mà mình phải kết hợp với cái kỹ năng bán hàng của mình. Thì cái rip sale này là mình sử dụng trên cái khả năng là, nói chung là mình bán bất kỳ một cái gì các anh chị chốt họ vào OBP cũng là bán hàng luôn á, là mình bán OBP cho các anh chị, mình bán chương trình OBP để họ có mặt trong chương trình OBP, chỉ cần họ có mặt trong chương trình OBP đó chính là một món hàng, và đó chính là một cái deal các anh chị, đó là một cái thương vụ mình, cái là mình bắt đầu mình chốt, ok đồng ý tham gia và họ tham gia, đó chính là một cái kỹ năng bán hàng. Chúng ta bán bất kỳ, ví dụ mình muốn họ tham gia chương trình OBP, bán một cái khóa học thì chúng ta đều là bán hàng hết. Chúng ta đưa họ đến một cái quyết định, đúng không ạ? Chúng ta đưa họ đến một cái quyết định nào đó đều gọi là bán hàng hết. Thì đây là một cái quy trình, một cái giáo trình mà mình thừa kế, mình được chuyển giao, mình được học hỏi, bản thân mình ứng dụng và bản thân mình đã training huấn luyện lại cho những cái nhân viên, những cái nhân sự của mình, họ cũng có thể bán hàng. Từ những cái bạn nhân viên mà mới ra trường không hề có kinh nghiệm về telesale các anh chị, nhưng nếu bạn ứng dụng được chính xác cái hệ thống này, bạn vẫn có thể bán hàng rất tốt. Doanh số mỗi tháng khoảng 60-70 triệu bình thường, ok mọi người. Đây là một cái công cụ vô cùng mạnh mẽ và chắc chắn một điều là các anh chị sẽ được học kỹ hơn ha. Ngày hôm nay thì mình sẽ cho nên các anh chị một cách cơ bản thôi, và các anh chị chỉ cần sử dụng ít thôi là các anh chị đã thấy một cái sự khác biệt rất nhiều rồi. Và các anh chị càng học lâu á, các anh chị càng ứng dụng nhiều, các anh chị sẽ thành một sát thủ bán hàng luôn. Mình nói thật là các anh chị sẽ thành sát thủ thật sự luôn á. Các anh chị bán bất kỳ cái gì cũng được hết, và mình hiểu được cái cách mà chúng ta sẽ làm việc với một đối tác của mình. Và các anh chị nhớ là mình sẽ làm việc làm cách lương thiện cho các anh chị. Mình sẽ giúp họ đưa ra những quyết định tốt cho họ, chứ mình sẽ không phải là đưa ra những, mình lại dùng cái kỹ năng này mình làm những cái việc xấu xa, mình giúp họ đưa ra những cái mua bán những cái sản phẩm tồi hay gì đó ha. Mình sẽ dùng cái kỹ năng này để mình có thể giúp họ đưa ra những quyết định mà thông thường họ không dám quyết định. Rồi, ok. Ok rồi, cảm ơn mọi người. Bây giờ mình sẽ bắt đầu cả nhà ha. Cái hệ thống bán hàng đường thẳng này là mình sẽ có một chuỗi 10 cái video, các chị mình xem video thì mình sẽ dễ hiểu hơn. Tại vì cái này các anh chị biết không, các chị cực kỳ may mắn luôn á. Mình phải nói là nói tới cái này mình phải nói tiếp mới được. Mình phải nói các anh chị cái này nó quá hay luôn. Ngày xưa cái hệ thống bán hàng đường thẳng này là của Mỹ các anh chị. Và cái sản phẩm mà người ta sell á là một cái sản phẩm về tài chính, một cái sản phẩm về một cái gì đó. Và hồi đó khi mà mình bắt đầu kinh doanh mỹ phẩm á, mình coi 10 cái video này, mình coi 15 ngày đầu tiên, mình coi gần một tháng trời mà mình không ứng dụng được các anh chị, không hiểu. Người ta nói là mấy cái khúc này nói về cái sản phẩm tài chính, còn mình bán mỹ phẩm mình nói gì ta? Mình bán mỹ phẩm thì mình nói cái gì ở cái khúc này ta? Người ta nói cái đó mình nói cái gì ta? Mình không hiểu các anh chị, mình không được hiểu. Phải tới một năm trời sau khi mình bán rất nhiều hàng rồi thì mình mới quay lại, mình biết được là cái chỗ này này các anh chị, là cái ý của chúng này là chúng nói cái này này, và mình mới biết được. Thì sao mọi người, hiện tại các anh chị mình cực kỳ may mắn, tại vì ít nhất là các anh chị đã có những người anh chị đi trước á,
và họ sẽ chỉ cho các chị biết là mình thực hành như thế nào luôn. Còn nếu như ngày hôm nay các chị là người tự đi học cách bán hàng đường thành đó, các chị không ứng dụng được chắc chắn luôn á. Các chị phải sale từ 3 tháng đến 6 tháng các chị quay lại mình sẽ hiểu được cái chương trình này nhiều. Còn thời gian đầu tiên các chị cần làm đúng theo cái sự hướng dẫn của những anh chị có kinh nghiệm á, một cách dễ hiểu nhất, tại vì mình đã có sự chuyển giao các chị. Đúng không? Mình đã có sự chuyển giao rồi, đã có một cái sự làm mình đã nhào bột xong rồi đó. Bột mình đã nhào xong rồi là các chị mình chỉ dùng tới cái bước cuối cùng thôi á, là mình đã rất dễ hiểu rồi. Còn nếu như các chị học cái bán hàng thẳng thì nó sẽ rất khó hiểu với mình, thật sự rất rất khó hiểu. Cho nên ở đây mình phải nói là các chị cực kỳ may mắn luôn, là ở đây là có rất nhiều anh chị ở B-side của mình là những anh chị leader, đều là những người đã rất thành công với bán hàng thẳng. Các chị sư phụ của mình mà người biết ơn không ạ? Chị TT đúng không ạ? Sư phụ của mình là chị TT, là một đơn hàng ngay trong cuộc gọi đầu tiên, ngay lần đầu tiên gặp hàng khách hàng trên môi trường online, chốt được một đơn 18 triệu các anh chị, đúng không ạ? 18-20 triệu gì đó mình quên rồi, nhưng mà một cái đơn hàng lần đầu tiên các chị nhớ nha, lần đầu tiên gặp khách hàng trên môi trường online trong cuộc gọi đầu tiên có thể chốt một cái đơn hàng như vậy, thì mọi người biết cái hệ thống này rất là lợi hại, ok mà. Cho nên là bây giờ hiện tại là mình thấy là trong về cái này thì có thể là các chị sẽ có một cái buổi riêng luôn mình nói sâu về cái này để các chị có thêm cái hình dung về cái hệ thống này. Nhưng mà ngày hôm nay về cái clip sale thì mình sẽ có một cái nội dung ngắn thôi, mình sẽ có một cái nội dung ngắn thôi để các chị mình có thể có một cái clip, một cái clip mời hẹn OBB theo cái cấu trúc của bán hàng đường thẳng các chị, đúng không ạ? Theo cấu trúc của bán hàng đường thẳng và cái độ thuyết phục của nó sẽ rất là cao các anh chị, chứ không phải là mình nói các chị nói mà mình nói là nếu các chị làm đúng á, cái tỷ lệ là chốt sale là 100% và ai đồng ý là sẽ có mặt. Chỉ có một vài trường hợp là họ bận á, hoặc là họ không có, họ không có gọi là họ gặp sự cố á, hoặc là họ sẽ tham gia lần sau. Chứ còn nếu đúng người, các anh chị làm đúng cái quy trình là có sàng lọc này, có phân loại này, có làm đúng cái quy trình của nó, thì các anh chị có thể là một cái người họ đồng ý tham gia thì đúng là họ sẽ tham gia, tại vì họ đang anh rất là muốn tham gia các chị, chứ không phải là mình cần họ tham gia đúng không ạ? Rồi bây giờ mình sẽ cùng vào cái clip nha các anh chị. Ok mình sẽ vào cái clip ha. Ok, các anh chị mệt chưa? Mệt chưa? Ok. ở đây thì mình sẽ share cái cấu trúc cho mọi người sẽ có thể xem luôn ha. Trong một cái nội dung mình trao đổi các anh chị, một cái cuộc gọi nó sẽ có hai phần ha, mọi người cùng comment xuống đi các anh chị. Trong một cuộc gọi thì mình sẽ có hai phần, phần thứ nhất là nội dung, phần thứ hai là ngữ điệu các anh chị. Nó có hai cái nội dung này thôi, hai cái này nó sẽ cấu thành nên một cái cuộc gọi của các anh chị ha. Ok, hôm nay mình train rất là basic thôi mọi người nha, mình đã lọc rất là đơn giản thôi, những anh chị mới mình sẽ rất là dễ hiểu ha, mình có thể sử dụng luôn, cho nên nó không có gì khó hết. Không có muốn train xong các chị rối bời đâu, mình muốn các chị train xong các chị sẽ action được, các chị hành động được và ứng dụng được ha. Nên là mọi người có, nếu mà người không rõ thì mọi người hãy comment và người trao đổi kỹ hơn nha. Đúng rồi, mọi người cùng nhau comment xuống đi các anh chị. Mình có hai phần, một là nội dung, hai là ngữ điệu các anh chị. Trong một cuộc gọi của mình thì mình chỉ có hai cái yếu tố này thôi. Hai cái điều này là hai cái yếu tố nó cấu thành nên một cuộc gọi. Và mọi người biết gì không ạ? Cái nội dung, một cuộc gọi chỉ có nội dung. Nội dung là cái mà các chị sẽ trao đổi với họ, cái thông tin gì và các chị nói cái gì. Còn ngữ điệu là các chị sẽ nói như thế nào các anh chị. Ví dụ mình nói là bây giờ mệt quá, hot sức rồi. Ví dụ là cái nội điệu của mình là gì các anh chị? Là nội điệu gì ạ? Mệt mỏi đúng không ạ? Yếu, rất là yếu luôn. Giọng của mình không có sức gì hết. Mình nói thầy thào, mình nói rất là mệt và rất là yếu năng lượng. Mình nói cái nội điệu của mình nói nó yếu ớt đó mọi người. Thật ra mình vẫn đang nói dùng bụng cho nó vẫn không mạnh á. Chứ thật ra nó yếu thì nó còn thào thào hơn nữa. Nhưng mà nếu như cái nội điệu của anh chị là khan hiếm hay sao? Các chị sẽ nói là trời ơi, em nói là cái này nó sắp hết rồi đó chị, nó sắp, cái là cái ngữ điệu của mình là nó sẽ cho người ta cái cảm giác nó tương ứng với cái điều các chị muốn truyền tải, chứ không đơn giản là nếu như các chị nói mà mình nói không có linh hồn á, thì giống như các chị tập đọc á, ví dụ như là nội dung và ngữ điệu, các chị đọc cái đó là cái từ ngữ thôi các anh chị, đó là mang tính chất nội dung thôi, còn cái ngữ điệu chính là cái linh hồn, là cái điều mà các chị muốn truyền tải cho cái người đó, ok anh chị? Một cái sự chắc chắn là sao, em khẳng định luôn là các anh chị cứ lấy ra tay đi, các chị, khi nào mà các anh chị lấy được mình hoàn thành được cái kỹ năng tuyển dụng của mình xong rồi, các anh chị mình sẽ phát triển rất là tăng tốc của B-side luôn. Rất cái ngữ điệu của mình là chắc chắn đó các anh chị, cái là mình truyền tải cho họ một cái niềm tin, một cái điều mà nó rất là chắc chắn luôn và nó không bao giờ thay đổi được luôn, nó cực kỳ chắc chắn, thì cái ngữ điệu của anh chị là chắc chắn, ok mọi người? Còn nếu như cái ngữ điệu của mình là đồng cảm thì sao, mình sẽ nói là ủa nhưng mà bây giờ là hiện tại là tình hình của mình như thế nào rồi,
Rồi rồi sao? Thì cái giọng của mình là sao các anh chị? Mình là cái người điều của sự quan tâm, là sự người của sự đồng cảm, và mình hỏi thăm, mình quan tâm, mình chia sẻ với nhau các anh chị. Đó là cái ngữ điệu, cái là cái cảm xúc mà các anh chị bỏ trong cái cuộc gọi đó. Mọi người hình dung không ạ? Chúng ta có hai phần như vậy thôi, nội dung và ngữ điệu ha. Mọi người nhớ cái phần này. Như vậy thì trong một cái khi các anh chị bắt máy lên đúng không ạ? Khi chị bắt máy lên và các anh chị gọi nói chuyện với họ, thì bắt đầu các anh chị mình thứ nhất là mình nói cái gì đây? Đúng không, mọi người? Và cái thứ hai là chúng ta nói cái gì, nói như thế nào? Thì các anh chị biết không ạ? Trong một cái cuộc gọi thành công á, cái nội dung của các anh chị nó chỉ chiếm có 20% thôi. Mọi người comment xuống đi ạ. Nội dung chỉ chiếm 20% thôi, còn cái ngữ điệu là cái mà sẽ quyết định 80% cái thành công của cuộc gọi đó các anh chị. Cho nên người ta mới có một cái câu nói các anh chị, đó là không quan trọng là bạn nói cái gì, mà quan trọng là bạn nói như thế nào. Mọi người thấy cái câu này quen không ạ? Mọi người thấy cái câu này quen không các anh chị? Không quan trọng là bạn nói cái gì, mà quan trọng là mình nói như thế nào. Mọi người thấy cái câu này quen không ạ? Rất là nhiều, mình đã nghe qua cái câu này rất là nhiều rồi. Các anh chị đã nghe qua câu này, mọi người comment đi các anh chị. Mọi người, cái điều mà mọi người không quan trọng là mọi người nói cái gì, mọi người nói như thế nào. Không quan trọng là mình cho cái gì, mà mình cho như thế nào. Thì sao ạ? Cái nói như thế nào đó chính là cái ngữ điệu. Và trên cuộc gọi của mình, cái mà nó quyết định thành công của các chị đó chính là cái ngữ điệu, là cái các chị cách chị nói, đúng không ạ? Cho nên cái ngữ điệu nó sẽ quyết định 80%. Nhưng mà các anh chị biết gì không ạ? Cái ngữ điệu này nè, với những anh chị mới á, mình sẽ không bao giờ tốt được nếu như mình không có một nội dung tốt. Mọi người comment xuống đi ạ. Với những anh chị mới á, cái kinh nghiệm của mình đơn giản là các anh chị, nếu như các anh chị không có một nội dung đủ tốt, các anh chị sẽ không bao giờ có một ngữ điệu tốt, tại vì các anh chị sẽ không tự tin. Các anh chị đồng ý với mình không ạ? Chắc chắn một điều luôn, hay ngày xưa khi mình training nhân viên á các anh chị, với một cái bạn nhân viên á, mà mình nói với bạn là em không cần phải nghĩ gì hết, em không cần biết cái gì hết, cầm cái grip lên, đọc grip đó vào một lần thuộc đúng không, hiểu nội dung đúng không, bóc máy lên nói đúng grip đó thôi, không cần phải lo lắng gì hết, nói một cách tự tin dẫn nhanh nhất. Và các anh biết gì không ạ? Đó là một bạn nam các anh chị, không biết ở đây có sang không ta, Hùng á. Cái bạn đó là cái bạn mà một cái bạn nam mà ngay đầu tiên bạn gọi là tống, bạn chốt một cái đơn 4,5 triệu, bạn không ngày đầu tiên không ạ, chúng ta chưa bao giờ tay lên xe, chưa làm gì hết. Và đó chính là cái minh chứng cho cái việc là gì ạ? Mình hiểu rất là rõ rằng với một anh chị mới á, cái sự tự tin rất là quan trọng. Nhưng nếu như các anh chị không có một cái nội dung các anh chị đủ tốt, mà các anh chị không biết mình nói cái gì á, thì cái tâm thái của các anh chị là sao? Mình nói cái gì đây ta? Các anh chị vừa nói, các anh chị vừa suy nghĩ ra là mình nói cái gì, mình nói có đúng hay không, mình nói có hay hay không, mình nói có hiểu hay không. Và các anh chị sẽ xa đà vào cái việc là mình lo lắng đến cuộc gọi đó nhiều hơn là các anh chị tự tin với cuộc gọi đó. Và chắc chắn một điều rằng nếu như các anh chị không có một cái nội dung tốt, các anh chị sẽ không bao giờ tự tin được, và các anh chị không bao giờ có một ngữ điệu tốt. Cho nên việc đầu tiên là sao ạ? Với những anh chị mới, mình có một điều rằng rất cần thiết và không thể nào không có là gì ạ? Các chị cần phải có một grip, một cái nội dung mà khi các chị bóc lên, các chị biết là mình nói cái gì với họ các anh chị, đúng không ạ? Các chị phải biết là mình nói cái gì với họ, và các chị theo thời gian, ví dụ như thông thường á, thời gian đầu các chị rất là mệt với cái grip, tại vì các chị thấy rằng là bóc lên cái người này họ không có giống với cái grip các anh chị. Có bao nhiêu anh chị mình có cái cảm giác này các anh chị? Các chị có bao nhiêu anh chị mình có cảm giác rằng là khi mình bóc lên á, cái khách hàng không có giống với cái grip để mình nói chuyện, cho nên là mình nói chuyện một thời gian sau mình quăng cái grip luôn, mình nói theo ý của mình, tại vì khách hàng người ta đi đâu không ấy, nó không đúng cái grip, đúng không ạ? Nhưng mà chắc chắn là như vậy luôn. Mình nói với các chị rằng là chắc chắn mọi người sẽ có một cái cảm giác rằng là mọi người bóc máy lên, mọi người thấy là cái grip không xài được. Mọi người không xài cái grip đó được, tại mọi người thấy là ủa, khách hàng người ta không đúng cái grip. Nhưng mà các chị biết gì không ạ? Tại vì các chị chưa có quen thôi. Các chị chưa có quen, và các chị đang cái tâm thái là gì ạ? Các chị sợ khách hàng, và khách hàng nói cái gì các chị chạy theo khách hàng luôn. Trong khi các chị quên là các chị cần phải nói cái gì, khách hàng nói cái gì kể khách hàng. Mình nói là mình nói theo grip của mình các anh chị, và mình cần cái không, thời gian đầu tiên là các chị sẽ chưa có quen, và các anh chị chưa có một cái sự bình tĩnh trong cuộc gọi. Nhưng mà cái điều các anh chị nhớ điều là các anh chị phải cần có một grip, và các anh chị phải thực hành cái grip đó. Và nếu như cái grip đó chưa tốt thì các anh chị phải cải thiện cái grip đó lên, chứ không phải các chị quăng grip lên đây rồi nha. Và các anh chị cần phải có cái nội dung đủ tốt, và các anh chị luyện tập cái grip theo thời gian thì sao? Sau này các anh chị sẽ có một cái phản xạ tự nhiên luôn, bốc máy lên nói đúng cái câu đó, ngữ điệu đúng như vậy, và các anh chị nói là 100 cuộc gọi các anh chị gọi 100 cuộc gọi giống nhau, và cái xác suất và cái năng suất của các anh chị nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Thay vì á các anh chị không có nội dung đúng không, các anh chị cứ này đấy, ngày hôm nay các chị nói cái này, ngày mai các chị nói cái khác, ngày hôm kia các chị nói cái kia, thì sao mỗi ngày các anh chị như là một người mới bắt đầu luôn á. Các anh chị đồng ý với mình không ạ? Nếu như mà cái grip là một cái rất quan trọng để các anh chị có nên ngữ điệu, mà các chị không luyện tập theo thời gian, các chị không nâng cấp. Người ta nói là không quan trọng các anh chị đánh bao nhiêu cú, mà người ta nói là cái câu của Lý Tư Long đó các anh chị, không sợ là các bạn có 100 chiêu đúng không ạ? Không sợ là các bạn đánh 100 lần với 100 chiêu, mà chỉ sợ là các bạn đánh 100 lần với một chiêu duy nhất thôi. Cho nên là mình sẽ cần sự luyện tập, mình cần sự quen thuộc, mình cần sự cải tiến trong cái nội dung của mình.
cái cải tiến trong cái ngữ điệu của mình đó các chị. Nhưng mà với điều kiện là sao, các chị phải tự tin với cái nội dung đó thì các chị mới cải thiện được cái ngữ điệu. Nhưng cái nội dung mỗi ngày các chị một khác thì sao, các chị làm sau 3 tháng á thì các chị như là cái người mới bắt đầu luôn. Các chị thấy đồng ý với mình không ạ? Điều này hợp lý không mọi người? Nếu như mà các chị mỗi ngày các chị nói một cái script á thì sau 3 tháng á các chị như một người mới bắt đầu, tại vì các chị bắt lên các chị nói loạn xạ luôn á, các chị không có một cái ngữ điệu chuẩn á. Cái câu bắt đầu nói cái gì, cái phần khảo sát thông tin nói cái gì, cái phần mà chúng ta nói về cái chốt xe chúng ta nói cái gì, các chị cần phải biết từng phần mình làm cái gì và mình luyện tập nó. Các chị mình hiểu rõ từng phần mình làm gì, mình luyện tập nó, chứ không phải là mình làm một cách quán tính. Các chị mình làm một cách là mình nói một cách nó phản xạ tự nhiên á, thì nó sẽ không giúp các chị nâng cao cái level của mình theo thời gian được, và nó sẽ rất lãng phí. Cho nên ngay từ đầu nó cực một chút xíu, nhưng các chị phải có một cái hướng đi đúng và mình có một cái phương pháp đúng đó chị. Người ta nói á, thất bại có lý do và thành công là có phương pháp. Cho nên thành công mà không có phương pháp, mình phải làm việc có phương pháp, mọi người nhớ nha. Cho nên các chị cần phải có grip. Và cái thời gian đầu tiên, nếu các chị không có grip thì các chị phải có một grip. Nếu như grip đã chưa hay thì các chị phải hoàn thiện nó mà làm grip nó hay hơn, chứ không phải là mình quăng grip đó đi các chị. Thời gian đầu tiên mình nghĩ là nó sẽ khó xài này, nó không có quen, nhưng sau lâu dần các chị phải biết được là mình cần phải có một grip để mình dựa vào grip đó mình nói. Thì sao bây giờ mình sẽ hướng dẫn các chị một cái sườn nha. Cái là một cái sườn là các chị hiểu tổng quan một cái grip trước, và sau đó mình sẽ có một grip mà demo để các chị hiểu được cái grip mà theo cái grip mà theo một cái lý thuyết một xíu được mọi người. Thì cái grip này á, tại vì mình không muốn là lấy một cái grip mà của một cái cá nhân nào đó, tại vì mỗi anh chị sẽ có một cái văn phong, mỗi anh chị sẽ có một cái ý tưởng khác nhau, mỗi anh chị sẽ có một cái cách mình triển khai khác nhau, cho nên mình không muốn lấy một cái grip mẫu của một ai đó để mà cho các chị nói đúng như vậy, mà mình hy vọng là các chị sẽ hiểu được cái nền tảng của nó để các chị có thể là tự hiểu ra và mình có thể có thêm nhiều ý tưởng, có nhiều cái ý hay hơn, và mình sẽ dùng cái grip của những anh chị khác để mình tham khảo, mình đối chiếu. Và nếu như một cái grip nào đó tốt á, thì các chị biết là nó tốt ở chỗ nào, đúng không? Đúng không? Giống như nghe bây giờ nếu như các chị có một cái nền tảng á, thì khi các chị nghe bất kỳ một cuộc gọi nào đó, các chị sẽ biết rằng à cái cuộc gọi này hay là cái phần nào, cái chỗ nào chưa hay, và các chị học là các chị bỏ qua cái phần nào. Chứ không á, mình nghe các chị biết là nó hay rồi, nhưng các chị không biết mình phải ứng dụng như nào hết. Mọi người đồng ý không ạ? Các chị sẽ cần một cái nền tảng, các chị sẽ cần một cái nền tảng, đúng không ạ? Một cái công thức. Mà ví dụ á, các chị ví dụ mình có ngày xưa mình làm văn, đúng không ạ? Thân bài, mở bài, cách bài, yêu cầu của mọi bài là gì, giới thiệu cho người ta biết mình viết là cái gì. Thân bài là mình giúp người ta hiểu về cái đối tượng đó, kết bài là mình nói về cảm nhận, cảm xúc của mình gì đó, thì tùy loại văn tự sự miêu tả hay là biểu cảm, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta phải biết cái công thức. Rồi sau khi chúng ta đi nghe một cái gì đó, chúng ta đi nghe cuộc gọi này kia, chúng ta nghe người này nghe người kia, thì chúng ta sẽ biết là chúng ta lấy cái phần nào, bỏ vào cái phần nào của mình, cải thiện cái này chỗ nào, mình học được cái này thêm cái chỗ nào, người kia cái chỗ nào, và mình biết cách, mình có phương pháp đó các anh chị. Còn nếu không á, các anh chị mình gọi điện một thời gian xong, các anh chị không phát triển được cái cuộc gọi của mình, đúng không ạ? Các anh chị sẽ không phát triển được cuộc gọi của mình nếu như các anh chị không hiểu rõ, hiểu sâu vào cái nền tảng của cái cuộc gọi cũng như là cái nguyên tắc của sale, đúng không mọi người? Nên là bây giờ là mình sẽ đi vào cái nền gọi là một cái cấu trúc một cái cuộc gọi sale để mọi người hiểu nó rõ nha, và mọi người có thể ứng dụng trong mọi cái lĩnh vực luôn. Dù các anh chị là chốt OBB hay là các anh chị gọi để họ để chốt chuyển tiền ký quỹ, chuyển tiền cung phu, hay các chị chốt họ để mời họ tham gia chương trình 5 giờ sáng, hay là các chị làm bất cứ cái gì các chị. Các chị muốn bóc máy lên và các chị muốn chốt một cái gì đó thì đều dùng cái công thức này hết, được không mọi người? Cho nên nó rất là lợi hại. Và sau đó mình sẽ có một grip mà minh họa cho các chị, và mình phân tích cái grip đó để các chị hiểu rằng là một grip đảm bảo chất lượng, một grip mà các tỷ lệ mời hiện tỷ lệ cao thì sẽ như thế nào, được không mọi người? À đúng rồi, mình sẽ cần có một cái mà các chị muốn nói và là cái suy nghĩ của mình các chị. Mình không thể nói cái lời của người khác được, nó sẽ giống như con vẹt á. Mình sẽ hiểu xong mình triển khai nó ra, mình nói với cái niềm yêu thích, mình nói với cái sự say mê và mình nói với cái ý tưởng của mình thì nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều nha. Cho nên mình sẽ không có bê y nguyên của một cái người khác và mình đọc theo cái đó các chị. Mình nên ngồi xuống 30 phút thôi, mình nói thật sự các chị không mất nhiều thời gian đâu, nhưng mà sao ạ? Mình nên viết lại bằng cái suy nghĩ của mình, bằng cái ý tưởng của mình, bằng cái điều mà mình muốn nói các chị, và với theo cách hiểu của mình, và theo thời gian thì các chị mới cải thiện được trên cái năng lực của mình. Còn nếu như các chị làm của người khác thì các chị đang bay mượn của họ thôi, đúng không ạ? Cho nên các chị muốn là của mình thì các chị bay mượn. Thì cái grip này, cái cách mà các chị cải thiện cái cuộc gọi, cái năng lực của mình, cái độ hiểu của mình về sale á, mình nói với các chị rằng đơn giản là một cái cuộc gọi OBB thôi, nhưng mà nếu như các chị hoàn thiện được á, mai mốt các chị bán mỹ phẩm này, các chị bán mỹ phẩm đúng không ạ? Các chị sale đúng không ạ? Không chỉ là tuyển dụng của chị mà các chị ứng dụng trong sale bất kỳ một cái gì luôn, đúng không ạ? Cho nên ngày hôm nay các chị hết sức chỉnh chu, hết sức đầu tư, hết sức nghiêm túc trong cái cách mình sale để các chị biết phương pháp mình cải thiện từng ngày từng ngày, thì chắc chắn một điều rằng các chị sẽ tốt hơn và các chị giỏi hơn từng ngày, đúng không ạ? Còn không á, đôi khi các chị làm hoài á, làm vài tháng xong các chị thấy là sao mình không làm được ta, nhưng mà các chị làm không có đúng cách cho nên mình không làm được đó, được không mọi người? Cho nên cái chỗ này mình sẽ bắt đầu từ từ thôi, nhưng các chị phải chịu khó nha, nó sẽ không có cái nên các chị làm quen từ mình sẽ ok hơn,
Rồi, bây giờ mình sẽ nói về cái clip chuẩn đây nha. Mình sẽ share cái màn hình ở đây, mọi người sẽ dễ xem hơn. Bây giờ thì mình sẽ... Nói chung cái này mình cũng sàng lọc lại rồi mọi người, chứ không phải là mình sẽ... Cái này nó không phải là một cái quá đầy đủ đâu. Nó chỉ là những cái cơ bản nhất và những cái cần nhất trong thời gian đầu cho mọi người thôi nha. Chứ nó không phải là... Nếu mà cái bài làm thẳng nó tới 10 cái video lận các anh chị. Cho nên mình sẽ không... Mình sẽ lọc lại một xíu theo cái kinh nghiệm của mình là thời gian đầu tiên á. Từ từ từng level các anh chị ha. Thời gian đầu tiên các anh chị sẽ cần cái mức cơ bản nhất thôi, các anh chị có thể làm rất là dễ dàng. Nếu các anh chị làm, sau các anh chị làm được, các anh chị nâng nâng dần cái độ khó lên. Còn ngày hôm nay mà nếu mà mình nói với các chị hết thì bản thân các anh chị tẩu hỏa mặt mà các anh chị rối bời, các anh chị không biết làm gì hết. Ok mà. Cho nên các anh chị hiểu rằng đây là một cái grip mà mình đã có một cái sự sàng lọc, mình đã điều chỉnh lại để các anh chị mình dễ ứng dụng nhất rồi nha. Chứ nó không phải là tất cả. Mọi người tiếp tục mình nâng cấp thêm ha. Rồi mình sẽ có những cái buổi mình nâng cao hơn với những cái những anh chị nào mình đã có kỹ năng tốt hơn và mình tiếp tục nâng cao tốt hơn, thì mình sẽ có những cái cấu trúc của anh chị, mình sẽ có những cái cách mà các anh chị cải thiện nhiều hơn. Rồi ok mọi người nha, đây là cái clip mình sẽ share cái màn hình cho mọi người. Mình sẽ rồi ok mọi người nhìn thấy được không ạ? Mọi người nhìn thấy được cái màn hình không? Đây là một cái clip mà mình soạn bằng cái file, một cái file mà giống như là mình soạn ra kia để mình chia sẻ với mọi người để mình nắm ý chính đó. Và nó cũng là một cái mà các anh chị có thể tham khảo ha. Nếu các anh chị cần thì mình sẽ share cho mọi người để mọi người có một cái sườn chính. Thì nó đơn giản như vậy thôi mọi người. Bây giờ mình sẽ nói kỹ hơn nha, để mọi người có thể là mình coi được làm. Mọi người coi được không ạ? Mọi người nhìn thấy được màn hình không cả nhà? Có hơi nhỏ không ạ? Nếu mà mọi người có nhỏ không ta? Mình không biết mọi người có bị nhỏ không? Mình sẽ phóng nó bự hơn ha. To xíu đi. Cũng thấy nhưng mà hơi nhỏ chứ to xíu không được. Cái chị kéo hai ngón tay ra là nó lớn không? Rồi được rồi đó chị, được rõ rồi đó. Ok luôn, rõ luôn rồi đó. Rồi ok, ở đây mình sẽ có 5 phần các anh chị với một cuộc gọi nha. Đây là mình đang hướng dẫn, mọi người nhớ là mình đang hướng dẫn cái clip gọi nha các anh chị. Cái clip gọi mà gọi MOBB nha. Gọi MOBB nha mọi người. Nếu như các anh chị gọi mà bình thường á thì cái trong cái cuộc gọi các anh chị á nó sẽ nhẹ lắm. Đúng không ạ? Nó sẽ không có cái độ sát thương và là không có cái độ thuyết phục và không có sức ảnh hưởng với người đó nhiều các anh chị. Đúng không ạ? Thì đây là một cái cấu trúc mà các anh chị có thể giúp một người nào đó họ đôi khi các anh chị khách hàng của mình đã có một cái, người ta có một cái hay như này các anh chị, không phải nó, mình xin lỗi, khách hàng của mình có một cái hay như này là người ta đôi khi á người ta không biết cái điều người ta muốn các anh chị, đúng không ạ? Đôi khi khách hàng của mình á họ muốn nhưng mà họ không có rõ nét, và đôi khi mình chính là cái người mà có thể giúp họ đưa ra quyết định mọi người, đúng không ạ? Giúp họ đưa ra cái quyết định và giúp họ hiểu được cái điều họ đang cần, và chúng ta phải là cái người đẩy họ lên cái quay về cái điều họ muốn các anh chị, đúng không ạ? Cho nên là đôi khi trong cuộc sống á mình sẽ bị xóa nhòa, đúng không, mình sẽ bị lu mờ và mình phải bị ảnh hưởng bởi những rất là nhiều thứ, và đôi khi cái mong muốn của mình á nó sẽ không có rõ nét, và nếu như các anh chị lướt qua họ thôi á thì không có gì xảy ra hết, nhưng các anh chị phải đào sâu vào mình lấy được cái điều mà họ mong muốn thật sự, mình khát khao, mình đẩy lên các anh chị thì mình mới hiệu quả và cái tỷ lệ mới cao được nha. Chứ còn nếu mà mình làm việc nhẹ nhàng, mình không có công thức á thì nó rất là khó để các anh chị có thể là mình có cái tỷ lệ cao. Cái đây là một cái yêu cầu mà có thể nói là các anh chị hướng tới nha. Mình muốn nói đây là một cái nội dung mà các anh chị hướng tới để mình đạt được cái điều này, chứ không phải là các anh chị phải ngày 1, ngày 2 mình làm được liền nha mọi người. Nên ở đây là mọi người không làm được thì mọi người cứ bình thường, cứ từ từ ha. Mình cứ luyện tập thôi, nhưng mà đây là một cái trip mà mình hướng dẫn để các anh chị định hình được là chúng ta cần làm gì mọi người. Đúng không? Mọi người nhất trí với mấy cái điều này nha. Mọi người nhất trí nha. Là chúng ta định hình được rằng chúng ta sẽ làm như thế nào và chúng ta hướng tới cái việc đó mọi người. Ok ạ? Rồi, chúng ta sẽ có 5 phần mọi người. Thường thường là các anh chị mình làm thường thường là 4 phần thôi. Thường thường là các anh chị sẽ làm cái phần thứ 4 là phần chốt. Ok, người ta tham gia không ok thì thôi. Nhưng mà theo nguyên tắc của bán này thì các anh chị cần có một phần nữa là phần vòng lọc, là cái phần xử lý từ chối của các anh chị. Đúng không ạ? Chúng ta phải xử lý tới mức nào chúng ta xác định được là cái người này thực sự người ta không có nhu cầu thật thì các anh chị mới buông. Chứ còn không, thật ra là khi cái người đó người ta vẫn không phải là cái người mà các anh chị vẫn là cái người các anh chị vẫn có thể làm việc được bình thường nha. Người ta nói là có một cái tỷ lệ về sale á, có một tỷ lệ về sale đó mới share cho mọi người ha. Ở đây thì thôi không có thời gian mình nói cái này luôn nha, để mọi người có thể nắm cái này cũng trễ rồi. Mọi người có mệt không? Bây giờ hiện tại là có một vài anh chị mình hiện tại là còn 80 đúng không? Gym của mình các anh chị mình rất là kiên cường, rất là chăm học đúng không? Hiện tại lúc nãy mình thấy có khoảng 90, hiện tại là có khoảng 80 thì đã có 10 anh chị mình bỏ cuộc rồi. Có 10 anh chị là mình đã rớt khỏi rời khỏi khán đài rồi, gọi là chị gì ta, rời khỏi gì ta, nhưng mà cả 10 anh chị đã bay ao dung rồi, còn 80 anh chị thật sự đây là một cái rồi mình sẽ nói kỹ về cái script nha mọi người. Chúng ta sẽ có 5 phần.
Và đầu tiên là chào, vì này đơn giản đúng không ạ? Đầu tiên chúng ta là chào này, bắt đầu cuộc gọi thì chúng ta sẽ chào. Nhưng các anh chị nhớ một điều rằng cái câu chào của các anh chị á, nếu như các anh chị muốn cái tỷ lệ của mình là bao nhiêu phần trăm thì cái câu chào của các anh chị, giống như mình nói là cái câu chào là cái bước chân đầu tiên, cái cánh cửa đầu tiên mình bước qua, mà mình bước còn không ok nữa thì những cái phần sau nó là vô nghĩa các anh chị. Cho nên là cái phần này này với cái câu chào này mọi người lưu ý nha. Mọi người lưu ý với cái câu chào này, tắt cái này. Mọi người lưu ý cái câu chào á, thứ nhất mình có lưu ý như này này, trong cái clip của các anh chị á, mình nhớ là dù cần chào cái gì cũng được thì mình nhớ là càng ngắn gọn càng tốt. Tuyệt đối đừng để lặp từ, được không các chị? Và đúng ngữ điệu. Mọi người nhớ nha. Khi mà các anh chị viết ra cái câu chào của mình xong á, thì các anh chị sẽ đọc lại và các anh chị sẽ coi rằng là cái câu chào này nó có bị lặp từ nào hay không. Tuyệt đối đừng có để lặp từ và đừng có để nó dài quá các anh chị, ngắn ngắn thôi. Nó đúng ý, đủ ý và nó càng ngắn càng tốt, mọi người nhớ nha. Càng ngắn càng tốt, không lặp từ. Được mọi người. Alo, chị Hải đó không? À, đúng không chị? Chị Hải đúng không chị? Có phải chị Hải đó không chị? Mọi người thấy dài không ạ? Chị Hải đúng không chị? Mọi người thấy ngắn không ạ? Và cái người nghe các anh chị, cái người đối phương của mình, họ muốn ngắn gọn, đơn giản, họ không muốn nói dài dòng các anh chị. Ok mà, cái người nghe, biết chừng các chị hiểu cái cảm giác đúng không ạ? Mình nghe điện thoại qua mà nói dài mình mệt lắm mà mình biết được cái người này rất là cùi bắp luôn á. Đúng không ạ? Nói chuyện nói chung là lề mề này, mất thời gian này. Cái tâm thái nếu như mình là một cái người lạ nói chuyện với họ mà chúng ta nói cái tác phong của mình không ngắn gọn, không xúc tích á, thì họ sẽ có cảm giác họ bị mất thời gian với mình nữa các anh chị. Cho nên cái người đó họ sẽ bị mất đi cái ấn tượng của mình và họ các anh chị sẽ bị mất điểm với cái người đó. Cho nên cái câu chào thôi mà các anh chị biết là nếu như các anh chị mình đầu tư á, các anh chị sẽ trau chuốt nó ngắn gọn, xúc tích và sao ngữ điệu đúng. Bây giờ mình sẽ nói về cái ngữ điệu nha. Dạ, các anh chị nhớ rằng á, là cái mọi người đồng ý với mình không ạ? Cái câu chào á, các anh chị phải dài cho nó ngắn gọn lên nha. Nếu mà mọi người làm dài dòng á, cái người đó người ta không muốn nói chuyện với các anh chị đâu. Cho nên cái phần sau họ nói vậy thôi, nhưng mà họ nói cho xong á, chứ họ không muốn nói chuyện với mình, tại vì họ cảm giác cái người này không có chuyên nghiệp á, đúng không mọi người? Cho nên là các anh nhớ nha, luyện tập cái câu này. Đôi khi các anh chị phải luyện tập nó vài chục lần. Ví dụ tối các anh chị, đôi khi các anh chị phải chọn một cái chỗ đó không có ai, các anh chị luyện tập. Ví dụ là alo, các chị phải là chị Hoa đó hay không? Các anh chị luyện tập nó các anh chị. Nếu như các anh chị phải gọi 10 cuộc gọi, thì thay vì các anh chị gọi thì các anh chị nói một mình cũng là 10 lần các anh chị nói vậy đó, đúng không? Nếu như các chị nói một mình, các chị nói 20-30 lần cũng được, 100 lần cũng được. Nếu như các chị có thể nói được thì các chị tập nói. Ví dụ các chị đi xe đâu thì nói là alo, alo, có phải là anh Loan hay không? Ok, có phải anh em đó hay không? Cái nụ điệu của mình phải chắc, tự tin, ngắn gọn, xúc tích và mình nói không bị vấp các anh chị. Cho nên các chị luyện được, nên là mình nói một lần mình không luyện được thì mình nói 10 lần, nói 50 lần, nói 100 lần thì kiểu gì các chị cũng sẽ nói tốt. Mình nói nhiều thì mình sẽ nói tốt các anh chị. Đó là cái bí quyết đơn giản thôi chứ không có gì ghê gớm hết. Ok không ạ? Và ngữ điệu đúng là sao? Các chị nhớ rằng cái ngữ điệu của mình nó phải hết sức năng lượng các anh chị, nhiệt tình. Mình không có nói với cái giọng mình đói bụng các anh chị. Mình nhớ nha, mọi người đừng có nói với cái giọng đói bụng nha. Tại vì mọi người, mình phải truyền được năng lượng, truyền được cái sự hứng khởi, truyền được cái sự hào hứng, truyền được cái năng lượng. Và mình có cảm thấy là chị ơi, trời ơi, rất là vui được gặp chị. Em nói là em cái này hay lắm luôn á. Ví dụ như chị bước các chị bước vào một cái cửa hàng đúng không ạ? Các chị mua một cái cửa hàng và nếu có nhiều người mình là trời ơi chị hên quá, mới có cái lô hàng này về đẹp lắm luôn đó chị, là sao các chị muốn vô không ạ? Các chị thấy khác nhau không ạ? Trời ơi em nói chị ơi, mới về một cái lô hàng này đẹp lắm luôn á, chị vô đây đi. Trời ơi là chị vô liền luôn á. Mọi người có muốn vô không ạ? Nhưng nếu các chị gặp một cái đứa nhân viên á mà nó ngồi mà nó không nói cái gì, nó đang buồn thiêu luôn, các chị muốn đi về luôn á, mình không có hàng hóa đúng không ạ? Cho nên khi mà các chị, đó là cái sự khác nhau á mọi người. Cho nên mọi người muốn cái cuộc gọi chất lượng, một cái cuộc gọi hiệu quả thì nó sẽ thay đổi ở những cái chỗ rất là nhỏ. Cái năng lượng của mình luyện các anh chị, mình sẽ luyện nha. Nhưng mà chỉ cần các chị thay đổi một chút xíu thôi, cái chất lượng cuộc gọi và cái cách người ta đối xử với mình nó khác liền rồi mọi người. Các anh chị hãy nhớ rằng các anh chị hãy khác biệt với hàng trăm những người telesale ngoài kia. Mình nói thiệt là nếu mà mình bóc nó lên một cái là alo, cho em hỏi có phải là chị My đó không ạ? Mình sẽ không nghe máy được các anh chị, mình cúp máy luôn. Hay là ok chị xin lỗi nha, chị bận rồi xong mình cúp luôn. Thật sự mình cũng làm telesale nhưng mà mình cũng biết là mình cái công việc là phải như vậy, nhưng mà thật sự mình rất là chán khi phải nghe những cái câu như vậy mọi người. Mọi người có chán không ạ? Nếu mà cứ bóc máy lên mà mình nghe những cái câu giống nhau của hàng ngàn các bạn xem, mình sẽ là người khác biệt, cái ngắn gọn, xúc tích, năng lượng lên thì họ sẽ ấn tượng với các chị. Dù họ không biết các chị làm gì nhưng họ thích nghe các chị nói cái đã. Được không mọi người? Cho nên cái câu chào là cái cánh cửa đầu tiên mà các chị hết sức chăm chút, hết sức tỉ mỉ. Và cái này các chị làm được đúng không ạ? Mọi người làm được, mọi người comment xuống đi các anh chị. Mọi người tự tin cái này mình làm được không ạ? Cái câu chào là cái cánh cửa đầu tiên, họ sẽ thích nghe các chị hay không, họ có muốn nghe các chị hay không. Và đó sẽ là cái bước đệm tiếp theo để họ các chị bước vào tiếp theo. Cái phần thứ hai ấy, cái phần các chị biết gì không ạ? Cái phần các chị khai thác thông tin của họ, cái phần mà các chị hỏi họ này, nhưng mà họ không muốn nói chuyện với các chị thì sao các chị hỏi được? Các chị hỏi họ, họ trả lời như cái có là họ không muốn tương tác với các chị thì cái phần thứ hai nó fail đúng không ạ? Thì để cái phần thứ hai mà nó hiệu quả các anh chị,
Để cái phần thứ hai mà các chị hỏi họ trả lời vui vẻ, một cách thân mật, một cách cởi mở, mình kết nối được, thì cái câu chào chính là cái chìa khóa của cái phần thứ hai, mọi người hiểu không ạ? Nếu như cái câu chào mọi người hay, mọi người tốt thì người ta sẽ thích các anh chị, họ ấn tượng với các chị và họ muốn nói chuyện với các anh chị, họ muốn chào chuyện với các chị và họ tôn trọng các anh chị, cho nên cái phần thứ hai nó sẽ vô cùng hiệu quả. Còn nếu như cái câu chào của anh chị nó chán phèo luôn á, thì cái phần thứ hai họ sẽ không muốn nói chuyện với các anh chị đâu. Đúng không mọi người? Mọi người nhất trí với chỗ này không? Mọi người thấy đúng không ạ? Nếu mọi người đúng mọi người comment nha, mình nhất trí. Cho nên cái câu chào các anh chị biết là nó không phải là đơn giản đâu mọi người, mọi người làm đúng một cái nó sẽ ra hiệu quả liền, hứng khởi lên nha, ok không ạ? Đúng rồi. Đúng rồi, mình sẽ luyện tập được mọi người. Ví dụ các chị đi xe này, mình luyện cái ngữ điệu của anh chị này, chắc, ngắn gọn, năng lượng, tích cực lên. Ok, các bạn anh em đó không anh? Alo anh em ơi, cái năng lượng của mình nó phải có. Các chị nhớ tập giọng bụng đúng không? Những cái kỹ năng các chị có thể lên. Mình nói giọng bụng, cái giọng mình nó lực, nó chắc, nó có năng lượng và các chị ảnh hưởng họ. Câu nói các chị biết ra, biết ra giải đúng không? Các chị đọc 100 lần rồi, mình nói là các chị đọc 100 lần. Các chị ngủ mơ, các chị cũng nói câu đó luôn đó. Đôi khi ngày xưa mình có những cái bạn nhân viên các anh chị mà các bạn các clip xe đúng không? Thì bạn là từ nhân viên, sau đó bạn ra đạo lý thì bạn cứ làm alo chị ơi em làm ái đến được Korea Hàn Quốc là chị, và bạn nói cái câu đó tới mức mà bạn bóc cái data tuyển dụng lên bạn cũng nói cái câu đó luôn các anh chị. Thế là các anh chị hãy có một cái câu mà các anh chị nói 1000 lần nó cũng giống 1000 lần, và đó là một cái năng lực. Cái nhờ các anh chị nói càng nhiều thì nó sẽ càng cải thiện đó mọi người, đúng không? Các anh chị nói đúng một câu đó và nhớ là mình nói đúng cái câu đó, đúng cái câu đó, đúng cái khúc này, ngưng chỗ này, nói chỗ này, nghỉ chỗ này, thì các anh chị luyện như vậy là các anh chị rất là siêu nhân luôn. Sau này mình sẽ không gặp tình trạng là mình vui buồn thất thường các chị, mình vui cái mình nói đúng, mình buồn cái mình nói sai, nhưng mình nói alo anh em ơi, dừng 3 giây người ta trả lời, à ok em thấy anh có để lại thông tin á, mình nhấn chỗ nào, mình nhé chỗ nào, mình nói cái nào, các chị hãy chăm chút nó từng chút luôn, thì các chị sẽ có một câu quả rất là hiệu quả, ok các chị. Nhưng mà các chị mình nhớ là mình cứ luyện tập theo thời gian nha, chứ không phải là đùng một cái mình làm được liền, cho nên các chị mình cứ yên tâm rằng mình muốn nhấn mạnh là hôm nay là cái đích đến mọi người, mình chia sẻ để các chị hiểu rằng là mình cần làm cái gì, chứ không phải là mình ngày làm một cái làm liền được, cho nên mọi người đừng có sợ nha, mình cứ bắt đầu mình làm một cách mạnh liền các anh chị sẽ đạt được. Rồi ok, ở đây là cái câu chào mọi người nhớ nha, cái câu chào ở đây là mình nói chút xíu mà các clip đi các anh chị, chút xíu là các clip ha, mình sẽ minh họa cái clip để các anh chị mình hiểu được là cái phần mình sẽ trao đổi về cái phần này, sau đó các anh chị sẽ có một clip để các anh chị hiểu rằng rồi cái câu chào nha mọi người nhớ, cái câu chào là cái cánh cửa đầu tiên quyết định cái sự hiệu quả của cái phần tiếp theo mà các chị sẽ trao đổi với họ. Và cái phần thứ hai mình nói với các chị là nó không thể nào các chị làm phần này không hiệu quả là chắc chắn các chị fail luôn với cái đối tác đó từ đó về sau luôn các chị, chứ không phải là chỉ là OBB. Cái phần khai thác thông tin mình nói với chị đây là một cái điều rất quan trọng với khách hàng, là sao các chị sẽ còn có được những thông tin về cái người đó các chị. Các chị phải hiểu về cái đối tác của mình, các chị biết họ đang cần gì, họ đang nằm trong cái trường hợp nào, họ giống như là các chị muốn mà bán mỹ phẩm á, thì các chị phải biết tình trạng da để các chị còn biết chọn mỹ phẩm nào phù hợp với mọi người. Các chị phải chọn đúng sản phẩm thì mới giải được quyết được đúng cái vấn đề của họ. Còn nếu như các chị không biết được da của họ như thế nào á, thì các chị làm sao để chọn mỹ phẩm cho họ? Và nếu như các chị chọn không đúng thì chắc chắn là da không có cải thiện, và chắc chắn là sẽ không đồng ý mua. Mọi người đồng ý với mình không ạ? Cho nên là nếu như các chị muốn cho người đối tác của mình biết cái họ đang cần, tại vì sao mọi người, kinh doanh của mình là một thôi, nhưng mà mỗi người họ sẽ có một cái cần khác nhau, các chị họ có công việc khác nhau, họ có cái môi trường khác nhau, họ có kiến thức khác nhau, họ có cái góc nhìn nhận khác nhau, họ có tính cách khác nhau, rất nhiều cái khác nhau các chị. Cho nên sao, các chị cần hiểu về cái người đối tác của mình càng rõ nét, càng chi tiết thì các chị sẽ cho cái đúng cái họ cần mọi người. Và cái phần khai thác thông tin chính là cái chỗ mà các chị sẽ biết được rằng là họ cần cái gì để các chị cho cái gì, chứ không phải là ai mình cũng cho giống nhau các chị. Và cái độ sát thương nó nằm ở cái chỗ này đúng mọi người. À đúng ạ. Và sau này khi mà cái phần tiếp theo là từ OBB này, sau khi họ tham gia OBB, làm sao để họ chốt cái cung phu này, làm sao từ cung phu chốt lại đến đấy này, tất cả đều nằm ở cái phần khai thác thông tin. Các chị phải hiểu về cái người đó các anh chị. Thì mình có những cái thông tin gì? Cái phần thứ nhất là các chị phải nắm được những cái thông tin liên quan đến khách hàng đó. Mọi người nhớ nha, anh kinh doanh online chưa? Chưa hay rồi? Đã kinh doanh online rồi thì anh chạy quảng cáo hay là anh bán qua online, anh bán qua Facebook cá nhân? Đúng không? Nếu như chạy quảng cáo thì anh chạy có hiệu quả hay không? Anh bán mặt hàng gì? Anh kinh doanh bao lâu rồi? Anh còn kinh doanh hay không? Đúng mọi người? Bây giờ tình hình sao rồi? Anh hồi đó anh gặp khó khăn gì? Nếu đang kinh doanh thì đang gặp khó khăn gì? Nếu cứ ngừng kinh doanh rồi thì hồi đó có thua lỗ nhiều hay không? Rồi sao rồi? Bây giờ làm gì? Công việc gì? Đúng mọi người? Rồi bây giờ mong muốn ra sao? Anh muốn tìm hiểu thêm thôi. Bây giờ làm chưa? Hay là anh muốn tìm hiểu? Hay là anh tìm hiểu để mà mai mốt làm? Đúng mọi người? Đã kinh doanh online rồi, không chạy quảng cáo nhưng bán trên Facebook cá nhân thì bán mặt hàng gì, bán bao lâu rồi, bán có hiệu quả hay không? Chắc chắn không hiệu quả rồi đó. Bán được bao nhiêu, bán được nhiều hay không? Bán cái cách mà các anh chị mình sẽ nói chuyện ha. Rất nhiều điều mà các anh chị cần biết về cái người đó, họ đang làm công việc gì,
Họ đang nhưng mà họ có đang làm công việc gì? Họ chưa bán hàng online đúng không? Họ đang làm công việc gì? Nhưng mà họ chưa kinh doanh online như vậy thì họ đã bao giờ buôn bán cái gì chưa? Nếu một người họ có buôn bán thì ok, đánh giá họ là người có kinh nghiệm về buôn bán. Một người họ chưa có kinh nghiệm buôn bán thì họ chưa có kinh nghiệm buôn bán, họ đang làm văn phòng, họ chưa bao giờ kinh doanh gì hết, đúng không các anh chị? Rồi họ đang làm công việc gì, công việc của họ có tốt hay không, tại sao họ muốn tìm thêm cái kinh doanh, họ đang muốn nghỉ công việc cũ hay là họ đang muốn làm thêm, công việc của họ vẫn tốt hay là công việc họ đang gặp trục trặc và họ muốn nghỉ việc, đúng không mọi người? Cái điều đó là các chị phải tìm hiểu rất là sâu vào cái người đối tác của mình. Và cái cách mình lưu ý các chị ha, với cái cách mà khai thác thông tin này, các chị sẽ có một cái sự lưu ý là gì ạ? Cái câu hỏi mà các chị đặt á, nó cần có sự sắp xếp các anh chị, sắp xếp từ tổng quan đến chi tiết. Nghĩa sao? Giống như cái trình tự mình vừa hỏi các anh chị á, nó sẽ có cái sự liên quan với nhau. Và khi họ nói một cái thông tin nào đó, các chị hỏi sâu hơn một thông tin nào đó, thì họ sẽ có cảm giác là các chị quan tâm tới họ nhiều hơn, chứ không phải là các chị moi móc thông tin của họ. Nếu như cái câu hỏi của chị mà nó rời rạc này, nó không có sự sắp xếp, nó không có sự logic với nhau á, thì giống như các chị hỏi cùng họ vậy đó, và nó không có sự thông minh trong đó các anh chị. Cứ làm mình giống như mình hỏi á, đầu tiên hỏi về công việc xong mình nhảy chỗ này nhảy cái kia, giống như cái câu hỏi của chị đã lộn xộn đó, và cái người nghe họ cảm thấy họ khó chịu và sẽ hỏi nhiều quá vậy, đúng không ạ? Nhưng nếu cái câu hỏi của chị có sự sắp xếp, ví dụ mình hỏi lại cái này ha, chị đã từng kinh doanh online chưa? Chưa. À, chưa bao giờ kinh doanh online, vậy bây giờ chị đang làm công việc gì? À, chị đang làm kế toán. À, công việc tốt không chị? Dịch này chị sao rồi, chị sao chị muốn tìm thêm công việc khác? À, nói chung là công việc của chị cũng bây giờ nó cũng bấp bênh, nó cũng có khó khăn. Chị là bây giờ là chị muốn làm full time, chị muốn kinh kỹ đó kinh doanh luôn, hay là chị làm thêm thôi? Mong muốn chị là như thế nào? À, chị muốn làm thêm thôi. À, ok, như vậy là bây giờ hiện tại là chị làm thêm, công việc của chị tốt không? Bỏ bình thường chứ, hỏi kỹ họ là không tốt lắm em. Ok, như vậy là một ngày chị dành bao nhiêu thời gian? Các chị thấy không ạ? Cái câu hỏi nó có sự sâu chuỗi, nó liên quan với nhau, và mình hỏi thêm một cái là mình quan tâm họ nhiều hơn, và họ sẽ có cảm giác là mình được quan tâm các anh chị, chứ không phải là cái câu hỏi của mình hỏi một cách ngẫu nhiên. Cho nên cái cách là câu hỏi là gì ạ? Hỏi từ tổng quan đến chi tiết, mình nó có sự sâu chuỗi với nhau, và hỏi từng vấn đề, giải quyết từng vấn đề là cho nó xong xong. Ok, kết thúc xong mình chuyển sang là anh mong muốn kiếm bao nhiêu tiền chẳng hạn, đúng không ạ? Mình từng cái vấn đề mình bóc tách xong, mình hỏi xong hỏi về cái tình hình của họ, công việc của họ, cái mong muốn của họ rồi, thì ok mình chốt vấn đề đó, mình chuyển sang hỏi vấn đề khác, được mọi người? Và cái vấn đề khác thì mình cũng sẽ bắt đầu từ cái câu hỏi tổng quan rồi đi vào chi tiết hơn, và chốt vấn đề là mình hiểu được rất rõ, rất là sâu về cái người đó, được không các chị? Cho nên cái phần khai thác thông tin này á, các chị nhớ là các chị hãy lưu lại toàn bộ những cái thông tin mà các chị khai thác được, mọi người nhớ nha. À, ngày trước thì mình có chia sẻ rằng chúng ta có một cái file drive, đúng không các chị? Trong cái quá trình mà xử lý thông tin đó thì mình luôn có một cái file drive, một cái file drive để mà các chị mình note lại bất kỳ một cái thông tin nào đó của một cái khách hàng nào đó. Ví dụ nha, các chị ngày hôm nay các chị xử lý 5 data thôi cũng được, ngày mai các chị xử lý 10 data, sau 10 ngày các chị có 100 data. 100 data mà mình nói mà các chị quay lại các chị nhớ ai, các chị chết liền á, đúng không ạ? Mình chết liền đúng không, chứ không phải là các chị chết liền. Mình quay lại và mình nhớ được ai như thế nào là mình chết liền đúng không các anh chị? Tại vì nó rất là nhiều luôn, rất là nhiều, rất là mình không nhớ được các anh chị. Thật ra không phải tới là 10 ngày đâu. Ngày hôm nay mình gọi ha, ngày mai mình quay lại mình đã quên hết rồi đó, tại vì nhiều thông tin quá. Nhưng mà nếu như á, các chị gọi họ xong và các chị quên hết tất cả những thông tin về họ thì coi như các chị chưa gọi gì luôn á. Và nó rất là uổng công của mình, uổng một cái cuộc gọi mấy phút của mình luôn các anh chị. Và cái thông tin này các chị biết dùng làm gì không ạ? Mình sẽ hiểu về cái người này. Khi các chị nói chuyện với họ, các chị biết được tình hình của họ, biết được cái hoàn cảnh của họ. Khi mà các chị nói chuyện với họ, khi các chị đưa cho họ một lý do nào đó tại sao họ thay nên không phun, thì các chị hiểu được họ. Ví dụ mình nói là họ đang làm kế toán đúng không? Kế toán đúng không ạ? Thì sao? Công việc của chị là kế toán á, mình làm như vậy á, chị cũng làm rất là nhiều năm rồi đúng không ạ? Bây giờ mình cũng muốn kinh doanh, mình cũng muốn thử sức, và thật ra thời gian của mình không có nhiều dành cho gia đình, và mình muốn có thêm nhiều thời gian hơn, mình muốn tự làm chủ thời gian của mình hơn, và mình cũng muốn kinh doanh, mình muốn thử sức, đúng không chị? Các chị thấy không ạ? Cái cách mà mình đưa cái giải pháp cho họ là đúng với cái hoàn cảnh và cái trường hợp và cái người đó, chứ không phải là mình nói chung chung các chị. Nếu như các chị nói chung chung á thì không có sức ảnh hưởng gì với họ, họ không cảm giác là nó thật sự là đúng với mình các chị. Đúng không? Nếu như ngày hôm nay các anh chị nói rằng là các anh chị đi vô một cái mình làm lấy một ví dụ đi cho nó hiệu quả đi các anh chị. Nói chung là cái giải pháp mà các anh chị cho họ nó phải đúng với cái hoàn cảnh, cho nên là cái phần khai thác này có bất kỳ thông tin gì các anh chị nhớ là mình note lại một cách chi tiết, rõ ràng, cụ thể và chính xác, càng nhiều thông tin càng tốt. Được không ạ nha? Đúng không mọi người? Nhớ nha. Và sao? Cái phần khai thác thông tin này nè, cái mục đích mà các anh chị khai thác thông tin của họ là làm gì các anh chị? Mình có tô một can lên. Cái phần này là cái phần quan trọng nhất, là các anh chị sẽ xác định được cái nỗi đau của khách hàng các anh chị. Cái nỗi đau của cái người đó thông qua cái các anh chị hỏi họ, hỏi thông tin này thì các anh chị phải xác định được cái người này họ đang cần cái gì. Mọi người nhớ nha. Họ đang cần cái gì? Mà nói chung là họ đang cần kiếm tiền các anh chị. Là lý do chúng là họ đang cần kiếm một cái công việc kinh doanh, họ đang muốn cần một cái giải pháp, họ muốn làm cái gì đó, họ muốn kinh doanh các anh chị, họ muốn thay đổi cuộc sống, họ muốn có một cái kinh doanh, họ muốn kiếm thu nhập, nói chung chung quy là kiếm tiền, mọi người đồng ý không ạ?
nói chung là họ đã kiếm tiền, nhưng mà mỗi người họ có một cái hoàn cảnh khác nhau, cho nên các anh chị phải biết được rằng là cái người này á, cái nỗi đau này là gì các anh chị. Mỗi người họ mục tiêu của mình đều là kiếm tiền, nhưng cái nỗi đau của họ sẽ khác nhau. Với một người á, họ chưa bao giờ đi kinh doanh online á, thì cái nỗi đau của họ là gì? Họ không biết kinh doanh như thế nào, họ hơi lo lắng, họ mơ hồ, họ không biết bán sản phẩm gì, họ không biết bán hàng, họ không biết tư vấn các anh chị, và họ cảm giác họ sợ cũng là kiếm tiền, nhưng họ sợ họ không làm được, họ không biết làm gì. Và cái cách mà các anh chị cho họ là gì? Chúng ta không phải là cho chiết khấu cao các anh chị, mình cũng không phải là cho giao nhận hàng, ok cái đó cũng được, nhưng mà cái họ sợ nhất là họ không biết họ có làm được hay không, họ thiếu kinh nghiệm, họ sợ bị lừa, họ này kia, thì các anh chị sẽ cho cái mà cái người đó họ cần. Với một người đã đi kinh doanh online rồi thì sao? Một người mà họ, nếu mà họ đã ôm rất nhiều hàng và họ bán không hiệu quả thì sao? Mình sẽ cho họ giải pháp gì? Data center. Giải pháp gì các anh chị? Không ôm hàng. Mỗi người họ sẽ có một cái nỗi đau khác nhau với cái hoàn cảnh khác nhau, cho nên các chị phải lấy được cái nỗi đau và cái tình hình của họ, và các chị phải có được cái kỹ năng mình biết được cái nỗi đau của họ gì luôn trước khi họ nói luôn đó, đúng không ạ? Thì đúng, các chị cho đúng cái vấn đề họ đang cần thì chắc chắn họ sẽ đi theo các anh chị, đúng không ạ? Nếu như họ, các chị phải cho họ cái họ đang cần, đúng cái họ đang cần thì họ mới đi theo mình các anh chị, họ mới đi theo mình để họ mong muốn, họ có cái điều mà họ đang mong muốn. Còn nếu như các anh chị không cho đúng thuốc á thì họ cảm thấy là các chị không liên quan gì tới họ hết trơn á. Nhưng mà tại vì không phải là họ không phù hợp các anh chị, mà các chị chưa cho họ thấy cái mà họ có thể nhận được từ mọi người, cho nên cái phần khai thác này các anh chị phải lấy được cái nỗi đau của khách hàng, mình hiểu được cái người này và mình biết được họ đang cần vấn đề gì, được không ạ nha? Thì cái phần này nó mới hiệu quả được. Thì đây mình đi nói hơi sâu nha các anh chị. Các anh chị mình tập trung nha. Mình nghĩ là bây giờ cũng hơi trễ, thế là mọi người sẽ không tập trung. Mình nếu mà cái phần này không tập trung thì mình sẽ nói ngắn lại để mọi người có thể là dễ hơn, tại vì mình nói nhiều quá các chị cũng không hiểu đúng không, mà cũng mệt đúng không. Cái phần này các chị phải hiểu được cái nỗi đau của khách hàng nha, và kết thúc cái phần này thì các chị phải đánh giá được cái mức độ nhu cầu của khách hàng nha. Sau cái phần này các anh chị kết thúc cái phần mà khách hàng nói á, nói chung cái phần này trong cái cuộc gọi OBB của mình á, thì nói chung luôn luôn là gì ạ, mình để khách hàng nói nhiều hơn các anh chị, mình luôn là người đặt câu hỏi để khách hàng hỏi mình ở đó trả lời, đặt câu hỏi để trả lời. Và kết thúc cái phần khai thác thông tin này thì sao, mình sẽ hiểu được cái người này cái mức độ nhu cầu của họ tới đâu, được không mọi người? Cái cách họ tương tác với mình này các anh chị, cái sự hào hứng của họ, cái tâm sự của họ, cái cảm xúc của họ khi họ chia sẻ với mình, các anh chị sẽ phân loại được cái người này là họ thuộc cái phần nào. Và khi một cái người họ hờ hững, họ không trả lời, không quan tâm lắm, họ này kia thái độ không tốt thì sao, các anh chị bá sang một bên và mình phân loại ngay sau cái cuộc gọi đó các anh chị. Mình nhớ nha, phân loại ngay sau cái cuộc gọi đó, mình sẽ có một cái file quản lý data thì nó sẽ phân loại luôn, phân loại là khách hàng có nhu cầu rất ok hay không ok, hay người tào lao gì đó, các anh chị phân loại ngay luôn. Và ngày sau khi các chị quay lại, các chị làm việc lại với cái lượng data của mình đang có để các chị biết là ai là cái người tiềm năng, ai là người không tiềm năng, và các chị không dành thời gian cho họ nữa. Ok không cả nhà? Như vậy chúng ta sẽ phân loại khách hàng ngay sau cái phần mà các chị tìm hiểu về cái người đó nha. Và cái ngữ điệu của cái phần này là gì các chị? Ngữ điệu về sự quan tâm, đồng cảm các chị. Nếu như cái phần đầu là cái sự hào hứng, alo anh em ơi, alo anh em, mày thấy là anh có để lại thông tin tìm hiểu về kinh doanh online tại nhà 40 đó của Bisai Solution đúng không? Rất là hào hứng. Okay. Nhưng mà cái phần khai thác thông tin này các chị mình bình thường thôi, nói chuyện, trò chuyện này, tâm sự này, ví dụ nha. Ủa nhưng mà bây giờ hiện tại là công việc của chị như thế nào? Ủa mà chị kinh doanh online bao giờ chưa? Trời ơi, chị kinh doanh rồi hả? Như vậy thì tốt quá. Nhưng mà hồi đó là chị kinh doanh mặt hàng gì? Cái nội dung mình gì các chị? Mình trò chuyện, mình quan tâm, mình đồng cảm. À nhưng mà hồi đó chị kinh doanh tốt không? Cái nội dung mình chị kinh doanh tốt không? Rồi ở nhà gia đình sao chị? Cái nội dung của mình là người điều quan tâm các chị. Hay cái phần này để mình, người ta có thể là người ta, mình là người lắng nghe các chị. Mình sẽ hỏi vấn đề của họ, mình tìm hiểu về người đó để mình lắng nghe, và họ sẽ người trải lòng, họ chia sẻ, họ muốn nghe. Ai cũng sẽ có nhu cầu chia sẻ, các anh chị chỉ cần tìm được người đúng người, người ta lắng nghe được thôi, người ta sẽ chia sẻ, đúng không ạ? Cho nên cái phần khai thác thông tin là cái phần mà các anh chị mình sẽ tiếp tục quan tâm mình trò chuyện. Rồi, phần thứ ba các anh chị là cái phần mà các anh chị trao giải pháp. Với cuộc gọi OBB là sao cả chị? Với cuộc gọi cái phần trao giải pháp là các anh chị mình giống như lúc nãy mình nói á, là sau cái phần khai thác á, thì các anh chị đã biết được cái điều mà khách hàng đang cần rồi, đúng không ạ? Một người đã đi kinh doanh online, họ đang gặp vấn đề gì và họ đang cần giải quyết vấn đề gì? Một người chưa bao giờ kinh doanh online, họ sẽ đang cần cái điều gì? Họ đang sợ điều gì? Họ đang mong muốn điều gì? Một người đã kinh doanh online rồi nhưng không chạy quảng cáo và bán qua Facebook, họ đang gặp vấn đề gì? Không bán được hàng, bán một thời gian không bán được, sản phẩm bị nghèo nàn, sản phẩm không ổn định, sản phẩm không chất lượng, rất là nhiều cái. Như vậy thì cái phần cho phải giải pháp này các anh chị không cần phải nói hết nha. Với cái cuộc gọi OBB á, mình đề nghị rằng các anh chị đừng có nói cái gì nhiều, tùy vào cái món hàng, trùng vào cái món hàng của mình và trùng vào cái sản phẩm của mình. Riêng với cái sản phẩm là OBB á, thì mọi người nhớ rằng mọi người đừng có bao giờ dành thời gian nói cho họ quá nhiều. Cái cách của chị là nói đúng ngữ điệu, đúng nội dung và đưa họ vào OBB bằng cách là sao? Các anh chị hãy cho họ biết rằng là các chị biết vấn đề của họ và để họ giải quyết được vấn đề này, đúng không? Các anh chị sẽ là chị đang muốn giải quyết vấn đề này đúng không? Trời,
chị vô chương trình OPP đi, thế họ thay cái gì? Nếu như các chị làm được điều này thì mới thề với các chị rằng họ sẽ là cái người đi theo mình, họ sẽ follow mình, họ sẽ chủ động kết bạn với mình, họ sẽ chủ động hỏi mình, họ sẽ chủ động gọi điện cho mình, họ cầu xin các chị giúp họ, tại vì các chị đang sở hữu cái điều mà họ đang cần. Mọi người hiểu cái tâm lý này không ạ? Nếu như các chị hiểu được cái vấn đề của họ thì họ sẽ đi theo các chị, họ cầu xin các chị, họ năn nỉ các chị hãy giúp họ đi, tại vì các chị hiểu được cái điều họ đang cần. Đúng mọi người. Còn nếu như các chị không nói được đúng cái vấn đề của họ, không nói sâu, không nói chắc chắn, không nói kỹ về cái vấn đề của họ, ví dụ là bây giờ nếu như người ta quan tâm, các chị phải có hiểu được cái phần này. Cái này mình nói hơi sâu nha mọi người, nhưng mà các chị sẽ có một cái clip để các chị tham khảo và mình sẽ tập làm quen ha. Thời gian đầu tiên thì các chị đừng quá lo lắng, các chị hãy làm quen và các chị trải nghiệm nha. Nhưng cái nội dung ngày hôm nay thì mình muốn các chị hiểu thôi, đúng không? Mình chỉ dừng lại là hiểu thôi mọi người. Mình đừng có bị quá mình khắc khe với bản thân mình nha. Không sao hết mọi người, tại vì các chị là mới bắt đầu á. Rồi, mình cho giải pháp thì các chị phải cho được đúng cái họ cần thì họ sẽ đi theo mình. Và cái tâm thái của người đó là họ là cái người đi theo mình, các chị nhớ nha, mình là cái người theo mình. Thì cái phần này, cái nội dung á, thì mình sẽ nói về những cái giải pháp và mình tra cái vấn đề của họ các chị, cái điều họ đang cần, cái giải pháp là gì thì mình đưa họ vào bên. Bây giờ nói này, bây giờ hiện tại á, thường thường cái phần chốt này, cái phần tra giải pháp này thì mình sẽ nói sơ qua cái vấn đề của họ. Cái là mình nói ra cái vấn đề của họ được rồi các chị. Rồi mình qua cái phần chốt. Chốt là sao các chị? Mình đề nghị họ làm cái việc gì đó. Với với cuộc gọi OBB là sao? Mình đề nghị họ sao? Tham gia chương trình OBB để làm gì? Trong chương trình OBB sẽ có tất cả những cái thông tin họ đang cần. Họ đang cần gì? Họ đang muốn cái mô hình của mình chắc chắn giải quyết được cái vấn đề của họ. Các chị chỉ cần nói như vậy thôi. Các chị đừng có nói cụ thể. Các chị nói càng cụ thể là các chị lại càng mất hay. Các chị chỉ cần biết là em biết vấn đề của chị. Và rồi ở chỗ đó nó có vấn đề, nó sẽ giải quyết được vấn đề của chị đó. Chị vô cái chỗ đó đi. Rồi người ta sẽ đi vô đó các anh chị, đúng không? Giống như các nhân người ta tới hẳn vậy là bây giờ đi mua đôi dép ở đâu, đi mua cái áo mưa ở đâu, đang trời đang mưa rồi, à đi qua bên kia rẽ phải, đi thẳng tới 10 mét nữa rẽ trái, các cái quán bán áo mưa, đi qua đó mua áo mưa. Giống như vậy các anh chị, mình chỉ làm như vậy thôi. Các chị nói ít thôi, mình nói đúng cái vấn đề của họ. Cái chỗ mà mình không phải là mình nói mô hình của mình hay để họ vào các anh chị, mà các chị nói đúng cái vấn đề họ cần và họ vô vi để họ tìm hiểu. Được không cả nhà? À ok mà có nhiều bạn ở đây thì mình gọi, nói chung là cái cuộc gọi này là cái cuộc gọi mà mình sẽ giúp các anh chị mình hiệu quả nhất nha. Mình nói ít thôi, tại vì sao mọi người, cái chỗ này nó sẽ hay như thế này. Nếu như các chị là một người mới á, mà các chị nói càng nhiều á, mà khả năng mà các chị nói không đúng vấn đề của họ, họ sẽ vặn vẹo các anh chị này, họ sẽ hỏi này, họ sẽ hỏi rất là nhiều luôn. Và trên cuộc gọi đó các chị mất 15 đến 20 phút cho một người, nhưng mà sao, kết thúc vấn đề họ mất đi cái sự hứng thú, họ mất đi cái sự tò mò và họ không thấy hứng thú gì hết. Tại vì các chị rất là mới đúng không, các chị không có hiểu hết này, các chị nói không có rõ ý, các chị nói càng nói thì càng lại mơ hồ. Thì cái người đối tác của mình họ không hiểu các chị là một người mới và họ cần một người chuyên nghiệp, cho nên các chị nói càng nhiều là các chị tự đưa mình vào chỗ chết, đúng không? Các chị nói càng nhiều đó các chị càng đưa mình vào chỗ chết. Các chị đơn giản là bây giờ em không có thời gian trao đổi với anh nhiều, tại vì sao, chắc chắn một điều rằng trên một cuộc gọi em nói với anh 5-10 phút cũng không giải quyết được vấn đề gì hết. Nếu như anh thực sự quan tâm, thực sự đang rất nghiêm túc và em cũng chỉ làm việc với những người nghiêm túc thôi, và mình sẽ có một cái chương trình là sao giúp các anh chị mình có đầy đủ thông tin nhất, hiểu rõ nhất, và trong một chương trình đó sẽ là chương trình giúp anh tiết kiệm thời gian nhất để anh hiểu, và anh sẽ biết được là mình làm như thế nào, điều kiện hợp tác của mình ra sao, và anh quyết định là mình có phù hợp với công việc hay không. Anh vô chương trình OBB, các anh chị không cần phải nói nhiều, đúng không ạ? Với chương trình OBB các chị nói càng ngắn, càng gọn, càng dứt khoát, càng nhỏ nhẹ thì ok người ta đồng ý. Ok anh tham quan thì anh vô. Các chị phải cách đây là mình bất cần khách hàng, cần thì tham gia, không cần thì thôi. Các chị phải như vậy á thì người ta mới tham gia và người ta phải trân trọng. Và nếu một người mà các chị có cái tâm thái đó rồi mà người ta nói ok anh tham gia, em chào anh tham gia nha, thì họ sẽ tham gia các chị. Còn nếu như một, nếu các chị làm cái phần này không tốt á mọi người, ok anh tham gia đi anh, anh tham gia nhưng họ không tham gia đâu, cũng mất công các chị thôi, đúng không ạ? Cho nên bất kỳ một ai mình sẽ có một cái công thức đúng, cứ đúng với công thức này. Ai có nhu cầu thì người ta sẽ lộ mặt chuột ra, đúng không chị? Người ta là cháy nhà ra mặt chuột. Các chị có một công thức đúng, các chị có một cách làm đúng, sau này các chị cứ làm đúng như vậy. Ai có nhu cầu thực sự người ta sẽ thể hiện là người ta có nhu cầu và các chị làm việc với một người có nhu cầu. Còn hơn á là các chị nói cứ cuộc gặp các chị cũng nói nhưng mà nó có một cái sự lập lờ rằng các chị không biết ai là người sẽ tham gia, ai là người không tham gia, ai các chị cũng cho tham gia. Ở đây các chị không cần ai cũng tham gia, các chị cần người nào họ đồng ý tham gia là họ sẽ tham gia. Được không mọi người? Rồi cái phần chốt là chúng ta sẽ chốt như vậy nha mọi người. Chốt tới OBB là các chị nói ít thôi, đưa vào chương trình OBB. Nói rõ rằng trong chương trình OBB có những gì và anh nên tham gia và nó tiết kiệm thời gian như thế nào, những cái điều mà họ sẽ nhận được khi họ tham gia chương trình OBB. Ok anh cả nhà nha. Mình nhớ là cái nào là cái phần khan hiếm rồi nha. Cái nội dung là chắc chắn, mình nói chốt thì mình chốt chắc thôi. Chốt là mình phải chốt chắc cho các anh chị. Rồi nội dung của mình sẽ khan hiếm. Và mình sẽ nói rõ luôn là cái chương trình này không phải ai cũng được tham gia. Mọi người nhớ nha. Nếu như các anh chị cho họ dễ quá họ sẽ không trân trọng. Mọi người nhớ nha, cái phần chốt mà cái phần mà các anh chị cho họ đăng ký tham gia OBB á, mà các anh chị là
À, tớ đang tham gia đúng không? Ừ, anh đang rồi, ok em đang nghe tham gia rồi xong, cái tỷ lệ rất là thấp luôn các anh chị. Đôi khi họ sẽ không tham gia, nhưng mà vì các anh chị làm cho nó ghê luôn đó. Là nếu như các anh chị làm cho cái buổi đó nó thật sự là trang trọng, nó thật sự là mang lại rất là nhiều giá trị, thì cái người đó họ sẽ đôi khi họ sẽ muốn là ủa cái chương trình này cái gì ta, trời ơi sao nó hay vậy ta, ồ sao sao ghê vậy ta, mình đi qua đây mình coi thử ta, được không ạ? Đôi khi một cái tỷ lệ nó nằm ở đó các anh chị, cho nên cái phần mà các anh chị cho họ được tham gia, các anh chị phải làm cho nó trang trọng lên chứ. Họ ok tham gia, các anh chị họ tham gia liền á, người ta không có trân trọng, người ta thấy dễ quá, ai cũng tham gia cái chương trình này chắc không hay đâu, cái chương trình mà ai cũng được tham gia này chắc cái chương trình nó ôi kiểu như mà đồ ngoài chợ mà nhiều quá họ không 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 có tha thiết đó các anh chị. Còn như đồ mà có duy nhất một cái thì sắp hết rồi thì người ta sẽ bay vô, người ta nhào vô. Cái con người mình là vậy đó các anh chị, đúng không? Mà là cái con người mà kiểu như là tâm lý của mình là như vậy các anh chị, cho nên cái phần chốt của mình là rồi em nói nè, bây giờ anh có thật sự nghiêm túc hay không, có đang anh chắc chắn anh có mặt hay không, tại vì sao cái chương trình này chỉ dành cho những anh chị đại lý, mình muốn đăng ký làm đại lý và mình muốn tìm hiểu đó mình đăng ký thì mình tham gia các anh chị. Còn nếu như anh tìm hiểu thôi thì mình có những cái kênh để tìm hiểu, anh muốn đăng ký đại lý thì anh tham gia chương trình này, còn anh không muốn thì thôi từ từ anh tham gia chương trình khác, anh tìm hiểu trên những cái kênh khác. Em sẽ có những group Facebook này, anh kết bạn Zalo với em đi, anh kết bạn Facebook anh follow thêm em, được không mọi người? Các anh phải làm cho cái buổi đó là cái buổi mà không phải ai cũng được tham gia, phải 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 rất là trang trọng cho những cái suất tham dự đó. Mình có một cái sự đặc biệt, mình có cái sự chuẩn bị chu đáo dành cho những người đặc biệt, cái chương trình được thiết kế dành riêng cho những người đó, chứ không phải là ai cũng được tham gia, đúng không mọi người? Thì người ta sẽ trong người ta muốn cái việc người ta khao khát được tham gia hơn, ok không mọi người? Rồi đó là cái cách mà chúng ta sẽ chốt. Vậy mình nhớ là anh có chắc chắn mình nhớ nhấn lại nhấn mạnh vài lần các anh chị, anh có chắc là tham gia được hay không, tại vì chương trình này em đăng ký cho anh rồi, em sẽ không đăng ký cho người khác được, chương trình của mình có giới hạn đúng không ạ, không có nhận quá nhiều các anh chị. Tại vì sao ạ? Trong chương trình này á, nếu như anh chị nào mình có câu hỏi mình sẽ được hỗ trợ, mình được giải đáp trong chương trình luôn, đúng không ạ? Và chỉ dành cho những anh chị mình muốn đăng ký làm đại lý, và người cứ nói cái câu đó đi là người ta lộ mặt, người ta sẽ ừ anh muốn đăng ký đại lý thì các anh chị chốt đại lý dễ hơn, đúng không ạ? Bóc qua là các chị em thấy là anh đăng ký muốn làm đại lý của Bisa, bây giờ em hỗ trợ cho anh nha, các chị chốt luôn trước luôn chứ không phải là anh muốn tìm hiểu cái gì hết trơn mọi người. Muốn đăng ký đại lý đúng không? Muốn đúng không? Nói chuyện là muốn rồi. Thì chút chút nữa ok thì mình chốt đại lý luôn các anh chị, mình không cần phải hỏi là anh chị muốn tìm hiểu đúng không? Tìm hiểu này kia thì mới ok được. Ok không ạ? Cho nên cái phần chốt các anh chị nhớ là chốt khan hiếm chứ không phải là chốt dễ dãi, không phải chốt ai muốn cũng tham gia được, các anh chị nhớ nhấn mạnh, nhớ chắc chắn. Và anh nhớ nha, em đăng ký cho anh là anh phải nhất định tham gia nha. Rồi, các chị đẩy cái sự cam kết của họ nhiều lên. Họ ok đồng ý, nhưng mà các anh chị phải là anh chắc chắn đồng ý hay không, cái gì đẩy lên, đẩy cái sự đầu cam kết quả nhiều lên. Họ đồng ý, họ hứa hẹn, họ thề non hẹn biệt với mình rồi thì họ nhớ, họ phải thực hiện đúng không ạ? Nếu như họ không tham gia được, họ sẽ nhắn tin, họ xin lỗi các anh chị. Và cái tâm thái của họ là gì các anh chị? Họ sẽ xin lỗi các anh chị tại vì họ không tham gia được và họ xin tham gia lần sau chẳng hạn. Hoặc khi các chị gọi là họ sẽ nói là trời ơi em ơi chị xin lỗi hôm qua chị bận này ra, thì các chị thấy không, cái cách họ đối xử của mình sẽ khác nếu như các anh chị cho họ đúng hơn. Còn nếu á ok chị tham gia, ừ chị tham gia sau á, họ dễ quá, cách mình dễ quá chị, lần sau mình quay lại mình gọi họ, họ không có thèm nói chuyện với mình đâu. Nói chung là cũng bình thường mà, ai tham gia cũng được, mình không tham được cũng không sao đâu, của mình đâu có nợ nần với nhau đâu, kiểu vậy các anh chị, mình đâu có nợ nần với nhau đâu, đúng không ạ? Này ai thấy ai cũng tham gia được mà, tại vì thấy dễ quá mà, ai muốn tham gia cũng tham gia được, thì người ta tham gia như vậy thì chắc chắn cũng rất là nhiều người không tham gia giống họ, thì cũng họ cũng không có thấy em nấy, họ không thấy lỗi gì hết các anh chị, đúng không ạ? Nhưng chúng ta sẽ còn đẩy lên, đẩy 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 cái sự cam kết, đẩy cái nhu cầu của họ lên càng cao thì ok, họ cái mối quan hệ của mình với họ càng nhiều hơn, và mình dành riêng cái sự đặc biệt dành cho họ các anh chị, ok cả nhà. Rồi ok, cuối cùng là cái phần lập. Cái phần lập này có nghĩa là sao? Cái ngữ điệu của cái phần chốt các chị nhớ chắc chắn nha, mình chốt là mình phải chốt chắc. Ngữ điệu của cái phần này không biết, nhưng riêng cái phần chốt là phải chắc. Ok, anh có chắc chắn là anh tham gia chương trình này được không? Em khẳng định với anh là cái chương trình này cực kỳ hay. Anh sắp xếp một tiếng đồng hồ anh tham gia cái chương trình này đi. Nó có rất nhiều thông tin và em tin chắc một buổi tối nó tiết kiệm thời gian của mình rất là nhiều luôn. Các chị nói cái ngữ điệu chắc chắn như vậy, họ sẽ hiểu, họ sẽ tham gia các chị. Ok không ạ? Cái cuối cùng là sao các chị? Là cái vòng lập. Là cái vòng lặp, là cái mà khi mà họ từ chối các anh chị, có nghĩa là họ nói là ừ hôm nay anh bận rồi, hôm nay anh không có tham gia được, nhưng mà em nói anh nè, anh có thật sự quan tâm hay không chẳng hạn, hay là nếu một cái người mà các anh chị thấy là họ không hiểu sao thì họ vẫn chưa có đồng ý á, thì các anh chị hỏi kỹ hơn. Ừ, ok, nhưng mà em hỏi này, thật sự anh có quan tâm không, anh có thật sự quan tâm cái chương trình này không, như vậy thì anh sắp xếp hay là anh gì đó, cái này nó sẽ có một cái phần mà sự đấy từ chối mình hiểu hơn đó các anh chị, mình hiểu hơn. Lỡ như một cái người nào đó mà họ tiềm năng á, nhưng mà mình chưa dò đúng số của họ, hoặc là chưa có đủ á, chưa có đủ đô các anh chị, người ta gọi là chưa có đủ đô nghĩa là ví dụ như bệnh mình nặng quá, mình phải cho liều nặng hơn á, thì con người nếu như họ không họ, với cái những cái thông tin mình đã trao đổi với họ, họ vẫn chưa đủ á, thì các anh chị phải tiếp tục cho thêm cái thông tin mà họ cảm thấy là đủ lý do để họ tham gia,
Mọi người nhớ nha, thông thường cái tâm lý của mình là ok họ từ chối xong mình sẽ là à ok cái người này họ không phù hợp. Nhưng không phải các anh chị, họ không tham gia tại vì họ chưa cảm giác họ cần tham gia. Và các anh chị là người, nếu như các anh chị phải để cho người đã họ cần thì họ tham gia thì các anh chị là một người bán hàng rất là bình thường và cái tỷ lệ tương đương các anh chị sẽ rất là thấp. Nhưng nếu là các anh chị là cái người bán hàng và các anh chị sẽ quyết định cái lý do của họ tham gia luôn thì bất kỳ ai các anh chị cũng có thể giúp cho họ đưa ra quyết định. Ok không ạ nha? Mọi người nhớ không ạ? Nếu như các anh chị là người bán hàng mà các anh chị để họ có lý do và họ tự chủ động họ tìm các anh chị á thì cái tỷ lệ rất là thấp. Nhưng nếu như các anh chị muốn là một người bán sale chuyên nghiệp, một người bán hàng chuyên nghiệp thì các anh chị phải có khả năng các anh chị giúp họ có lý do để họ làm việc đó. Mọi người nhớ nha. Nếu như họ không tham gia chương trình đó tại vì họ không hiểu là tại sao họ phải tham gia thì sao? Các anh chị phải là người biết là trong chương trình này có cái gì phù hợp với chị, cái gì tại sao chị nên tham gia chương trình này, các nhà học 2, 3, 4, 5, 6 thì họ phải là à, đúng rồi, ừ đúng rồi, ok mình cần cái đó mà mình họ tham gia. Còn nếu như các anh chị là người mà họ cái gì đợi họ là ok họ phải tự thấy rằng là ok họ muốn tham gia thì họ tham gia thì cái tỷ lệ nó vô cùng thấp luôn, đúng không cả nhà? Cho nên cái phần vòng lặp này nó không phải là chúng ta chèo kéo, chúng ta không phải là thuyết phục, mà chúng ta một cách rất đỉnh đạt, rất bình thường, chúng ta quan tâm nhiều hơn, chúng ta hiểu họ nhiều hơn. Ủa tại sao anh thấy là anh rất là quan tâm kinh doanh luôn, và anh thấy cái mô hình này nó đúng là làm cho anh luôn, nó rất là đúng. Rất nhiều anh chị giống như anh làm công việc giống như đã thành công với sao đã kiếm được nhiều tiền rồi, nhưng sao anh không tham gia, anh đang gặp vấn đề gì, anh đang bận hay sao, hay đang lo lắng điều gì? Hỗ trợ họ nhiều hơn, hỏi họ nhiều hơn và giải quyết đúng cái vấn đề của họ hơn các anh chị. Ok không ạ nha? Thì đây là một cái cấu trúc mà của một cái vòng cái grip sale OBB cơ bản nha mọi người. Ok mọi người, ok cho nên mọi người ok đi ạ. À, mình chốt xong cái chỗ này nha. À, mình chốt xong cái phần này các anh chị. Không biết cái phần này các anh chị có nó sẽ hơi ok mọi người nhớ cái đây là cái kịch bản á. À, cái kịch bản mà mọi người sẽ nắm nha, một cái xuồng cơ bản để mọi người nắm. Bây giờ mình sẽ có một cái script. Đúng rồi, cái chỗ nỗi đau nha mọi người. Hồi nãy giờ cái chỗ mà mấy cái grip sale mình quên nói các chị comment rồi. Mọi người nên comment xuống đó, mọi người chốt cái ý của mỗi phần thì nó sẽ ok ha. Nhưng mọi người ok cái phần này chưa? Một cái grip mà nền tảng nha. Bây giờ mình nhắc lại nha mọi người. Bây giờ mọi người cùng comment xuống nha. Phần đầu tiên chào. Mọi người nhớ câu chào sao ngắn gọn, xúc tích, đừng có lọc từ và đừng có nhàm chán với cái câu chào của mình. Các anh chị mà chào câu chào không hay là người ta không muốn nói chuyện với các anh chị, người ta không muốn tương tác và người ta không tôn trọng mình cho những cái phần sau nha mọi người. Nhưng câu chào nó rất là quan trọng, mọi người luyện tập được cái câu chào này nhớ nha. Phần thứ hai là phần khai thác. Thì cái phần khai thác thông tin này mọi người nhớ là chúng ta phải nắm được những cái thông tin liên quan đến khách hàng, chúng ta phải xác định được cái nỗi đau của khách hàng các anh chị. Mọi người cùng comment xuống đây các anh chị các câu chào nha. Đúng rồi. Nếu mà comment hơi mất thông tin, hơi mất nhiều thời gian thì mọi người có thể là nghe mình tổng hợp nha. Cái phần chào mọi người biết rồi đúng không? Phần khai thác thông tin mọi người nhớ, phần khai thác thông tin chúng ta phải biết được thật nhiều thông tin về khách hàng một cách có logic các anh chị. Câu hỏi mình đặt cho khách hàng phải đi từ tổng quan đến chi tiết, một cách có sắp xếp, một cách có sự quan tâm, chứ không phải chúng ta hỏi một cách nó ngẫu nhiên mà người ta cảm thấy là mình đang mất thông tin của họ. Hỏi cái gì hỏi nhiều quá vậy? Hỏi cái gì mà không có sự quan tâm mà giống như hỏi cung á các anh chị, hỏi cho xong á, hỏi xong những cái cần hỏi á thì nó sẽ không mang lại cái thiện cảm với khách hàng, đúng không ạ? Chúng ta còn cái ngữ điệu là ngữ điệu quan tâm, ngữ điệu chia sẻ, ngữ điệu lắng nghe, đúng không mọi người? Chúng ta hạ giọng xuống nghe họ nói thôi, chúng ta đặt câu hỏi thôi, chúng ta không cần phải nói gì hết, chúng ta đồng cảm, lâu lâu chê vào một hai câu mà chúng ta cổ vũ động viên an ủi họ cũng được. Và sao mọi người, với cái phần này chúng ta phải lấy được cái nỗi đau của anh chị, các anh chị phải xác định được cái nỗi đau của khách hàng nhớ nha, xác định được cái nỗi đau của khách hàng, người ta đang đau đớn cái vấn đề gì, người ta đang lo lắng vấn đề gì, cái điều gì họ đang thực sự mong muốn, họ đang thực sự đi tìm kiếm, đúng không ạ? Và sao ạ? Chúng ta phải phân loại được cái nhu cầu của khách hàng sau cái phần khai thác thông tin này. Tại vì các chị nhớ cái phần đầu tiên mà cái kỹ năng mà rất quan trọng để các chị ra kết quả là gì ạ? Các chị phải có kỹ năng sàng lọc. Sàng lọc được ai là người thật sự cần các chị hỗ trợ thì các chị hỗ trợ. Tại vì các chị không có nhiều thời gian mọi người. Một ngày các chị đã đi làm công việc 8 tiếng rồi, các chị chỉ có mài một vài tiếng đồng hồ thôi. Các chị lựa chọn dành cái thời gian đó cho ai là nó sẽ mang kết quả ra tương ứng. Nếu các chị dành cho đúng người thì nó ra kết quả. Còn nếu các chị dành cho sai người thì các chị sẽ không ra kết quả gì hết. Cho nên các chị nhớ một điều rằng mình phải sàng lọc. Và sau cái cuộc gọi đầu tiên là cái khả năng sàng lọc chính xác nhất các anh chị. Sau cái cuộc gọi đó các anh chị sẽ biết được người này có nhu cầu hay không, người ta có quan tâm hay không, người ta có thực sự là hồ hởi tới đâu. Và các anh chị đánh giá được cái mức độ nhu cầu ngay sau cuộc gọi đó. Các anh chị nhớ phân loại khách hàng ngay sau cuộc gọi đó. Các anh chị đừng xem thường cái điều này nha. Nếu như 100, cái sau khi các anh chị xử lý 100 data và các anh chị quay lại với chị thấy là ủa ai cũng giống nhau hết, cho các anh chị dành thời gian cho ai đây? Và các anh chị không có một cái tài sản gì sau khi mình xử lý, sau cái cuộc gọi vài phút, 100 phút của mình mà sau cái cuộc đó các chị không nhận được lại gì hết. Sau mọi lại các chị nhớ lưu lại toàn bộ thông tin liên quan đến người đó, toàn bộ cái cảm xúc, cái ấn tượng của anh chị về người đó, cũng như các chị phân loại cái mức độ của nó ok, rất ok, ok bình thường, ok bình thường, hay là người không ok, hay người tào lao, loại ra khỏi danh sách.
thì các anh chị phân loại ngay trong cái quả đầu tiên, ok cả nhà. Và chúng ta mới xác định được nỗi đau của mình và của khách hàng. Rồi, ok cả nhà ha. Rồi cái phần tiếp theo là chúng ta cho cái giải pháp. Sau khi chúng ta xác định được cái nỗi đau của khách hàng rồi thì chúng ta sẽ cho khách hàng cái bước thứ ba các anh chị, là chúng ta sẽ cho khách hàng giải pháp, đúng không ạ? Là chúng ta cho khách hàng cái điều họ đang cần. Và chỉ cần các chị nói ra thôi các chị, chỉ cần các chị nói đúng cái vấn đề của họ thôi rồi xong, ok, chúng ta chuyển sang cái phần mà chúng ta chốt. Chốt chúng ta nói đơn giản thôi, chúng ta không nói gì nhiều về cái mô hình nha các chị. Mình nhớ nhiệm vụ của mình là chỉ họ cái địa chỉ, họ đến đó. Nếu như họ thực sự quan tâm, họ thực sự có nhu cầu thì sao? Họ sẽ đến đó để họ tìm hiểu. Nhiệm vụ của các chị tới đó thôi. Mình không cần phải cố thuyết phục họ đến đó các chị, mọi người nhớ nha. Các chị chỉ cần nói là chỗ đó có cái chỗ mà anh đang cần đó, anh đang muốn tìm hiểu đúng không? Anh đến đó đi. Nếu họ quan tâm thì họ sẽ đến, còn nếu họ không quan tâm thì ok, họ không đến thôi các anh chị. Mình sẽ giúp họ hiểu rõ hơn thôi. Ok mọi người, chứ mình đừng có giải thích quá nhiều. Mà giải thích nhiều là các anh chị mới, mình rất là nguy hiểm. Tại vì các anh chị mình, thứ nhất là mình sẽ không hiểu đâu, mình diễn đạt chưa ok này, hoặc là mình chưa có đủ thông tin này các anh chị. Và họ sẽ hỏi nhiều quá các anh chị. Các anh chị nói càng không rõ thì họ càng hỏi. Các anh chị càng nói thì họ lại càng hỏi. Và chẳng sau các chị phát sùng với họ luôn đó, đúng không ạ? Mình rất là dễ là mình sẽ để mất đi cái thiện cảm. Nhưng mà nó sẽ rất là mất nhiều thời gian cho mình. Tại vì thứ nhất là các anh chị đang làm part time này. Một ngày nếu các anh chị muốn xử lý nhiều data thì các anh chị đâu có nhiều thời gian để gọi, đúng không ạ? Cho nên mỗi cuộc gọi như vậy, với cái cách gọi này á, thì các anh chị gọi một cuộc gọi phải 3 phút thôi. 3 phút các chị kết thúc một cuộc gọi, 3 phút các chị kết thúc một cuộc gọi. Như vậy thì 30 phút đó các anh chị gọi được khoảng là tầm cũng 10 cuộc rồi, đúng không ạ? Một tiếng đồng hồ mà có thể xử lý được 10 data. Nên như vậy là một trưa, một tiếng đồng hồ, buổi trưa thôi các chị có thể xử lý 10 data. Còn nếu như các chị gọi mà cái cách gọi mình nói nhiều á thì sao? Đôi khi 15 phút mình gọi mới có một người. Một tiếng đồng hồ trôi qua mình gọi mới có 2-3 người thôi. Thì cái tốc độ của anh chị rất là thấp và cái hiệu quả với những anh chị mới thì mình đánh giá không có cao. Cho nên mọi người lưu ý, mọi người hiểu cái chỗ này ha. Rồi, phần khai thác, phần chốt, mọi người nhớ chốt chắc, nhốt phải khan hiếm, không phải cho dễ nha mọi người. Chốt là phải chốt chắc và phải khan hiếm lên để mọi người trân trọng cái điều đó. Muốn tham gia thì mọi người không phải dễ tham gia đâu nha. Không phải ai muốn tham gia cũng được, mọi người nhớ cho họ cái tâm thái đó để họ trân trọng cái cuộc đó đó, họ nói họ đồng ý thì họ phải đồng ý tham gia, chứ không phải là mình đồng ý cho có mọi người ha. Mình không cần họ đồng ý cho có, tại vì họ đồng ý thôi là không đâu tham gia đâu. Ok mà, rồi mình chốt qua cái phần mà xử lý một chút xíu nữa rồi xong. Rồi, ok mọi người nha, chúng ta chốt cái phần kịch bản này, mọi người nắm được cái xương của mình chưa? Cái xương mà chúng ta gọi OPP đó mọi người. Ok mọi người, bây giờ thì sẽ có một cái phần mà chúng ta sẽ mình sẽ có một cái clip, mình sẽ phân tích thực tế, mọi người có thể tham khảo ha. Hiện tại là trong team của mình thì mình thấy có khá là nhiều bạn sale rất là tốt. Cái là mình có cái tỷ lệ chốt rất là cao mọi người. Thì ở đây là mình sẽ có một vài cái gợi ý để mọi người có thể tham khảo ha. Mình khuyến khích là mọi người hãy tự viết xuống cái clip của mình mọi người, đúng không ạ? Mọi người sẽ tự viết xuống cái clip của mình, tự viết xuống cái điều mà mình muốn nói dựa vào cái nãy giờ mọi người nghe á. Không biết là mọi người có ghi chép lại không ạ? Mọi người ghi chép lại từng phần ha. Có thể cái này là mình sẽ share cho mọi người, để mọi người có thể là nãy giờ mọi người không ghi kịp thì mọi người có thể bám lấy cái xiềng này. Nhưng mọi người hiểu được cái nội dung mình chia sẻ rồi á, thì ngay ngày tối ngày nay tí xíu nó kết thúc á, các chị ngồi xuống các chị viết liền đi, các chị đừng có để ngày mai nha. Ngày mai các chị quên hết á. Tối ngày hôm nay các chị ngồi xuống các chị viết, trong đầu mình còn động được cái gì các chị cứ viết như vậy, không sao hết. Hôm sau mình sẽ tiếp tục cải thiện. Đúng không mọi người? Các chị có cái gì trong đầu mình nghĩ viết xuống, mọi người có một cái nội dung của mình để mình nói chuyện. Và mình nói nha, ở đây á, mình không phải là người phải biết rành về mô hình. Mọi người thấy cái grip của mình đúng không ạ? Các chị không cần phải là một người quá rành về mô hình. Các chị không hiểu gì các chị vẫn gọi được, tại vì cái grip này là mình dành cho những bạn nhân viên các chị. Những bạn nhân viên mà bạn không cần biết gì về kinh doanh, bạn không có kinh nghiệm gì kinh doanh, nhưng mà bạn được trên nhau một chút xíu về các mô hình, các trường hợp thì các chị vẫn có thể gọi được rồi. Thì các chị thấy không, mình đồng cảm, mình hiểu về cái người này, mình tìm hiểu về công việc, cái khó khăn hiện tại của họ, mình đưa vào chương trình, mình hiểu được cơ bản là mình sẽ có những giải pháp gì, mình chờ đúng cái giải pháp đó là xong rồi, đúng không mọi người? Mình sẽ không nói gì quá nhiều, mình không có nói hết, đúng không ạ? Nên nó sẽ giúp cho các chị, thứ nhất tiết kiệm thời gian, thứ hai hiệu quả hơn, và mình không có bị cuốn theo cái người đó, và mình rất là dễ đưa mình tự chôn mình ở các chị, đúng không ạ? Mình tự đưa mình vào chỗ chết á, đúng không ạ? Nếu như mình không có nhiều kiến thức là mình rất là dễ, cho nên mình sẽ nói ít thôi. Rồi thì cái phần này gì ta? Rồi ok, mình nhớ rồi. Thế là các chị mình nhớ viết cho mình một cái grip nha, dựa vào cái nội dung này các chị viết xuống cho mình một cái nội dung mà mình sẽ trao đổi với họ theo cái sườn nãy giờ mình chia sẻ với các chị á, theo cái logic như vậy, chốt như thế nào, khai thác thông tin như thế nào, phần tra giải pháp như thế nào, phần chào như thế nào, các chị viết xuống và trao mình cái grip. Và ngày hôm nay các chị phải có cho mình cái grip, và mình phải có các chị, mình phải có xong rồi thì các chị mai mốt á, các chị tiếp tục gọi, các chị sẽ đi học thêm, các chị sẽ có những cái buổi phone team đúng không ạ? Mình sẽ gọi cùng nhau, mình rèn luyện cùng nhau, các chị mình sẽ học hỏi lẫn nhau, các chị được những người có trinh, những người có kinh nghiệm, họ sẽ rèn luyện cho các chị, họ sẽ hỗ trợ cho các chị và các chị sẽ tiếp tục hoàn thiện hơn. Nhưng ngày hôm nay các chị phải có là cái của mình, và cái thời điểm mà mình bắt đầu các chị, nó là của mình, các chị nhớ nha, nó là suy nghĩ của mình, nó là lời lẽ của mình, nó là cái cách hiểu của mình, và theo thời gian mình sẽ cải thiện, mình hoàn thiện được cái kỹ năng của mình. Ok mà, cho nên ngày hôm nay mình đề nghị là nếu như anh chị đang dùng data center, mọi người phải có cho mình cái grid,
Và cái này là ngay tối nay mọi người dành cho mình nửa tiếng trước khi mình đi ngủ, mình viết một clip ra, đúng không ạ? Là ngày mai mình đăng ký data center và mình thực hành ngay các anh chị. Mình thực hành ngay và mình hoàn thiện ngay lập tức các anh chị. Mình sẽ không đợi, mình sẽ không chần chừ mọi người ha, mình hành động liền và sau đó mình fix lại, mình nói lại. Cứ mỗi lần mình thực hành như vậy thì mình sẽ chỉnh lại, mình sẽ điều chỉnh lại, mình sẽ có một cái sự feedback, mình sẽ có một cái sự điều chỉnh và tiếp tục nâng cấp tiếp tục. Và mình sẽ hiểu hơn các anh chị, không phải là ngày 1, ngày 2 các anh chị, đúng không ạ? Nhưng chắc chắn nếu như các anh chị có người đồng hành, nếu như các anh chị có người coaching, có những các người anh chị đi trước hỗ trợ cho mình thì chắc chắn nó sẽ đi rất là nhanh, đúng không ạ? Rồi, cho nên là các anh chị nhớ có một cái clip nha. Thì bây giờ thì mình sẽ có một vài cái clip của một vài bạn trong team mà các bạn đã sale rất tốt, có thể nói là sale rất là ok các anh chị. Thì mình sẽ có cái gì tham sám khảo ha, thì các anh chị có thể tham khảo và mình hình dung được dễ hơn. Mình sẽ phân tích cái clip này nha. Cái clip này không phải là mình viết mà là mình lấy của những cái bạn ở trong team, thì mình cho các anh chị, mình sẽ phân tích để các anh chị hiểu nha. Rồi, ok mọi người, bây giờ lại còn lại 74 anh chị đúng không? Chúng ta lại rơi đi một vài chiến binh. Như là lại rơi đi một vài chiến binh. Một vài chiến binh đã xuống tàu rồi các anh chị. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ ở đây là những anh chị thật sự là mình sẽ hoàn thành 100 độ C đúng không ạ? 74 anh chị thì mình đã học hơn 2 tiếng rưỡi đồng hồ rồi các anh chị. Mình đã kiên trì suốt 2 tiếng rưỡi. Các anh chị rất là tuyệt vời đúng không ạ? Mình sẽ tiếp tục một cái phần hôm nay, một cái phần này nữa là mình xong đó các anh chị. Mình sẽ cho các anh chị grip nha, cũng nhanh thôi. Có rất là nhiều cái grip các anh chị, rất là nhiều grip, ok ha. Ở đây là website của mình là bây giờ có rất là nhiều nhân tài rồi các anh chị, rất là nhiều anh chị đã mình theo theo một thời gian gần khoảng tầm 1-2 tháng đúng không? 1-2 tháng thì các anh chị đang hoàn thiện. Những anh chị mà khoảng 3-4 tháng mà có kinh nghiệm một chút xíu ấy, thì cái kỹ năng sale của mình rất là tốt. Ví dụ như trong team của mình thì có Ali này, có Yến này, các anh chị có Hứa Thương này, có Vân này, những cái bạn mà chốt rất là tốt đúng không ạ? Như Ali 5 data chốt một đại lý các anh chị, 5 data chốt một đại lý mọi người thấy không ạ? Kinh hoàng. 5 data chốt một đại lý. Yên thì kỹ thuật rất là cao, bạn gọi thì bạn chốt đại lý nóng trên cuộc gọi luôn các anh chị, chốt đại lý nóng trên cuộc gọi, chốt công phu trên cuộc gọi luôn đúng không ạ? Còn những cái bạn thì gần như cái năng lực của bạn là đều có thể chốt 10 data ra một công phu là rất là đơn giản. Với những cái bạn đó là ngay thật bạn có thể chốt nóng luôn, không cần phải UV luôn. Nhưng mà cái đó thì cả nhà mình không có cần phải ấy ha, tại vì các chị mới cho nên các chị không cần cái điều đó. Mà mỗi các anh chị tự tin là các chị hiểu nguyên tắc của sale. Nếu như các anh chị chốt OBB được thì các chị sẽ chốt được cuộc công phu, các chị sẽ chốt được đại lý. Cho nên các chị đi từng bước, các chị đừng lo ha. Đến một ngày các chị hãy tin tưởng rằng là mình có thể chốt được đại lý mà không cần thông qua OBB luôn, đúng không ạ? Tại vì những cái bạn sale thì bạn có thể chốt một cái đơn hàng 4-5 triệu mà, cho nên là cái việc mà chốt đại lý 2,5 triệu mà còn được trả lại được các anh chị thì mình nói là các anh chị chốt không các anh chị khó hết ha. Nên là các anh chị nắm tắt chắc được nguyên tắc của sale rồi các anh chị làm thôi. Và bây giờ thì mình sẽ cho các anh chị coi cái script của Yến ha, một cái bạn mà sale khá là tốt. Hiện tại trong team thì mình xem qua thì mình thấy là cái clip này các anh chị có thể hình dung được rằng những cái yếu tố mà mình nói nó nằm ở đâu. Đây clip hoàn toàn mình không có chỉnh sửa gì các anh chị nha. Clip là 100% là nguyên bản của bạn. Và mình giúp các anh chị hình dung là tại sao nó hiệu quả ở những điểm nào. Ok em cả nha. Hit mời. Ok. Mọi người đợi xíu nha, mình tìm cái file đó một chút. Mọi người mệt không? Các chị mình thật sự rất là xuất sắc, học rất là chăm chỉ luôn. Bây giờ là còn đang có khoảng tầm bao nhiêu anh chị ha? Bây giờ là không biết là mọi người còn bao nhiêu. Bây giờ cái script của Yến đâu ta? Không tìm thấy cái script của Yến ha? Hôm trước là mình có cho các anh chị coi một buổi. Bây giờ mình sẽ có một cái đây các anh chị có rồi. Đây mình sẽ share cái màn hình cho các anh chị nha. Bây giờ mình sẽ coi cho nó dễ. Mọi người học tới bây giờ luôn, thật sự rất là vui. Sắp xỉu rồi. Rồi ok, sắp xỉu rồi hả? Còn 74 anh chị đúng không? Những anh chị này có thể gọi là mình kia chiến binh. Những anh chị mà, nhưng mà có rất là nhiều anh chị tắt camera nha. Buồn ghê đó, các anh chị không biết là các anh chị có đi ngủ không nữa.
có khi là 74 anh chị, nhưng mà chỉ là nửa trong đó là đã đi ngủ hết rồi, chỉ còn rất là ít anh chị là mình còn thức thôi. Đúng không ạ? Anh chị là mình còn thức thì mình bật camera lên nha, mình nhìn nhau cái cho vui các anh chị. Chứ không là đây mình thật sự là mình thấy là cái thấy là cái nhiều anh chị là mình đi ngủ rồi đó. Vẫn thức mi ơi. Vậy hả? À. Chị cũng vẫn thức này, vẫn nghe đây. Nhưng mà chị đang cho cháu ngủ nên là không tiện bận thôi. À, dạ chị Thanh đúng không? Okay, em. Ừ, chị Thanh. Hay lắm mi ạ. À. Cảm ơn mi nha. Dạ, nghe lời. À, đang bơi. Thằng đang bơi hả? Ok, mình giải trí xíu mọi người, chứ căng học cẩn thận quá. À, ngủ ra thoát rồi đúng không? Dạ, ok mọi người. À, mọi người học rất là năng lượng đúng không? Tới bây giờ là mọi người vẫn cần rất là... Đã, ok, rất là vui. Bây giờ mình sẽ share cái màn hình cho mọi người nha. Cái trip này thì mình sẽ phân tích cho các anh chị biết rằng là tại sao nó hiệu quả những điểm nào. Ok không ạ? Và nó rất là đúng với nguyên tắc mà mình đang cần ở một group sale các anh chị. Và chỉ còn là như vậy thôi các anh chị sẽ có hiệu quả ha. Cho nên là các anh chị sẽ cần tiếp tục hoàn thành clip của mình. Cái nội dung tốt, mọi người nhớ nha, cái nội dung tốt sẽ giúp các anh chị rèn luyện được. Mọi người thấy được màn hình không ạ? Ok không các anh chị, mình đọc được không? Bây giờ mọi người đọc được không? Mọi người đọc được không ta? Rồi, chữ okay. Nhỏ quá Mi ơi. Okay. Rồi ok được không mọi người? Rồi ok không cả nhà? Mi phóng bự lên rồi á. Ok cả nhà thấy được không ạ? Thấy cỡ rồi cả nhà. Bây giờ cũng không thấy ra được bắt tay luôn á. À. Ok mọi người thấy rồi đúng không ạ? Rồi. Thấy rồi em ơi. Cái clip này là mình nhấn mạnh là hoàn toàn là nguyên bản của bạn nha các anh chị. Mình chỉ có phân loại thành từng phần cho các anh chị dễ thấy thôi. À, nhưng mà toàn bộ là đây là một clip mà lý do mà bạn sale rất là tốt. Hiện tại là những cái anh chị nào làm chung với team thì mọi người sẽ biết rằng cái tỷ lệ Yến sale rất là tốt. Cái là Ellie cũng vậy. À, nhiều bạn mà sale tốt thì mới thấy là bạn có một clip tốt. Và cái lý do để bạn chốt được đã nằm ở cái chỗ này các anh chị. Và cái hệ thống này nó luôn đúng. Hệ thống bán hàng đường thẳng các anh chị, nó là một cái huyền thoại rồi các anh chị. Huyền thoại trên thế giới mà người ta đi. Nó không còn gì để nghi ngờ nữa mọi người. Đã có kiến thức và đã có minh chứng hết rồi. Và đặc biệt là trong quá trình mình làm việc với mỹ phẩm á, thì mình thấy là cái hệ thống này nó vô cùng mạnh mẽ luôn. Và chắc chắn chỉ còn các anh chị đặt mục tiêu ha. Mình nói là business của mình mà các anh chị biết được cái nào các anh chị làm đúng á, thì các anh chị mình trở thành best seller. Thu nhập của mọi người từ cái việc mọi người sale tốt thôi là đã rất là ok rồi. Đúng không ạ? Nên là cái thực sự là đang rất là tuyệt vời. Đây các bạn xem là mọi người thấy câu chào của Yến không ạ? Alo anh chị đang nghe máy đúng không ạ? Ok, à, anh chị đang nghe máy đúng không ạ? Các anh chị hạn chế hỏi là ok có phải là anh gì đó hay không nha mọi người. Mọi người đừng bao giờ hỏi cái câu đó nha. Mọi người bỏ ngay cái câu mà alo à, cho em hỏi có phải chị Thanh đó không ạ. Mọi người đừng có hỏi cái câu được đó nữa. Mi xin các anh chị luôn á. Cái câu đó nó rất là chán. Rất là chán và các anh chị sẽ là một người sale rất tầm thường. Khi các anh chị nói cái câu đó, khi bất kỳ một người sale nào họ up máy lên là họ cũng nói câu đó. Và cái người bên đầu dây bên kia hỏi biết ngay là các anh chị gọi từ một cái nơi nào đó. Đúng không ạ? Được. Dù là mình cũng nói nhưng mà các chị hãy mang lại cái sự mới lại cho khách hàng. Ok có phải là anh Hoa đây không? Mình biết họ tên Hoa, mình biết họ tên Nam, mình biết họ tên Tiến chứ không phải là mình không biết họ ai mình quay lại mình hỏi họ nữa. Rất là chán luôn á mọi người, đúng không ạ? Thì mình sẽ hỏi ngay là ok anh Hùng đúng không ạ? Ok anh Dũng đúng không ạ? Mọi người anh Dũng đang nghe máy đúng không ạ? Rồi ok xong các chị mà các chị đừng nên ạ nhiều ha, mình đừng nên nói. Ok các bạn anh Hùng đang nghe máy không? À, cái đúng không ạ? Mình nói cái ngữ điệu ngang hàng với họ một xíu. Mình đừng có ạ với họ các chị. Ở đây Yến hơi trẻ cho nên cái ngữ điệu phải gọi là lễ phép. Nhưng mà trong quá trình mà cái ngữ điệu của Yến thì khá là tốt. Cái này là bạn sẽ các chị xin ghi âm của bạn ha. Thì à cũng không sao nhưng các bạn là cái ngữ điệu của mình. Thì à, mình là Yến đúng không, gọi cho công ty từ Bisay nè. Mình có thấy quan tâm không kinh doanh. Bây giờ là em chia sẻ một chút nha. Mình hỏi câu chào cũng sẽ là đơn giản. Ok mọi người, không có lập từ, không có dài dòng ha, ngắn gọn. Rồi vô cái phần thứ hai là phần khai thác thông tin này. Mọi người sẽ thấy là cả hai cái phần bạn sẽ khai thác. Là sao? Câu hỏi đầu tiên là gì ạ? Mình đã kinh doanh online bao giờ chưa? Và mình sẽ có sự phân loại là các anh chị chưa kinh doanh online bao giờ, đã kinh doanh online rồi, đang kinh doanh online. Và với mỗi phần thì chúng ta đều có những cái câu hỏi. Ví dụ phần đầu tiên, hiện tại là mình đang làm công việc gì nè, đang muốn kinh doanh online để kiếm thu nhập đúng không, bây giờ là mình đang chuẩn bị kinh doanh online thì mình có lo lắng gì hay không, thì các anh chị tìm hiểu với họ. Mình đã có sự, nó có một cái sự dẫn dắt từ câu này sang câu kia các anh chị. Rồi thì cần kinh doanh online phát triển sao, mình ngưng này có khách hàng gì hả này. Rồi ok, rồi đang kinh doanh online thì sao, hiện tại vấn đề của mình đang gặp trong quá trình kinh doanh là gì nè, mình muốn tìm hiểu một cái phương pháp kinh doanh hay là chỉ muốn tìm hiểu phương pháp để hỗ trợ kinh doanh hiện tại của mình thôi. Các anh chị thấy không ạ, câu hỏi mình sẽ có sự liên kết với nhau ở cái phần các anh chị tìm hiểu với họ. Rồi sang cái vấn đề thứ hai các anh chị, là có một cái mà các anh chị mình sẽ tìm hiểu với họ này. Là cái mà họ muốn các anh chị à, cái mà cái người họ đang muốn đúng không, là các anh chị muốn thu nhập bao nhiêu, các anh chị muốn thu nhập bao nhiêu đúng không à, cái đây là một cái, đây không phải là một cái clip mà chúng ta phải cần làm như vậy các anh chị, nhưng mà mình đang phân tích với các anh chị rằng cái nguyên tắc của các anh chị. Các chị có nhớ đâu là cái phần thứ hai á, mình nói là gì? Mình sẽ khai thác thông tin của họ và mình tìm cái họ muốn.
ý ở đây những cái thông minh một cái, các anh chị là sao, bạn không có cần đi tìm hiểu cái khách hàng muốn, tại vì đôi khi mình tìm hiểu mình chưa có cái nghệ thuật tìm hiểu á, thì cái câu hỏi của mình nó sẽ không có, nó không có đủ sâu, hoặc là các anh chị mình trong thời gian mới mình còn hơi là mình hơi run này, mình chưa có quen, mình không có bình tĩnh và mình không có đủ sáng suốt trong cái cuộc gọi để mà mình có thể nói được cái vấn đề của họ, câu nói của mình chưa có hay, chưa có trôi chảy, thì các anh chị sẽ rất là lung túng. Thì Yến có một cái sự thông minh là Yến gợi ý cái nhu cầu của họ luôn các anh chị, có nghĩa là mình sẽ tự đề xuất cái điều họ đang mong muốn họ đi tìm, đó chính là tiền các anh chị. Ai cũng muốn kiếm tiền hết đúng không ạ? Thì bạn sẽ đưa ra cái vấn đề là anh chị muốn kiếm bao nhiêu tiền. Rồi, người ta sẽ nói cho các anh chị biết là người ta muốn kiếm bao nhiêu tiền và cái cách của bạn là gì ạ? Ok, anh chị muốn kiếm như vậy đúng không? Thì các anh chị đi vô cái giải pháp. Ok, các anh chị đi vô cái phần giải pháp thì sao? Cái phần giải pháp các anh chị phải cho cái điều mà họ cần. Nếu như cái phần mà đi tìm hiểu thông tin á, mình hiểu được họ rồi, cái tình hình của họ như thế nào, họ đang gặp khó khăn gì rồi, cái điều họ mong muốn là gì? Họ muốn kiếm bao nhiêu tiền, đúng không ạ? Rồi, đi vô cái phần giải pháp các anh chị thấy cái phần mà cái phần này các anh chị. Ok, như vậy bây giờ là em đã nắm sơ qua cái vấn đề của mình rồi. Thì bây giờ nha, đó là cái câu chuyện đó các anh chị, trong cái phần sale gọi là câu chuyện, chuyện chủ đề. À, chắc cái nó mềm chứ phải bay vô mình nói liền, đúng không ạ? Thứ nhất là mình đang cộng tác với B-Side các anh chị. Cái phần mà lúc nãy á, là mình tìm vấn đề của họ, mình biết được tình hình của họ các anh chị, mình biết được cái họ muốn là muốn kiếm bao nhiêu tiền rồi. Thì cái phần thứ nhất trong cái phần giải pháp này, Yến có một cái chỗ là bạn sẽ đánh được cái tâm lý và tại sao clip này hiệu quả mọi người. Tại vì sao? Bạn có một cái ví dụ các anh chị. Nếu như các anh chị chỉ dừng lại các anh chị nói rằng là cái kinh doanh của mình á mà không có rủi ro về tồn kho các anh chị, có chiếc không 50%, các anh chị tới đó rồi thôi á, thì cái bài này nó vẫn chưa có độ sát thương. Mà bạn có một cái ví dụ mọi người, ví dụ là sao? Nếu như các anh chị chỉ với cái chiếc khấu này đúng không ạ, với cái việc mình không ôm hàng như sao, nếu như các anh chị chỉ cần bán 20 triệu doanh số thôi, các anh chị đã có 10 triệu rồi. 10 triệu này nó quá dễ đúng không ạ? Thì như vậy thì sao mọi người, chỉ cần bán 20 triệu có 10 triệu rồi, thì họ sẽ có cái là họ làm họ đúng cái họ đang muốn, họ đang muốn kiếm bao nhiêu tiền đó mọi người. Đang đặt cái clip này rất là hiệu quả, và tại sao hiệu quả? Đánh vào cái họ là họ muốn kiếm bao nhiêu tiền. Cho nên khi mọi người dùng một cái clip á, thì mọi người phải biết rằng là cái clip này á, nó hiệu quả ở đâu, ở chỗ nào, thì mọi người phải, nghĩa là mọi người ứng dụng vào clip của mình đúng không ạ? Đôi khi mọi người mình đặt một clip xong á, mọi người thấy là ok, cái bạn này bạn xem rất là tốt, nhưng mình cũng dùng cái clip đó, nhưng mà tại sao mình không có ra kết quả giống như vậy? Đúng mọi người, cho nên mọi người phải hiểu, mọi người dựa vào cái nền tảng lúc nãy á, cái sườn lúc nãy mình nói đúng không, mọi người ráp vô này thì mọi người sẽ quan sát được rằng là lúc cái phần ở phòng khai thác thông tin á, bạn cho cái gì, bạn lấy được cái gì họ đang muốn, họ đang muốn kiếm bao nhiêu tiền, đúng không ạ? Cái phần thứ hai, phần giải pháp, các bạn cho họ cái bức tranh rằng cái giải pháp họ sẽ kiếm tiền như thế nào. 20 triệu thôi, có 10 triệu với cái mức chiết khấu của B-Side quá dễ dàng đáp ứng được cái mong muốn và thu nhập của họ. Ok mọi người. Rồi cái thứ hai, cái thứ hai các anh chị, nó sẽ giải quyết được với những người á mà họ có muốn cái mức thu nhập nhiều hơn nè. Ở đây các anh chị đọc thêm ha, nhưng mà nó sẽ còn có những cái ý khác mà bạn sale thêm, ví dụ như là về công ty nè, về cái mức thu nhập nhiều hơn, hoặc là về sự giúp đỡ nè, về những cái mà giải quyết vấn đề của mình nè. Công ty sẽ hỗ trợ cho mình rất là nhiều để họ có thể là họ dễ dàng kinh doanh. Thì các anh chị nắm tâm lý của những người họ đang cần và đi qua chốt các anh chị. Cái phần trao giải pháp rất là ngắn, mọi người thấy không ạ? Mình sẽ không có nói nhiều mọi người, mình không có nói nhiều ha, mình nói rất là ngắn và nói một vài ý quan trọng thôi. Rồi sao? Nó cái mà các chị cảm thấy là họ cần đó. Ví dụ họ cần gì? Bản thân các anh chị là họ kinh doanh được hay không, họ có làm được hay không, đúng không? Họ có kiếm được nhiều tiền hay không? Đó là cái ý tưởng của mình và cái sự sáng tạo của mọi anh chị. Mình nghĩ ở đây là có rất nhiều anh chị và mình sẽ có rất nhiều ý tưởng nữa. Còn cái script của Yến thì mình chỉ phân tích cho các anh chị biết rằng nó hiệu quả ở những điểm nào để các anh chị lưu ý thôi ha, để mình biết cách đọc cái script. Rồi, ở phần thứ ba là phần chốt. Thì mọi người chốt là đưa OPP một hay là chốt đại lý luôn. Bạn thì bạn có khả năng chốt đại lý thì bạn chốt đại lý các anh chị, còn đây là mình chốt vào cái OPP này. Thì đây là con script của bạn luôn các anh chị nha, mình không có chỉnh sửa gì cả, mình chỉ phân tách nội dung ra cho nó dễ hiểu thôi. Đưa OPP này các anh chị thì nói được ok đúng không? Rõ hơn về mô hình của mình đúng không? Thì tối nay lúc 8 giờ này sẽ có buổi sắp xếp, mình sắp xếp hay được hay không? Nếu như mà họ kêu là chưa để anh coi á, thì ok Yến đẩy thêm cái phần mà về khan hiếm đúng không? Khan hiếm đúng không các anh chị? Họ phải chốt luôn, đăng ký chứ không phải là không muốn hay không. Ok sẽ tham gia thì sao? Mình phải nhấn mạnh thêm là họ chỉ được tham gia một lần thôi, cho nên mọi người họ nhớ là họ đăng ký họ phải tham gia. Rồi bận lắm không có tham gia được thì bạn sẽ là nói là bạn có xử lý vòng lặp để các anh chị. Thay vì nếu như một bình thường các anh chị kêu là ok anh không tham gia được thì các anh chị sẽ bỏ họ luôn đúng không? Nếu mà ok anh không tham gia là ok anh bận đúng không? Rồi làm sao tham gia nha? Nhưng mà ở đây bạn có một cái câu bạn nhớ lại một xíu là ok mình sẽ cho cơ hội đúng không? Bận quá thì sẽ xích nó đó. Nhưng mình có thêm một câu là nhưng đây là một cái cơ hội rất là tốt mà mình nên tìm hiểu đúng không ạ? Mình nói thêm như họ một chút xíu. Rồi ok mình các bạn Zalo các anh chị, nói chung trip này nó như vậy. Khá là đơn giản mọi người ha, học cái gì hết mọi người có thể viết theo cái văn phong của mình và mọi người hiểu nha. Mọi người biết từng phần mình phải cần đáp ứng cái vấn đề gì các chị. Ok không ạ? Nếu xong cái phần này mọi người ok là mọi người comment ok nha. Không biết là mọi người nắm được cái cách mà
Ok mọi người ha, mọi người nắm cái cách triển khai của cái nội dung mình mời vào OBB nha. À, từng phần, từng nội dung và chúng ta nên có một grid của mình. À, ok mọi cho người có nha. Cái phần đại lý luôn đi, trời ơi. Cái grid này thì các bạn sẽ share cho mọi người ha. Yến thì Yến sẽ share cho mọi người để mà mọi người có thể inbox Yến cho xin nha mọi người. À, một cái anh với bóng hay là cái này chắc là bạn sẽ share cho mọi người thôi, tại vì cũng nhiều anh chị có cái này lắm. Bạn cũng share thoải mái thôi, Yến rất là dễ thương. Thì bạn cũng sẵn sàng share cho mọi người thôi. À, đúng ạ. Thì ok mọi người, đó là cái cách mình triển khai cái trip nha. Mọi người sẽ bắt đầu mọi người triển khai cái này thì mình nghĩ chắc chắn thời gian thì mọi người sẽ cải thiện được cái tỷ lệ của mình. À, cái đại lý hả, mọi người muốn nghe phần đại lý hả? Cái trip này thì thật ra cái này cái file á, mọi người có thể là mình gửi cho mọi người xem nha. Không có gì hết mọi người. À, cái này không có giấu nha mọi người, đừng có sợ là mình coi một lần không có được coi lại ha. Mình không có sợ là mình không có được coi. Cái này là tài liệu mọi người có thể xin thoải mái ha. Tài liệu mình share với nhau á, website của mình. Mọi người yên tâm là cái gì hay mọi người xem với nhau hết trơn à. Ok ạ. À. Thì ở đây là mọi người hy vọng là các anh chị sẽ nắm được cái cách để mình có một cái công thức, các anh chị ít nhất là các anh chị phải có một cái công thức rằng là các anh chị làm 5 ngày đầu tiên, 1 tuần đầu tiên, tuần thứ 2, tuần thứ 3, tuần thứ 4, các anh chị sẽ có cái sự tiến bộ và mình có cách, các anh chị mình có phương pháp cho cái việc đó hơn bằng cách trip. Các anh chị có một cái nền của cái trip, các anh chị soạn thảo không biết này mọi người có ghi lại không ạ? Không biết mọi người có ghi lại cái kịch bản không? Cái từng bước, cái từng phần của mình cần làm gì với cái trip mà gọi OBB á. Thì sau đó mọi người sẽ lên một cái grid của mình để các chị mình có thể bắt đầu mình hành bắt đầu làm ha. Mọi người bắt đầu làm và trong quá trình mọi người làm có khó khăn gì thì mọi người sẽ cần có sự hỗ trợ thì mình sẽ có đội nhóm ha. Mình sẽ có người coaching, sẽ có những cái chương trình tiếp theo nữa hỗ trợ cho mọi người. Cho nên mọi người cứ yên tâm là ở Visa mình nói thật sự luôn á. Thật sự luôn là mình có làm hay không được các anh chị đúng không ạ? Mình chỉ có làm hay không thôi, còn mình làm thì chắc chắn là một điều mình sẽ nhận được sự hỗ trợ rất là nhiều đúng không ạ? Nên là ở đây là mình chỉ cần làm thì sẽ luôn luôn có đồng đội, có những cái người hỗ trợ mình ở bên cạnh sẽ giúp đỡ tiếp tục cho mình. Cho nên các anh chị đừng quá lo lắng ha. Mình hy vọng là các anh chị mình hãy hành động một cách mạnh mẽ, quyết liệt và khi có bất kỳ khó khăn gì thì sẽ luôn có người hỗ trợ cho mình. Cho nên mình đừng có mình cứ hành động mọi người ha. Ok, thì tối ngày hôm nay thì mình sẽ trao đổi với mọi người về cái đó, về cái phần này. Về cái lưu trình mà đăng ký đại lý và là một cái quy trình của một đại lý mới á các anh chị. Ví dụ như là sau khi mà một cái đại lý họ, đây mình sẽ nói sơ qua cái này để mọi người có thể là nắm nha, để các anh chị mình không có bỡ ngỡ. Nếu mà giả sử các anh chị có đại lý mà họ đăng ký á, thì các anh chị biết cách hướng dẫn cho họ nha. Các anh chị sẽ biết cách hướng dẫn. Một cái lưu trình ví dụ như đại lý họ đăng ký thì các anh chị mình phải cần ok, mình sẽ lấy cái một chút nữa các anh chị. Xong cái phần này là mình xong rồi đó. Tính ra là hôm nay là mình đã học cùng nhau 3 tiếng xuyên suốt. 3 tiếng xuyên suốt mà gì các anh chị. Cái phần này để mình mạng hơi yếu một xíu. Cái này nếu mà không mình xem thêm ha. Đó, cái này nó cũng không sao. Cái một cái nội dung là ví dụ như cái quy trình để các anh chị hỗ trợ, ví dụ như là đại lý họ đăng ký thì các anh chị sẽ tạo cho một cái mã đúng không ạ? Một cái mã lớp học, họ đăng ký của cô đúng không ạ? Các anh chị tạo cho họ một cái mã lớp học, học hở cho họ cái form đăng ký lớp học các anh chị, rồi cho họ cái form đăng ký lớp học của cô, đó đưa họ vào group học của cô. Thế họ đăng ký đại lý thì sao? Các anh chị gửi cho họ một cái link tạo user đại lý, sau đó các anh chị mình hướng dẫn cái nội dung chuyển khoản cho họ đúng không ạ? Chuyển khoản cho họ với nội dung như nào? Sau khi họ đăng ký đại lý xong, các chị gửi cho họ một cái form đăng ký đại lý để họ được đăng ký làm đại lý để công ty hỗ trợ kích hoạt cái như sơ đó của họ. Thì cái bước đó đơn giản thôi. Mình nhắc các chị nó cũng đơn giản. Ở đây thì ok mọi người. Hôm nay là mình sẽ kết thúc ở đây nha cả nhà. Đây là cái nội dung mà không biết là mọi người ok chưa, mà mình hy vọng trong thời gian sắp tới thì mọi người sẽ có một cái công thức cũng như mà mọi người hiểu về cái cuộc OBB, và mình hy vọng là với cái công thức, với cái grid này á, với cái cách này thì mọi người sẽ nâng được cái tỷ lệ của mình lên. Và ví dụ các chị gọi mời một người là họ sẽ tham gia, mời hai người là hai người tham gia, mời năm người là năm người tham gia. Tại vì sao? Các chị lọc rồi, ai tham gia là họ chắc chắn tham gia các anh chị. Ở đây thì có anh Kiệt ha, bữa nào nếu mà có thời gian buổi sáng 5 giờ sáng thì có thời gian lưu thêm với anh Kiệt. Anh Kiệt tỷ lệ, anh Kiệt làm rất là, anh Kiệt có thể mới nói là cái việc mình lọc cái phần cuối á, các chị có thể giao lưu thêm. Chắc có thể ngày mai là thứ mấy ta, ngày mai là thứ năm đúng không? Ngày mai thứ năm đúng không ạ? Ngày mai chị Bích Phương sẽ làm MC của chương trình mình. Thì có thể là chị Bích Phương mời anh Kiệt giao lưu với team của mình về cái cách anh Kiệt chốt cái phần này. Anh nguyên lắm, ngày xưa cái tháng 6 mình làm việc cùng anh Kiệt á, tỷ lệ mời hẹn và tham gia OB của anh Kiệt là 100% các anh chị, 100% đồng ý là tham gia có mặt, đồng ý tham gia là có mặt 100%. Nếu như các anh chị làm kỹ cái phần lọc này, làm kỹ cái phần mà chúng ta cho người ta chốt cái phần mình tham gia lớp học, tham gia OB á, thì cái tỷ lệ nó rất là cao nha mọi người. Cho nên mọi người đừng cứ nghĩ rằng chắc chắn anh chị sẽ làm được, và mình tin chắc là mình sẽ làm được nha cả nhà. Ok không ạ?
Rồi, ngày hôm nay thì các anh chị mình hãy bắt đầu mình có một cái grid. Mình có một cái grid và ngay ngày mai các anh chị đăng ký data mình thực hành nha mọi người. Các anh chị thực hành ngay, tại vì sao? Mọi người sẽ quên và mọi người nhớ rằng chúng ta sẽ có một cái sự hào hứng. Và khi các anh chị có sự hào hứng là cái lúc mà các anh chị sẽ làm việc tốt nhất. Và các anh chị hãy có nghệ thuật gọi là cái này là một cách mà các anh chị duy trì cái năng lượng của mình là các anh chị. Khi các anh chị có một cái năng lượng, khi các anh chị muốn action thì các anh chị hãy action. Khi các anh chị action, các anh chị làm việc thì các anh chị sẽ có một cái nguồn năng lượng tiếp theo. Các anh chị đúng không? Mình sẽ khi mình làm việc mình sẽ tiếp tục có năng lượng, mình tiếp tục mình sẽ làm việc năng lượng. Cứ mỗi lần các anh chị hành động mình sẽ có một cái nguồn năng lượng. Nếu như các anh chị mình để cho cái ví dụ ngày hôm nay các anh chị học xong, các anh chị không thực hành á, cái năng lượng của mình nó sẽ bị nguội các anh chị, và sau đó các anh chị muốn làm á, các anh chị cũng mình sẽ rơi vào cái trạng thái gì ạ? Mình muốn làm mà sao mình không làm ta? Đó là cái rất là nguy hiểm nha mọi người, rất là nguy hiểm, và cái kinh nghiệm mình thấy rằng đó là cái điều nó giết chết mọi người á. Cho nên là chúng ta ví dụ ngày hôm nay chúng học xong, chúng ta đang rất là đang có rất nhiều kiến thức và các anh chị đang rất muốn thực hành đó, thì ngay ngày mai mới đề nghị là bây giờ các anh chị đã đăng ký data center rồi á, thì các anh chị ngay bây giờ các anh chị đăng ký có là 5 data cũng được, 2-3 data gì cũng được, nhưng các anh chị đăng ký là được, tại vì mỗi team sẽ có một cái plan ha, mỗi team sẽ có một cái kế hoạch, thì các chị ngay bây giờ các anh chị đăng ký một lượt data để ngày mai tối bây giờ các anh chị kết thúc đúng không ạ, mình dành 10 tiếng đồng hồ rồi đó mình ngồi lại mình viết cái brief, sau đó sao ngày mai mình sẽ thực hành ngay các anh chị. Khi các anh chị thực hành thì mình sẽ có một cái năng lượng tiếp theo, mình sẽ điều chỉnh, mình sẽ có cái gì đó mới lạ, mình sẽ được khám phá và được trải nghiệm. Khi nào sẽ tiếp tục sinh ra một cái năng lượng thêm để các anh chị làm việc tiếp tục. Được không mọi người? Còn nếu như các anh chị để đó, các anh chị không hành động á, các anh chị sẽ không có tính action, và dù các anh chị học nhiều bao nhiêu nhưng các anh chị không hành động thì nó sẽ không mang lại kết quả. Được không mọi người? Đúng không ạ? Cho nên các anh chị nhớ là chúng ta học, chúng ta phải làm việc, học chúng ta làm, học là người ta gọi là học làm giàu, đúng không mọi người? Nên chúng ta học chúng ta làm, nếu chúng ta học chúng ta không làm thì cái công sức mình học nó rất là uổng. Và chúng ta học và chúng ta muốn làm gì các chị? Học và chúng ta muốn chúng ta làm có kết quả, đúng không ạ? Cái điều mình muốn là có kết quả. Nhưng giữa cái học xong cái kết quả là cái việc làm, thì mọi người nhớ là ngày mai mình hãy action nha. Và mình hy vọng rằng là mình sẽ nhận được những tin nhắn, mình nhận được những cái kết quả trong chương trình 5 giờ sáng. Mình hy vọng có thể nghe mọi người chia sẻ rằng mọi người đã thay đổi được kết quả của mình. Mọi người có thể nghe mọi người chia sẻ rằng mọi người đã có thể có thêm đại lý mới, thêm đời công phu mới. Mọi người có thể đã tốt nghiệp 100 độ xe trong vòng 5 ngày, 10 ngày. Đúng không ạ? Rất là hy vọng có thể nghe được điều này. Cho nên là chúc mọi người sẽ có một cái kết quả thật là tốt. Và chúc mọi người sẽ có một cái thành công thật là sớm với VSign ha. Buổi tối hôm nay thì mình sẽ kết thúc ở đây, và không biết là mọi người có câu hỏi gì không ta? Tại vì hồi hôm giờ thì gần như là mình chưa có cái phần hỏi đáp đúng không? Không biết là mọi người không rõ chỗ nào, hoặc mọi người không biết là mọi người có không rõ chỗ nào, hoặc mọi người cần hỏi thêm không? À, được không cả nhà? Không biết là mọi người hỏi thêm phần nào không? Linh Mai ơi. À, ok. Linh Mai ơi. Ok, chị nghe Linh ơi. À, chị. Em tư vấn cho em tư vấn để tuyển dụng á, nhưng mà nhiều người người ta nói là không cần để đi vô OVP là gì nha, không cần để xem mô hình, mà họ cần như là giống như trang một cái lớp học vậy đó, là mình cho vô cung phu luôn hay sao chị? Ừ, nếu như họ muốn đi vô, họ muốn học thì nhìn chốt lớp dạ. Luôn. Tại vì họ nói là họ không có muốn xem là mình kinh mô hình mình kinh doanh như thế nào, nhưng mà họ chỉ muốn là có cái một lớp học để chỉ cho họ, ví dụ như là họ đang kinh doanh một cái sản phẩm online đó nhưng mà không bán được hàng, không bán được, không có khách hàng, họ muốn tìm ra giải pháp như thế nào để họ bán được. Như vậy nãy em cũng nghe chị chia sẻ đó, là mình chốt công phu cho họ luôn hả chị? À không, cái người này là Linh biết sao không, cái câu hỏi sàng lọc á thì mình sẽ hỏi rằng á là sao mình đang muốn tìm kiếm thêm một hoạt động kinh doanh mới, hay là mình muốn giải quyết cái vấn đề kinh doanh hiện tại của mình. Nếu BSI chỉ phù hợp cho những anh chị mình đang muốn một cái hoạt động kinh doanh mới thôi, còn BSI của mình không phải là nơi mà công ty chạy quảng cáo, không phải là nơi chạy quảng cáo bán sản phẩm cho họ, cho nên nếu như họ đang bị ôm một đống hàng và họ đang muốn bán cái sản phẩm đó thì BSI mình thấy cách không có hỗ trợ cho họ được. Hoặc là họ có thể là tìm BSI để họ hợp tác, để họ phân phối với cái sản phẩm đó, họ đủ điều kiện, đủ giấy tờ, đủ chứng nhận, rồi là đủ chất lượng, đủ đảm bảo, thì bên công ty mình sẽ phân phối cái sản phẩm đó cho họ. Nhưng mà sao, thường thường là sẽ không có ok các anh chị, tại vì sản phẩm của họ không có đủ giấy tờ, không có đủ nguồn gốc và không có đủ nguồn hàng ổn định. Nói chung BSI của mình rất là nhiều điều kiện khắt khe các anh chị, chứ không phải là đưa hàng của BSI là được đâu. Nên là ở đây là những cái người đó thì họ đang trong cái top là gì, họ không phù hợp với kinh doanh của mình, tại vì cái điều họ đang cần á không phải là điều BSI đang có. Họ đang cần một cái công ty mà chạy quảng cáo, bán được cái đống hàng họ đang ôm hàng á, nên hình dung không? À, như vậy là cái chỗ này em có thể chuyển một chút xíu. Như vậy là bây giờ ok, cái vấn đề đó mình không có giải quyết được, nhưng mà hiện tại BSI đang có một mô hình rất là hay, rất hay, không ôm hàng gì hết, bán được bao nhiêu có bao nhiêu, bán thì bán, cả bán thì có tiền, không bán thì thôi, cho nên là không có vấn đề, không có rủi ro gì hết. Cho nên tìm hiểu đi, rất hay. Nếu như anh thật sự thích kinh doanh, nếu như anh là cái người mà có kinh nghiệm kinh doanh, chắc chắn anh sẽ rất thích mô hình của BSI, kiếm được tiền rất tiềm năng. Và nếu anh chỉ làm thôi với kinh nghiệm của anh nữa thì kiếm được ok đúng không? Thì anh chị cho đó, rồi cho họ cái lý do, nhớ nha,
mình sale mình sẽ cho họ lý do để họ làm việc đó các anh chị, đúng không ạ? Yeah. Mình nhớ là mình cho lý do nha. Rồi ok mọi người. Yeah. Anh muốn chia sẻ data chất mỹ phẩm hả? À. Rồi ok em cảm mọi ơn người. Dạ rồi, chúc chị ngủ ngon. À, ok mọi người, hôm nay hy vọng là sẽ nhận được nhiều cái kết quả mà mọi người sẽ có thể cải thiện được cái cuộc gọi của mình cũng như là cải thiện, và chúc mọi người sẽ chốt như 100 độ C thật là sớm ha. À, chào mọi người, cũng như chúc mọi người ngủ ngon. Không biết còn câu hỏi gì không ta? Mọi người còn câu hỏi gì không? Nếu mà không thì mình sẽ kết thúc nha. À, còn lắm đi. Ok, chị Liên hả? Chị Vinh hả? Hỏi xem là My chia sẻ 3 tiếng như vậy My có thấy mệt không? Năng lượng ở đâu mà dồi dào quá đi. Mọi người comment nhiều nên sẽ vui. Tức là mọi người cần học thì mình sẽ còn nói đúng không ạ? Nhưng mà thật ra là nói xong sẽ cũng mệt. Nhưng mà... thấy là đuối lắm rồi, thấy đôi mắt liêm diêm vừa kìa. À, My, chị mở hai Zoom luôn nè, thấy không? Vậy hả? Sao okay. Không? Biết sao không? Cái Zoom kia thì tắt tiếng nghe cái này, nhưng mà cái kia là phải có mặt mình ở trong đó để cho đại lý ta đi theo ta học. À. Tưởng mình có trong đó. Không, bé Sang á, mỗi lần mà hỏi chị có trong Zoom không? Lúc nào cũng hỏi chị có trong Zoom không? Có thì nó mới vô. Rồi, ok, chúc các mình ngủ ngon ha. Nếu mà mình có thắc mắc gì nữa thì trong chương trình 5 giờ sáng mọi người ha. Trong chương trình 5 giờ sáng, trong những cái chương trình mà mình có thể giao lưu với nhau thì mọi người có đặt câu hỏi nha. Trong quá trình mọi người làm việc á. Nhưng mà có một điều cuối cùng mà nhắn gửi như mày này, thì tại đang có 60 anh chị phải không? Rất là nhiều anh chị đã ao tâm, anh chị nhanh ghê. Mấy anh chị chào xong rồi các anh chị đi ngủ đi đúng không? Nên là bây giờ các chị nhớ kết thúc tối ngày hôm nay mọi người nhớ viết lại cái clip của mình một cách chi tiết hơn, một cách nó đầy đủ nha mọi người. Thứ hai, chúc mọi người ngủ ngon nha. Bye bye. Cảm ơn My nha. Chúc mọi người ngủ ngon. Cảm ơn My nha. Cảm ơn My. Tinh thần trong đầu của em. Bye bye. Cảm ơn. Rồi chào My, cảm ơn My nhé. Chào mọi người. Cảm ơn em My nha. Em My ngủ ngon. Chào ở nhà nha. Cảm ơn cả nhà. Hơi mệt mệt.